Sau lần đó, ta yêu tộc không được cùng loài người đối nghịch. Yêu tộc Tam tộc Kỳ Lân lão tổ mở miệng nói: "Thiên môn môn chủ, bây giờ ngươi đã vì là hỗn độn thế giới thiên đạo, có thể hay không để các tộc sống chung hòa bình? Loài người vì là thiên địa chúa tể, nhưng cũng đừng lung tung sát hại chủng tộc." Kỳ Lân lão tổ nhìn về phía Hạ Hâm. "Đây là tự nhiên, ngoại trừ Vu tộc cùng Man tộc ở ngoài, loài người sẽ không nhằm vào chủng tộc khác. Cho dù là Vu tộc, ngoại trừ hôm nay ở đây Vu tộc cùng Man tộc hoàng tộc, loài người cũng sẽ không đối với hai tộc này. Đuổi tận giết tuyệt." Hạ Hâm mở miệng nói. Bây giờ hắn đã vì là chúa tể mới của thiên đạo hỗn độn thế giới, khống chế hỗn độn này. Chưa tới nơi này, chính là Hạ Hâm tổng bộ. Cho dù Hạ Hâm thiên môn sẽ ở vô tận hồng mông bên trong đánh ra một phen thành tựu, Hạ Hâm cũng sẽ không ném mất cái xào huyệt này. Trở thành hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể, Hạ Hâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể hiểu rõ toàn bộ tình huống các tộc hỗn độn thế giới. Bây giờ loài người đã trở thành vùng thế giới này nhân vật chính, bị khinh bỉ vận chung. Nếu hắn là lại lung tung tàn sát vạn tộc, cũng quá không nên. Vu tộc cùng Man tộc hoàng tộc cùng thiên môn ân oán, ở hắn hôm nay giết chết những này ở đây Vu tộc cùng Man tộc hoàng tộc cường giả sau, cũng toàn bộ biến mất. Tương lai hắn phát triển trọng tâm nên phóng tới như mạnh mẽ làm sao toàn bộ hỗn độn thế giới các tộc sức chiến đấu, tăng lên toàn bộ hỗn độn thế giới cấp độ. Hạ Hâm trở thành hỗn độn thế giới thiên đạo sau, hiểu rõ đến rất nhiều vô tận hồng mông quy tắc. Vô tận hồng mông vô cùng vô tận, không có phần cuối. Ở vô tận hồng mông bên trong có thật nhiều tương tự với hỗn độn thế giới như vậy, bị sáng thế thần bổ ra thế giới. Thế giới như thế này, phân có cấp độ, hiện nay hắn đã biết chính là 5 cái cấp độ: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Vũ. Vô tận hồng mông bên trong, nắm giữ đại đạo cảnh tọa trấn hỗn độn thế giới, xưng là vũ cấp thế giới. Nắm giữ đạo tôn cảnh tọa trấn hỗn độn thế giới, xưng là hoàng cấp thế giới. Nắm giữ nhân tôn cảnh tọa trấn hỗn độn thế giới, xưng là huyền cấp thế giới. Nắm giữ địa tôn cảnh tọa trấn hỗn độn thế giới, xưng là địa cấp thế giới. Nắm giữ thiên tôn cảnh tọa trấn hỗn độn thế giới, xưng là thiên cấp thế giới. Đại đạo cảnh sau khi cảnh giới vì là đạo tôn, người tôn, địa tôn, thiên tôn. Đạo tôn cảnh sau khi nhân tôn cảnh, vì nhân đạo chí tôn. Một bộ tộc tôn sư cần đem bộ tộc phát triển đến cực kỳ mạnh mẽ mức độ, trở thành để này tộc trở thành một phương hoàng cấp hỗn độn thế giới chúa tể, cả tộc số mệnh lực lượng đột phá. Cái này cũng là vì sao vô tận hồng mông bên trong yêu thích lấy tộc vì là quần thể phát triển nguyên nhân. Tỷ như con trai của hắn vị hôn thê Cơ Đan chính là vô tận hồng mông bên trong huyền nữ tộc thánh nữ. Huyền nữ tộc chính là đã đem vị trí hỗn độn thế giới pháp tắc trở thành hoàng cấp hỗn độn, đã sinh ra đạo tôn cảnh mức độ, đáng tiếc không có sinh ra người tôn, vì lẽ đó bị lôi tộc dễ dàng công phá. Hạ Hâm tương lai nếu là muốn vì là con dâu Cơ Đan báo thù, nhất định sẽ đối đầu lôi tộc, vì lẽ đó đem bây giờ hỗn độn thế giới phát triển lên mới là trọng yếu nhất. Nói đúng ra, đem hỗn độn thế giới bên trong nhân tộc phát triển lên, chỉ cần toàn bộ hỗn độn thế giới nhân tộc thực lực tổng hợp phát triển lên, liền có thể khiến người ta tộc số mệnh tăng mạnh, đến lúc đó bồi dưỡng được càng ngày càng nhiều thần ma cảnh. Mà hỗn độn thần ma cảnh muốn đột phá đến đạo đại đạo cảnh phi thường khó khăn, nếu như không có trợ giúp lĩnh ngộ tạo hóa lực lượng phương pháp cùng với hồng mông cấp bậc công pháp, trừ phi là vạn người chưa chắc có được một thiên tài, không phải vậy rất khó hoàn thành, cần rất nhiều thời gian. Có điều đây đối với Hạ Hâm tới nói đều không là vấn đề, bởi vì Hạ Hâm có tạo hóa ngọc điệp, chỉ cần đến hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao liền có thể thông qua tạo hóa ngọc điệp nhanh chóng đột phá đại đạo cảnh. Hơn nữa đột phá đại đạo cảnh sau còn có thể thông qua tạo hóa ngọc điệp nhanh chóng tăng lên cảnh giới đến đạo tôn cảnh. Có thể nói đạo tôn cảnh trước chỉ cần có tạo hóa ngọc điệp ở, tập hợp không có ngưỡng cửa. Đạo tôn cảnh sau khi muốn phải nhanh chóng tăng lên tu vi liền cần tạo hóa ngọc điệp phụ trợ bộ tộc số mệnh cùng với toàn bộ hỗn độn thế giới sức mạnh trợ giúp đột phá. Vậy thì đến phát triển loài người thực lực tổng hợp cùng số mệnh. Có điều cũng may đây là một cái chính hướng về tuần hoàn, so với như nhân tộc thực lực tổng hợp càng mạnh liền có thể có càng to lớn hơn đại đạo cảnh đỉnh cao, dễ như ăn cháo thông qua số mệnh lực lượng đột phá đến đạo tôn cảnh. Lại như Phật môn Phật tổ, hỗn độn thần đình chi chủ, đạo môn đạo tôn như thế. Ở Hạ Hâm trở thành hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể trong nháy mắt, bọn họ liền bị khí vận chi chủ chung đột phá đạo tôn cảnh. Mà bọn họ đột phá đến đạo tôn cảnh sau đó có thể tăng lên loài người thực lực tổng hợp, khiến loài người số mệnh tăng mạnh, để sau đó người muốn đột phá đạo tôn cảnh càng thêm dễ dàng. Tất cả đều là chính hướng về tuần hoàn, cho tới đại đạo cảnh trước cảnh giới Hạ Hâm muốn bồi dưỡng lên càng thêm đơn giản. Vậy thì là thông qua thôn phệ thần ma bản nguyên, phụ trợ hắn huấn luyện thiên môn quân đoàn hai bộ công pháp cùng đại đạo pháp tắc linh dịch. Hai môn công pháp Hồng Mông Đạo Quyết, Hồng Mông Đạo Binh Quyết đều là hồng mông cấp bậc,
có thể tu vi đạo đạo tôn cảnh công pháp, bồi dưỡng loài người, vô cùng đơn giản. Hơn nữa, công pháp này có hắn nhân tộc chúa tể thần hồn dấu ấn, chỉ cần tu luyện môn công pháp này thì sẽ đối với hắn từ trong lòng cảm thấy trung thành, sẽ không phản bội hắn. Đối với hắn cực đoan, loài người tu sĩ chỉ muốn gia nhập thiên môn, hắn liền có thể đem này hai bộ công pháp, căn cứ điểm cống hiến, truyền thụ xuống, phối hợp đại đạo pháp tắc linh dịch, nhất định có thể đem loài người toàn thể thế lực nhanh chóng tăng lên. Tương lai, trở thành một chi đáng sợ quân đoàn, này chi quân đoàn nếu là chế tạo ra đến, nhất định có thể quét ngang vô tận hồng mông rất nhiều chủng tộc. Đương nhiên, muốn rèn đúc đi ra, cần trả giá, cũng là thiên đại. Dù sao đại đạo pháp tắc linh dịch luyện chế bí pháp, cần tiêu hao tài nguyên, chính là lượng lớn. Bất quá vấn đề không lớn, từ từ tích lũy, có mắt không mở kẻ địch đến nhạ xâm lấn hỗn độn, liền trực tiếp đi qua mượn lại đây là được. Huống chi, bây giờ Bình Man tộc, Hoàng tộc cùng Vu tộc lại nhất thống hỗn độn thế giới, trở thành thiên đạo chủ trì, hỗn độn thế giới rất nhiều thiên tài địa bảo tài nguyên cũng có thể vận dụng. Trong thời gian ngắn, phát triển loài người tài nguyên khẳng định là sẽ không sầu. Huống chi, lần này diệt Man tộc, Hoàng tộc cùng Vu tộc thần ma cảnh trở lên cao tầng, thu được nhiều như vậy thần ma bản nguyên cùng bản nguyên của đại đạo, phụ trợ tạo hóa ngọc điệp, có thể đem thiên môn bồi dưỡng được một nhóm đại đạo cảnh cường giả đến, khiến loài người số mệnh tăng vọt. Đồng thời, Hạ Hâm cũng có thể hạ lệnh triệu tập hỗn độn thế giới bên trong loài người những tán tu kia cùng hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao cường giả, chỉ cần bọn họ đồng ý gia nhập thiên môn, liền có thể thu được Hồng Mông Đạo Binh Quyết phương pháp tu luyện, cùng với thu được lợi dụng tạo hóa ngọc điệp, đem tự thân tu vi đột phá đến đại đạo cảnh cơ hội. Tin tưởng tại đây loại có thể đột phá đến đại đạo cảnh mê hoặc trước mặt, những tán tu này nhất định không nhịn được mê hoặc muốn gia nhập thiên môn. Dù sao bây giờ nhân tộc chúa tể chính là ở thiên môn bên trong, mà thiên môn gia nhập thiên môn sau tu luyện Hồng Mông Đạo Binh Quyết thì sẽ không tự chủ được đối với Hạ Hâm trung thành, sẽ không phản bội, gần mà tăng lên thiên môn gốc gác, để thiên môn đại đạo cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hướng đi chính tuần hoàn. Đến lúc đó chính là tương lai đối đầu Lôi tộc, Hạ Hâm cũng chắc chắn. Đồng thời, Hạ Hâm chuẩn bị một lần nữa chỉnh đốn loài người thế lực, khiến loài người sở hữu thực lực giải tán nhập vào thiên môn, không muốn có thể trở thành thiên môn dưới trướng lệ thuộc. Có điều không muốn giải tán nhập vào thiên môn, đem không chiếm được thiên môn Hồng Mông cấp bậc công pháp tu luyện cơ hội, đồng thời cũng không chiếm được thiên môn tạo hóa ngọc điệp ngộ đạo tư cách. Cứ như vậy, tin tưởng rất nhiều người tộc thế lực gặp không nhịn được giải tán nhập vào thiên môn. Chỉ cần thiên môn thu được những thế lực này gia nhập, đem có thể trong khoảng thời gian ngắn khoách thế lực lớn. Hạ Hâm ngẩng đầu xem hướng bốn phía các tộc, bốn phía vô số chủng tộc cũng nhìn về phía Hạ Hâm, bao quát loài người thế lực cùng với những tán tu kia. Từ hôm nay, ta vì hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể, loài người vì là thiên địa chi chủ, vạn tộc cộng tôn. Hạ Hâm mở miệng nói, âm thanh vô cùng vang dội, như đại đạo minh âm, vang vọng toàn bộ hỗn độn thế giới, thậm chí hỗn độn thế giới quanh thân phụ thuộc không gian thứ nguyên, chư thiên đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới. Đồng thời, ta lấy chúa tể chi danh biểu thị, loài người vì là thiên địa chi chủ, sẽ không tàn sát vạn tộc, sẽ cùng các tộc sống chung hòa bình, cộng đồng trưởng thành. Hạ Hâm nói, tương lai hỗn độn thế giới, đem diện tích cùng không gian đem sẽ không ngừng mở rộng, đại gia tu hành gặp càng ngày càng dễ dàng. Đây là Hạ Hâm trở thành hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể, cho hỗn độn thế giới các tộc hứa hẹn. Nếu là hữu tâm nhân sẽ phát hiện, ở Hạ Hâm đột phá đến đạo tôn cảnh tầng 3, loài người ba vị nửa bước đạo tôn cảnh đột phá đến đạo tôn cảnh sau, hỗn độn thế giới toàn thể không gian mở rộng, hướng về vô tận hồng mông mở rộng, đồng thời có thể chứa đựng tu hành trần nhà tăng lên. Nói cách khác, theo hỗn độn thế giới mở rộng, đại đạo pháp tắc gặp càng thêm nồng nặc, tăng lên tu vi lên gặp càng thêm dễ dàng. Cái này cũng là đối với hỗn độn thế giới vạn tộc hứa hẹn cùng khen thưởng, mà Hạ Hâm lời nói cũng thu được hỗn độn thế giới vạn tộc tán thành. Ở đây sở hữu bộ tộc toàn bộ dồn dập hướng thiên không bên trong Hạ Hâm quỳ lạy, bái kiến thiên đạo chúa tể. Vạn tộc âm thanh vang vọng thiên tích, ở toàn bộ Vu tộc ngàn tỷ dặm cương vực vang vọng. Hạ Hâm với hư không dưới nhìn phía dưới triều bái vạn tộc, lộ ra nụ cười. Từ hôm nay, hắn xem như là triệt để nắm giữ hỗn độn thế giới. Sau đó, đây là cái gì chí bảo, dĩ nhiên có thể khiến người ta lĩnh ngộ tạo hóa lực lượng, sáng tạo bản chất của thế giới. Rất nhiều yêu tộc cùng còn lại chủng tộc hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao kinh ngạc thốt lên, ưu thế dễ dàng đột phá đến đại đạo cảnh. Hôm nay ta liền vì mọi người giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, chính là bởi vì nó. Hạ Hâm nói, liền đem tạo hóa ngọc điệp lấy ra, huyền nổi ở hư không bên trong, ba động khủng bố, tự tạo hóa ngọc điệp tải lên ra, huyền ảo diễn hóa lực lượng, sáng tạo lực lượng khuếch tán ra đến, khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn liền có thể ngộ đạo rất nhiều huyền diệu áo lý, cảnh giới tăng lên.
Đây là cái gì chí bảo? Dĩ nhiên có thể khiến người ta lĩnh ngộ tạo hóa lực lượng, sáng tạo bản chất của thế giới. Rất nhiều yêu tộc cùng còn lại chủng tộc hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao kinh ngạc thốt lên. Bọn họ bị kẹt ở hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao đã rất nhiều năm, vẫn không có cách nào lĩnh ngộ tạo hóa lực lượng, diễn hóa chi giới phương pháp, vì lẽ đó không có cách nào đột phá. Nếu là có tạo hóa ngọc điệp, bọn họ chắc chắn trong vòng 7 ngày đột phá. Toàn bộ hỗn độn thế giới sở hữu bộ tộc, toàn bộ Metis mắt nhìn tạo hóa ngọc điệp, nếu như Hạ Hâm có thể để bọn họ lĩnh ngộ một hồi là tốt rồi. Nếu là có thể, bọn họ vì là thiên môn làm trâu làm ngựa cũng có thể a. Mà Hạ Hâm nhìn thấy các tộc phản ứng, trong lòng cũng hết sức hài lòng, hắn muốn chính là hiệu quả này, như vậy hắn là có thể là được đón lấy sắp xếp. Hạ Hâm suy nghĩ một chút, phát triển hỗn độn thế giới, chủ yếu phát triển loài người, còn lại các tộc sức mạnh cũng có thể lợi dụng một chút, lớn mạnh thiên môn thực lực tổng hợp. Tỷ như huyền nữ bộ tộc, liền có thật nhiều bảo vệ chủng tộc, tương tự với bỉ mông cự thú bộ tộc này dưỡng. Thiên môn hoàn toàn có thể mang hỗn độn thế giới một ít chủng tộc mạnh mẽ, phát triển trở thành vì là bảo vệ chủng tộc. Mà muốn đạt thành cái mục đích này, tạo hóa ngọc điệp là tốt nhất mê hoặc, còn có thiên môn độc nhất hồng mông cấp bậc công pháp. Toàn bộ hỗn độn thế giới, nắm giữ có thể so với trong tay hắn có thể tu luyện đến đạo tôn cảnh trở lên hồng mông đạo binh quyết cùng hồng mông đạo đem quyết công pháp, căn bản không có. Đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Cho tới ngay ở trước mặt toàn bộ hỗn độn thế giới các tộc trước mặt, đem tạo hóa ngọc điệp lấy ra, Hạ Hâm cũng không sợ người khác mơ ước. Hiện tại hắn vì là hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể, toàn bộ hỗn độn thế giới vô địch. Nếu là vô tận hồng mông thế lực dám đến có ý đồ với hắn, hắn cũng không ngại đi làm thêm mấy cái nhiệm vụ. Tuy rằng hắn trở thành hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể sau là chuẩn bị rửa tay không làm, lên bờ, nhưng nếu là có người hướng về hắn trên lưỡi thương va, hắn là không ngại làm lại nghề cũ. Hạ Hâm nhìn về phía hỗn độn thế giới các tộc những hỗn độn thần ma đó cảnh đỉnh cao, nhìn tạo hóa vũ điệp khát vọng ánh mắt. Hắn không có lập tức mở miệng, mà là nhìn phía loài người phương hướng các thế lực lớn cùng tán tu. Loài người bên trong, nắm giữ đến thần ma cảnh trở lên tán tu, muốn gia nhập thiên môn, chỉ cần phát xuống thiên đạo lời thề. Thề sống chết cống hiến cho thiên môn, cống hiến cho loài người, liền có thể thu được thiên môn ban tặng một môn mạnh mẽ hồng mông cấp bậc công pháp. Đồng thời, bản tôn lấy thiên đạo chúa tể thân phận hứa hẹn đại gia, chỉ muốn gia nhập thiên môn, đến hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao sau, liền có thể mượn dùng tạo hóa ngọc điệp, đột phá đến đại đạo cảnh, tương lai ở đại đạo cảnh, đối với thiên môn cùng loài người phát triển có công lao, cũng có thể mượn dùng tạo hóa ngọc điệp, tăng lên tu vi. Hạ Hâm trực tiếp lấy thiên đạo chúa tể thân phận đồng ý, khiến loài người bên này thần ma cảnh trở lên tán tu, triệt để sôi trào. Bọn họ không nghĩ đến, hôm nay có thể có chuyện tốt như thế, chỉ muốn gia nhập thiên môn, phát xuống thiên đạo lời thề, thề sống chết cống hiến cho, liền có thể thu được một môn hồng mông cấp bậc công pháp. Hồng mông cấp bậc công pháp a, phải biết, chính là bây giờ hỗn độn thế giới loài người mạnh nhất ba thế lực lớn, cũng không có. Bọn họ nếu là có một môn hồng mông cấp bậc công pháp, cộng thêm ở thiên môn loại này thế lực bên trong, lại có người tộc số mệnh gia trì, thiên phú tốt một điểm yêu nghiệt, tu luyện đến hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao, tuyệt đối là không thành vấn đề. Đến thời điểm lại mượn dùng tạo hóa ngọc điệp, chẳng phải là có thể đột phá đến đại đạo cảnh. Đại đạo cảnh a, toàn bộ hỗn độn thế giới sinh linh đều ngóng trông cực hạn tồn tại. Hiện tại có cơ hội như thế, bọn họ làm sao không kích động, cũng còn tốt là loài người người mạnh nhất trở thành thiên đạo chúa tể a, bọn họ mới có thể có loại này kỳ ngộ. Nếu là hắn chủng tộc, vậy nhân tộc hiện tại gần như lành lạnh. Cho tới Hạ Hâm nói, phát xuống thiên đạo lời thề, thề sống chết cống hiến cho thiên môn cùng loài người. Cái này căn bản không là vấn đề, thiên đạo lời thề, nếu phát xuống, nếu như vi phạm, nhất định thân tử đạo tiêu. Nhưng bọn họ sẽ không vi phạm, Hạ Hâm lời thề điều kiện, rất đơn giản, cống hiến cho thiên môn, loài người. Thiên môn bây giờ là loài người mạnh nhất thế lực, lại là có thiên đạo chúa tể thế lực. Có thể đi vào như vậy thế lực, vốn là bọn họ những này không chỗ nương tựa tán tu theo đuổi, tự nhiên không thể phản bội. Cho tới loài người, vậy thì càng không thể. Hiện tại loài người số mệnh tăng lên dữ dội, tu sĩ nhân tộc tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Phản bội loài người, gặp phải số mệnh phản phệ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, Hạ Hâm điều kiện như thế này, tương đương với tặng không đại gia một bản hồng mông cấp bậc công pháp, cùng với một lần tăng lên tới đại đạo cảnh cơ hội. Này nói rõ là đang phát triển loài người, nếu là bọn họ không nắm lấy, vậy thì quá choáng váng. Chỉ một thoáng, mấy trăm ngàn trở lên thần ma cảnh loài người tán tu, chuẩn bị gia nhập thiên môn. Chính là hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao, cũng có mấy hơn trăm người. Bọn họ những người này, nếu gia nhập thiên môn, liền có thể lợi dụng tạo hóa ngọc điệp, tăng lên tới đại đạo cảnh. Đến lúc đó, thiên môn đem trong nháy mắt tăng cường mấy trăm vị đại đạo cảnh, thực lực tổng hợp tăng lên dữ dội. Hơn nữa, nay còn chỉ là một số ít, bởi vì tán tu,
chỉ là tu sĩ nhân tộc một bộ phận rất nhỏ, chỉ chiếm tu sĩ nhân tộc 1/4. Nói cách khác, còn lại 3/4 tu sĩ nhân tộc đều là có dựa vào thế lực. Chỉ cần lại đem 3/4 tu sĩ quyết định, đem thiên môn hàng đầu thực lực tăng lên, liền có thể trong tương lai, cùng hỗn độn thế giới ở ngoài mảnh khu vô tận hồng mông bên trong thế lực tranh đấu lúc, có tuyệt đối gốc gác. Mà nhìn thấy Hạ Hâm, trực tiếp cho loài người những người không có thế lực tán tu lớn như vậy ưu đãi, chỉ cần tán tu gia nhập thiên môn, phát thiên đạo lời thề cống hiến cho, liền có thể thu được một môn hồng mông cấp bậc công pháp, còn có mượn dùng tạo hóa ngọc điệp đột phá đại đạo cảnh cơ hội. Ở đây những này có thế lực cường giả, trong lòng vô cùng thất lạc lên, nếu như có thể cho bọn họ một bộ hồng mông cấp bậc công pháp, cộng thêm lợi dụng cơ hội tạo hóa ngọc điệp đột phá đại đạo cảnh, bọn họ lập tức xuất lĩnh nguyên lai thế lực, gia nhập thiên môn à. Nhìn những người có thế lực nhân tộc cường giả đã bắt đầu sốt ruột, Hạ Hâm biết, khẩu vị điều đến gần đủ rồi. Nhân tiện nói, mà hiện nay, có chính mình thế lực nhân tộc cường giả, cũng có thể mang nguyên lai thế lực giải tán hoặc là trực tiếp xuất lĩnh chỉnh cái thế lực gia nhập thiên môn. Chỉ cần xin thể cống hiến cho thiên môn, liền có thể thu được một môn hồng mông cấp bậc công pháp. Cùng với chờ các ngươi đến hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao lúc, lợi dụng tạo hóa ngọc điệp, đột phá đại đạo cảnh cơ hội. Nghe được Hạ Hâm nói như vậy, nhất thời loài người những người hàng đầu thế lực kích động lên, liền giải tán đều chẳng muốn giải tán, trực tiếp xuất lĩnh nguyên lai thế lực, gia nhập thiên môn. Gia nhập thiên môn, bọn họ liền có thể có cơ hội đột phá đại đạo cảnh, nếu là dựa vào chính bọn hắn tu hành, không biết muốn tu hành tới khi nào. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, vì lẽ đó còn không bằng gia nhập thiên môn, bị mang phi tốt. Liền đạo môn tổ đình, Phật môn, hỗn độn thần đình này nhân tộc hàng đầu thế lực, cũng là như thế. Không có ai so với bọn họ biết, nếu là không có tạo hóa ngọc điệp trợ giúp, muốn đột phá đại đạo cảnh, có bao nhiêu khó. Gia nhập thiên môn, có thể thu được hồng mông cấp bậc công pháp, còn có thể có tạo hóa ngọc điệp bật hách tu luyện, quả thực chính là một bước lên trời, trực tiếp cất cánh à. Hơn nữa gia nhập thiên môn, còn có thể được thiên môn che chở, gần như xem như là nằm phẳng. Nhìn thấy những người còn lại tộc đều dồn dập lựa chọn gia nhập thiên môn, đây là Hạ Hâm không nghĩ đến. Hắn còn tưởng rằng gặp có một ít loài người thế lực không bỏ xuống được quyền lợi, không muốn gia nhập đây, không nghĩ đến dĩ nhiên thuận lợi như vậy. Thực Hạ Hâm không biết chính là hắn hiện tại uy vọng đã phóng xạ toàn bộ hỗn độn thế giới, trở thành thiên đạo chúa tể, hắn lại là loài người người mạnh nhất, thống ngự cả loài người, lại có tạo hóa ngọc điệp cùng hồng mông công pháp này hai đại mê hoặc, loài người tu sĩ làm sao có khả năng nhịn được. Trước tán tu thế lực hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao thì có mấy trăm người, hiện tại còn lại 3/4 gia nhập hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao liền đã tới gần 1,500 người. Chỉ cần này 1,500 người, mấy ngày nay thời gian Hạ Hâm lợi dụng tạo hóa ngọc điệp thế đột phá giảng đạo, phụ trợ bọn họ đột phá, không quá 3 ngày thời gian, thiên môn tất sẽ sinh ra gần 1,500 vị đại đạo cảnh. Loại này khủng bố số lượng, trực tiếp phản bù loài người, nhất định có thể khiến người ta tộc số mệnh lại một lần tăng lên dữ dội, sau đó kéo toàn bộ tu hành tốc độ tăng lên, trở thành một chính hướng về tuần hoàn. Mà nhìn thấy loài người tu sĩ cùng với những thế lực kia, chỉ muốn gia nhập thiên môn, liền có thể thu được hồng mông cấp bậc công pháp, còn có tạo hóa ngọc điệp trợ giúp đột phá đại đạo cảnh. Ở đây còn lại chủng tộc, toàn bộ tha thiết mong chờ nhìn. Bọn họ chỉ hận chính mình không phải là nhân tộc, không có cách nào hưởng thụ loại này phúc lợi à. Nếu là mình cũng là loài người, vậy bọn họ cũng có thể hưởng thụ loại này trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện. Mà Hạ Hâm, lúc này ánh mắt nhìn về phía còn lại các tộc, nhìn thấy bầu không khí đã làm nổi bật đến gần đủ rồi. Hạ Hâm mở miệng nói, cho tới hỗn độn thế giới còn lại các tộc, ta mới vừa đã nói, loài người sẽ cùng đại gia sống chung hòa bình, sẽ không ức hiếp các tộc, tự nhiên, cũng không có cái gì phúc lợi. Hạ Hâm lời nói, để các tộc trong lòng rất không phải, bọn họ chỉ hận chính mình không phải là nhân tộc. Nhưng mà, Hạ Hâm nhưng là tiếp tục nói, có điều, thành tựu hỗn độn thế giới chúa tể, cũng có một cái phúc phận các tộc ân huệ. Chỉ muốn tuyển chọn trở thành thiên môn bảo vệ chủng tộc, trở thành thiên môn dưới trướng thế lực chủng tộc, liền có thể mượn tạo hóa ngọc điệp tu hành, giúp các ngươi từ hỗn độn thần ma cảnh đột phá đến đại đạo cảnh, nếu là lập xuống đại công, còn có thể đại đạo cảnh mượn tạo hóa ngọc điệp tu luyện đến đạo tôn cảnh. Hạ Hâm lời nói trực tiếp để ở đây các tộc toàn bộ khiếp sợ lên, sau đó mừng như điên. Không phải là nhân tộc, còn lại chủng tộc chỉ có tuyên bố trở thành thiên môn bảo vệ chủng tộc dưới trướng thế lực cũng có thể mượn dùng tạo hóa ngọc điệp đột phá đến đại đạo cảnh, đồng thời chỉ cần lập công liền có thể ở đại đạo cảnh tiếp tục sử dụng tạo hóa ngọc điệp tu luyện đến đạo tôn cảnh. Tuy rằng cùng loài người lẫn nhau so sánh, bọn họ ít đi hồng mông công pháp cái này khen thưởng, điều này cũng hoàn toàn đầy đủ à. Chỉ cần có thể mượn dùng tạo hóa ngọc điệp, còn lại các tộc nhất định có thể sinh ra rất nhiều đại đạo cảnh. Loài người số lượng
ở hỗn độn thế giới các tộc bên trong chỉ chiếm 1/4. Quang nhân tộc liền hơn 1,500 vị hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao, còn lại toàn bộ gộp lại không được đến thẳng 6,000 vị. Nếu là này 6,000 hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao toàn bộ đột phá đến đại đạo cảnh, kéo các tộc số mệnh tăng lên dữ dội, đến lúc đó hỗn độn thế giới vạn tộc thực lực tổng hợp tăng lên liền có thể kéo hỗn độn thế giới diện tích tăng cường mở rộng. Tộc Kim Ô chúng ta nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn trở thành thiên môn bảo vệ quần thể, cống hiến cho bảo vệ thiên môn, như vi này thề, trời chu đất diệt. Bộ tộc Kim Ô tộc trưởng trước tiên mở miệng nói, ta hỗn độn ma viên bộ tộc nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn trở thành thiên môn bảo vệ quần thể, cống hiến cho bảo vệ thiên môn, như vi này thề, trời chu đất diệt. Hỗn độn ma viên bộ tộc tộc trưởng mở miệng nói, ta Bạch Hổ bộ tộc nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn trở thành thiên môn bảo vệ quần thể, cống hiến cho bảo vệ thiên môn, như vi này thề, trời chu đất diệt. Bạch Hổ bộ tộc tộc trưởng mở miệng nói, ta Chu Tước nhất tộc nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn trở thành thiên môn bảo vệ quần thể, cống hiến cho bảo vệ thiên môn, như vi này thề, trời chu đất diệt. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói, tam đại bộ tộc mở miệng đều là hỗn độn thế giới bên trong nắm giữ nửa bước đại đạo cảnh tọa trấn bộ tộc, nhất thời đón lấy càng nhiều bộ tộc tuyên bố cống hiến cho thiên môn. Liền mạnh nhất tam tộc, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc cũng không nhịn được. Ta Long tộc nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn trở thành thiên môn bảo vệ quần thể, cống hiến cho bảo vệ thiên môn, như vi này thề, trời chu đất diệt. Long tộc tổ long mở miệng nói, ta Phượng tộc nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn trở thành thiên môn bảo vệ quần thể, cống hiến cho bảo vệ thiên môn, như vi này thề, trời chu đất diệt. Phượng tộc tổ phượng mở miệng nói, ta Kỳ Lân tộc nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn trở thành thiên môn bảo vệ quần thể, cống hiến cho bảo vệ thiên môn, như vi này thề, trời chu đất diệt. Kỳ Lân tộc Kỳ Lân lão tổ mở miệng nói, bây giờ còn lại các tộc đều tuyên bố trở thành thiên môn bảo vệ chủng tộc, sắp thu được thiên môn cung cấp lợi dụng tạo hóa ngọc điệp bật hách cơ hội, nếu là bọn họ không lựa chọn, tương lai nhất định bị còn lại các tộc bỏ qua. Một bước chậm, từng bước chậm, chuyện như vậy không thể bỏ qua. Ngược lại hiện tại thiên môn môn chủ là thiên đạo chúa tể, bảo vệ hắn cũng là bảo vệ toàn bộ hỗn độn thế giới, còn có thể chơi free phát triển nối thẳng xe, bọn họ không thiệt thòi. Được, này 3 ngày, hỗn độn thế giới gia nhập thiên môn nhân tộc, cùng với tuyên bố trở thành thiên môn bảo vệ chủng tộc, sở hữu đến hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao. Lập xuống thiên đạo lời thề sau, liền có thể đến thiên môn, ta đem lợi dụng tạo hóa ngọc điệp, vì mọi người nói một lần đạo, trợ giúp đại gia đột phá đại đạo cảnh. Đồng thời, đã tới đại đạo cảnh, cũng có thể tới nghe giảng, lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp lực lượng, trợ giúp đại gia tăng lên tu vi, nửa bước đạo tôn cảnh các vị cũng được có cơ hội trực tiếp đột phá đến đạo tôn cảnh. Hạ Hâm lời nói vang vọng toàn bộ trong thiên địa, nhất thời để mới vừa không có đột phá đến đại đạo cảnh Long tộc tổ Long, Phượng tộc tộc Phượng, Kỳ Lân tộc Kỳ Lân lão tổ trong mắt mang theo hừng hực vẻ. Loài người đạo tông đạo tôn, Phật môn Phật tổ, hỗn độn thần đình chi chủ, đại gia cùng thời đại cường giả đều là từ khai thiên tích địa ban đầu liền cầu quá. Kết quả hỗn độn thần đình chi chủ 3 người, bởi vì liên lụy loài người số mệnh tăng lên dữ dội cơ hội, đã trước tiên bọn họ một bước đột phá đến đạo tôn cảnh, để bọn họ lạc hậu một bước. Bây giờ, Hạ Hâm cho bọn hắn một cơ hội, nhất thời để bọn họ cảm thấy thôi, trở thành thiên môn bảo vệ chủng tộc là phi thường chuyện may mắn. Hừ, cao hứng cái gì, lại cao hứng, chúng ta hiện tại cũng là nhanh các ngươi một bước. Đạo môn tổ đình đạo tôn hừ một tiếng, liền thấy không quen yêu tộc này 3 cái lão đông tây đắc sắt dáng vẻ. Có điều đại gia bây giờ là người mình, bọn họ gia nhập thiên môn, trở thành thiên môn nguyên lão, yêu tộc này 3 cái lão gia hỏa cũng trở thành thiên môn bảo vệ chủng tộc, liền không cần giống như trước như thế, tính kế lẫn nhau. Sau đó, chính là vì thiên môn phát triển nào đó lối thoát, tính toán vô tận hồng mông bên trong bộ tộc. Giải thích xong tất cả những thứ này, Hạ Hâm liền trực tiếp trở về thiên môn tổng bộ. Bây giờ thiên môn trở thành hỗn độn thế giới đệ nhất thế lực, kẻ thống trị, là thời điểm bắt đầu xây dựng thêm. Hạ Hâm chuẩn bị đem tân thiên môn tổng bộ kiến tạo ở hỗn độn thế giới Thiên Giới Sơn. Thiên Giới Sơn thuộc về hỗn độn thế giới trung ương, vị trí địa lý được trời cao chăm sóc, kiến tạo một cái phóng xạ toàn bộ hỗn độn thế giới thế lực hoàn toàn không thành vấn đề. Trở lại thiên môn tổng bộ, Hạ Hâm đem thu được tài nguyên toàn bộ phát xuống đi, bao quát giết vu tộc cùng man tộc hoàng tộc những này sở hữu thần ma cảnh trở lên cường giả bản nguyên. Hạ Hâm chuẩn bị trong vòng 3 ngày phải đem bên cạnh hắn thân hữu đoàn toàn bộ bồi dưỡng đến đại đạo cảnh. Những này, giết man tộc hoàng tộc cùng vu tộc toàn bộ gộp lại, mấy trăm vị trở lên đại đạo cảnh. Nhiều như vậy đại đạo cảnh bản nguyên, bồi dưỡng bên người thân hữu đoàn, toàn bộ đến đại đạo cảnh, khẳng định không thành vấn đề. Hạ Hâm không chút do dự, trực tiếp đem những tư nguyên này
toàn bộ phát xuống đi, đồng thời đem Hồng Mông Hóa Đạo Quyết truyền thụ cho Thân Hữu Đoàn. Hạ Hâm cái gọi là Thân Hữu Đoàn chính là nương tử, cùng với đại ca Hạ Thật, đại tẩu Mộ Dung Thanh, Hạ Hạo, Hạ Tiểu Tiểu, Hạ Hy, Lâm Hỏa Nhi, Cơ Đan, Lôi Điểu, Phúc Bá chờ cửu đại thị thần cùng 40 vị thần nô, Hỗn Nguyên Ma Quân chờ 9 đại ma đầu cùng với 12 vị ma nô, Cổ Hùng, Tiểu Vũ Nhi, Thanh Chín, Phượng Manh 4 cái người theo đuổi, Nguyên Thần Châu Thế Giới Đạo Tông 7 vị lão đạo, Thiên Ma Giáo 5 vị lão ma. Liền những thứ này, toàn bộ Thân Hữu Đoàn, Hạ Hâm chuẩn bị, lợi dụng thu được đại đạo cảnh bản nguyên, đem bọn họ toàn bộ tăng lên tới đại đạo cảnh. Này 3 ngày thời gian, đương nhiên, đã đến đại đạo cảnh nương tử cùng 11 vị ma tổ, có thể tăng lên càng nhiều, cái kia càng tốt hơn. Hạ Hâm chuẩn bị, đem man tộc hoàng tộc đệ nhất tộc thủy tổ bản nguyên, giao cho nương tử Cơ Nguyệt Nhi, để Cơ Nguyệt Nhi hấp thu, làm cho nàng trong thời gian ngắn, đột phá đến đại đạo cảnh 9 tầng. Đồng thời, lại lấy ra Vu tộc 12 vị tộc trưởng một luồng huyết thống bản nguyên, cho nương tử dung hợp. Nhìn nương tử có thể hay không lĩnh ngộ ra Vu tộc huyết thống sức mạnh, trợ giúp nàng lĩnh ngộ hơn đại đạo. Đối lập với Thân Hữu Đoàn cùng Thiên Môn Quân Đoàn, những này có thể hấp thu người khác bản nguyên bật hách tăng lên. Hạ Hâm xem như là khá là khổ bức, bởi vì hấp thu người khác bản nguyên tăng lên, cần muốn người này tu vi ở chính mình mặt trên mới có thể có tác dụng. Tỷ như hắn Hạ Hâm muốn hấp thu người khác bản nguyên tăng lên, phải là đạo tôn cảnh tầng 4 trở lên bản nguyên. Đồng thời đến có một vị vượt xa đạo tôn cảnh tầng 4 cường giả phụ trợ hấp thu mới có thể thành công. Không phải vậy sẽ bị trực tiếp căng nứt. Hắn Hạ Hâm cho tới nay trợ giúp Thiên Môn người phụ trợ hấp thu, chấn áp còn lại sức mạnh mới có thể làm cho Thiên Môn Thân Hữu Đoàn tăng lên nhanh như vậy. Đáng tiếc chính hắn, nhưng không có cách nào hưởng thụ loại này tiện lợi. Chính mình mang theo một làn sóng người cất cánh, nhưng không có người dẫn hắn cất cánh, để hắn cũng có thể xem Lôi Điểu như thế nằm từ một con tiểu yêu thú, hỗn cho tới bây giờ sắp đột phá đến đại đạo cảnh. Có điều Hạ Hâm cũng không có cách nào. Ai bảo hắn là đại ca đâu? Đại ca chỉ có thể mang theo mọi người cất cánh. Cũng còn tốt có Phá Dỡ hệ thống ở, trợ giúp hắn, không phải vậy hắn là thật sự không có cách nào. Đem sở hữu đại đạo cảnh bản nguyên, phân cho Thân Hữu Đoàn, trợ giúp bọn họ sau khi hấp thu. Cùng ngày, Thiên Môn Tổng Bộ, Hỗn Độn Thế Giới, tất cả mọi người tộc gia nhập Thiên Môn Tu Sĩ, Hỗn Độn Thần Ma Cảnh Đỉnh Cao, cùng với còn lại các tộc lựa chọn trở thành Thiên Môn Bảo Vệ Chủng Tộc Hỗn Độn Thần Ma Cảnh Đỉnh Cao. Đầy đủ hơn 8.000 tôn, so với Hạ Hâm dự liệu muốn nhiều hơn 1.000 tôn, hội tụ đến Thiên Môn. Lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn trung thành thủ hộ Thiên Môn, để Hạ Hâm lợi dụng tạo hóa ngọc điệp, trợ giúp bọn họ ngộ đạo, đột phá đại đạo cảnh. Hạ Hâm cũng không keo kiệt, để này hơn 8.000 tôn hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao, toàn bộ ngồi xếp bằng ở Thiên Môn bên trong cung điện. Hắn đem tạo hóa ngọc điệp lấy ra, trôi nổi ở đại điện trên đại sảnh không, bao phủ sở hữu cường giả đỉnh đầu, nhất thời vô tận tạo hóa lực lượng khoách tán ra đến, để vô số cường giả tâm thích, tạo hóa lực lượng, sinh sôi lực lượng, khai sáng một thế giới sức mạnh, bọn họ ngộ đạo ngàn vạn năm không được lý giải đồ vật, thời khắc này bắt đầu chậm rãi hiểu rõ. Cái kia không thể buông lỏng cảnh giới cũng vào đúng lúc này tùng chuyển động, mà Hạ Hâm, hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể, cũng bắt đầu vì mọi người giảng đạo, phụ trợ đại gia mở ra thuộc về mình trong cơ thể hỗn độn thế giới, trở thành một tôn đại đạo cảnh. Mà yêu tộc, loài người, những người đã trở thành đại đạo cảnh cường giả cũng ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện để Hạ Hâm vì bọn họ giảng đạo. Đạo tôn cảnh bên dưới, có tạo hóa ngọc điệp ở, bọn họ đều là không có bình cảnh, có thể mượn lần này lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp cơ hội đột phá. Đặc biệt Kỳ Lân lão tổ, Tổ Long, Tổ Phượng, ba vị hưng phấn nhất, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được đột phá đạo tôn cảnh thời cơ. Chỉ cần Hạ Hâm tiếp tục giảng đạo, phụ trợ tạo hóa ngọc điệp vô thượng lực lượng, bọn họ 3 ngày nhất định có thể đột phá. Tới trước, leo lên Hồng Mông Kim bảng nhân tộc tam đại hàng đầu thế lực nhân vật số 2, cũng cảm nhận được thời cơ đột phá. Hồng Mông Kim bảng bây giờ, vị thứ nhất, Hạ Hâm, loài người. Người thứ hai, Đạo Môn Đạo Tôn, loài người. Người thứ ba, Hỗn Độn Thần Chủ, loài người. Người thứ bốn, Phật Tổ, loài người. Người thứ năm, Kỳ Lân Thủy Tổ, yêu tộc. Người thứ sáu, Tổ Long, yêu tộc. Người thứ bảy, Tổ Phượng, yêu tộc. Người thứ tám, Đạo Môn Thái Thượng Đạo Tổ, loài người. Người thứ chín, Hỗn Độn Đạo Tổ, loài người. Người thứ mười, Vạn Phật Chi Tổ, loài người. Xếp hạng thứ 8, thứ 9, thứ 10, Đạo Môn Thái Thượng Đạo Tổ, Hỗn Độn Thần Đình Hỗn Độn Đạo Tổ, Phật Môn Vạn Phật Chi Tổ ba vị, trước chính là đại đạo cảnh 9 tầng, chỉ đứng sau loài người bây giờ còn lại ba vị đạo tôn. Thu được số mệnh chi gia trì sau, đã tới nửa bước đạo tôn cảnh. Hôm nay lại đến tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ, cùng Hạ Hâm giảng đạo, bọn họ cùng yêu tộc ba vị lão tổ như thế,
sắp đột phá đến đạo tôn cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ hỗn độn thế giới sẽ sinh ra 10 tôn đạo tôn cảnh, hơn 8.000 đại đạo cảnh. Toàn bộ hỗn độn thế giới số mệnh gặp lại lần nữa tăng lên dữ dội. Mà lúc này, hỗn độn thế giới ở ngoài, vô tận hồng mông bên trong, một đám khách không mời mà đến. Quãng thời gian trước bị Hạ Hâm giết chết một nhóm cường giả hồn cung, một vị đại đạo cảnh 9 tầng, mang theo một đám đại đạo cảnh cường giả. Bắt đầu hướng về hỗn độn thế giới tới rồi, đến điều tra quãng thời gian trước đám kia hồn cung đến tìm kiếm tạo hóa ngọc điệp cường giả nguyên nhân cái chết. Dự tính, 3 ngày sau, đến hỗn độn thế giới, đề cử xem, Cố Gia Giao Cố Hy, Lúc Đát Giải Tống, Doe Hủ Lục Mặc Kình, Diệp Phong Liễu Ung Tùng, Sophie Lander Từ, Sùng Hôn Mật Yêu Lâm Ấm Ninh Lúc Ngự, Đô Thị Tiêu Giao Thiên Y Diệp Phàm, Trầm Viện Tiêu Thần Giật, Thương Hàn Họ Nam Tự, Trầm Đây Sao Lục Cẩn Sâm. Bọn họ ngược lại muốn xem, người nào làm sao lớn mật, liền bọn họ hồn cung cường giả, cũng dám giết. Mà hỗn độn thế giới, thiên môn bên trong, sau đó mấy ngày nay, có thể nói là phi thường náo nhiệt, không ngừng có cường giả, đột phá đến đại đạo cảnh, tạo hóa ánh sáng trùng thiên, chung quanh dị tượng hiện ra, vô cùng huyễn lệ. Cái kia hơn 8.000 tới nghe Hạ Hâm giảng đạo, lục tục đột phá đến đại đạo cảnh. Hạ Hâm thân hữu đoàn, cũng là như thế. 3 ngày sau, thiên môn bên trong, hầu như sở hữu tới nghe đạo, mượn tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ sáng tạo thế giới, đều hoàn thành rồi đột phá. Hạ Hâm thân hữu đoàn, nương tử Cơ Nguyệt Nhi, thành công đột phá đến đạo tôn cảnh 1 tầng. Đại ca Hạ Chân, đại tẩu Mộ Dung Thanh đột phá đến đại đạo cảnh. Lôi Điểu đột phá đến đại đạo cảnh tầng 2. Phúc Bá chờ cửu đại thị thần cùng 40 vị thần nô, Hỗn Nguyên Ma Quân chờ 9 đại ma đầu cùng với 12 vị ma nô, Nguyên Thần Châu Thế Giới Đạo Tông 7 vị lão đạo, Thiên Ma Giáo 5 vị lão ma, toàn bộ tăng lên tới đại đạo cảnh 1 tầng. Hạ Hạo, Hạ Hy, Lâm Hỏa Nhi, Hạ Tiểu Tiểu, Cơ Đan tăng lên tới nửa bước đại đạo cảnh. Thực 5 người hoàn toàn có thể đột phá đến đại đạo cảnh. Chỉ bất quá bọn hắn tu vi bị Hạ Hâm áp chế một cách cưỡng ép, để bọn họ lĩnh ngộ trong cơ thể đại đạo, cảm ngộ thật nhiều trùng đại đạo, lại đột phá. 5 người đều là tiềm lực, tương lai có thể vượt cấp khiêu chiến. Mù quáng đột phá không phải chuyện tốt. 5 người ở Hạ Hâm chỉ đạo dưới đều có thể nắm giữ kiếm chi đại đạo. Sau đó, Hạ Hạo cuối cùng có thể nắm giữ chính là kiếm chi đại đạo, tiên thiên đại đạo, chí tôn đại đạo, vị lai đại đạo, bá thể đại đạo. Hạ Hy cuối cùng có thể nắm giữ cùng Hạ Hạo gần như kiếm chi đại đạo, tiên thiên đại đạo, chí tôn đại đạo, vị lai đại đạo, bá thể đại đạo. Hạ Tiểu Tiểu cuối cùng có thể nắm giữ kiếm chi đại đạo, tiên thiên đại đạo, vị lai đại đạo, mười cực đại đạo. Lâm Hỏa Nhi cuối cùng có thể nắm giữ kiếm chi đại đạo, tiên thiên đại đạo, hỏa chi đại đạo. Cơ Đan cuối cùng có thể nắm giữ kiếm chi đại đạo, tiên thiên đại đạo, hỗn độn đại đạo, huyền thiên đại đạo, đều là phi thường lợi hại. 5 người trưởng thành vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Cổ Hùng, Tiểu Vũ Nhi, Thanh Cửu, Phượng Manh 4 cái người theo đuổi cùng với Cơ Đan bán đấu giá trở về Bỉ Mông Cự Thú, tăng lên tới hỗn độn thần ma cảnh 8 tầng, trước đột phá đến đại đạo cảnh 1 tầng 11 tổ, tăng lên tới đại đạo cảnh tầng 3, tới trước đột phá đến đạo tôn cảnh 1 tầng đạo môn đạo tôn, hỗn độn thần chủ, Phật môn Phật tổ 3 người, đột phá đến đạo tôn cảnh tầng 2, Kỳ Lân Thủy Tổ, Tổ Long, Tổ Phượng 3 vị yêu tộc người mạnh nhất, đột phá đến đạo tôn cảnh 1 tầng, đạo môn Thái Thượng Đạo Tổ, hỗn độn thần đình hỗn độn đạo tổ, Phật môn Vạn Phật Chi Tổ 3 vị nhân vật số 2, đột phá đến đạo tôn cảnh 1 tầng. Trước vào tộc, tam đại hàng đầu thế lực cùng thế lực khác gộp lại đại đạo cảnh, gộp lại cũng có gần 200 vị, gia nhập thiên môn sau, cũng thu được nghe đạo tư cách. Này 3 ngày, bình quân cũng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Bây giờ, loài người bên trong, đại đạo cảnh đã có tiếp cận 2.000 vị, đạo tôn cảnh cũng có 8 người. Loài người thực lực tổng hợp tăng lên, Hạ Hâm thành tựu thiên đạo chúa tể, loài người là số mệnh chủng tộc, cũng theo thu được phản bù. Loài người thực lực tổng hợp tăng lên, để Hạ Hâm cảnh giới trực tiếp tăng lên dữ dội tầng 3 đến đạo tôn cảnh 6 tầng. Này đã hoàn toàn tương đương với một lần đánh dấu khen thưởng. Phát triển thiên môn bây giờ cũng là rất có khả năng. Bây giờ, cái này hỗn độn thế giới, đại đạo cảnh đã vượt qua 8.000 vị, tuy rằng đại đa số đều là hắn chủng tộc. Có điều số lượng ấy, không phải loài người liền sẽ đuổi theo. Hạ Hâm có tạo hóa ngọc điệp cùng hồng mông đạo binh quyết cùng hồng mông đạo đem quyết, đại đạo pháp tắc linh dịch những này phần mềm hách, có thể lượng lớn làm ra đạo tôn cảnh bên dưới cảnh giới cường giả. Chờ càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả sinh ra, có thể phản bù đến hắn Hạ Hâm trên người. Đến lúc đó chính là đột phá người tôn, địa tôn, thiên tôn cũng có khả năng. Hạ Hâm ước mơ, đến lúc đó chính là không cần hệ thống đi đánh dấu, cũng có thể. Dù sao đánh dấu chuyện như vậy, vẫn là thiếu làm, có chính mình căn cơ,
nên lên bờ vẫn là lên bờ đi. Hiện tại, thiên môn bên trong nắm giữ đạo tôn cảnh 8 người, hạ hâm, đạo tôn cảnh 6 tầng, đạo môn đạo tôn, hỗn độn thần chủ, Phật môn Phật tổ 3 người, đạo tôn cảnh tầng 2, cơ nguyệt nhi, đạo tôn cảnh 1 tầng, thái thượng đạo tổ, hỗn độn đạo tổ, vạn Phật chi tổ 3 vị đạo tôn cảnh 1 tầng, đại đạo cảnh 9 tầng, 9 vị đều là trước đạo môn, Phật môn, hỗn độn thần đình đại đạo cảnh 7 tầng, đại đạo cảnh 8 tầng, 17 vị, tương tự là trước đạo môn, Phật môn, hỗn độn thần đình đại đạo cảnh 6 tầng, có 3 cái là loài người, mặt khác 2 cái xếp hạng thứ 4 thứ 5 thế lực. Đại đạo cảnh 7 tầng, 19 vị là trước đạo môn, Phật môn, hỗn độn thần đình đại đạo cảnh 5 tầng, tương tự có loài người, mặt khác 2 cái xếp hạng thứ 4 thứ 5 thế lực. Đây chính là bây giờ thiên môn đại đạo cảnh cấp cao tình huống, tổng cộng 45 tôn, 2 vị đại đạo cảnh trung giai, gần 100 tôn, đại đạo cảnh thấp kém có gần hơn 1,800 tôn. Toàn bộ thiên môn đại đạo cảnh gộp lại đến 2000 tôn, chân chính trở nên mạnh mẽ. Hạ Hâm ánh mắt sắc bén, vang lên trước một cái nhiệm vụ, đi vô tận hồng mông bên trong hồn cung đi đánh dấu. Hồn cung, trước chính là đánh hắn tạo hóa ngọc điệp chủ ý, bị hắn tàn sát một lần. Tuy rằng quyết định lên bờ, nhưng hồn cung biết hắn có tạo hóa ngọc điệp bí mật này, giáp tâm hại người, tuyệt không có thể lưu. Vậy thì nỗ lực làm khó dễ lại đi làm một lần nhiệm vụ đi. Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận, hắn là trông mà thèm hồn cung bên trong tài nguyên, tuyệt đối không phải. Phúc bá, đem hỗn độn thần đình chi chủ, hỗn độn đạo tổ, đạo môn đạo tôn, đạo môn thái thượng đạo tổ gọi tới. Lại điểm 4 vị đại đạo cảnh 9 tầng, 10 vị đại đạo cảnh 8 tầng, 200 vị đại đạo cảnh trung cao giai, có nhiệm vụ làm, Hạ Hâm nói. Mang theo 2 vị đạo tôn cảnh tầng 2, 2 vị đạo tôn cảnh 1 tầng, hơn 200 đại đạo cảnh quá khứ, thêm vào hắn, nên đầy đủ bình định hồn cung đi. Chủ nhân, lại có nhiệm vụ sao? Phúc bá liếm môi một cái, bây giờ thiên môn thực lực tăng lên dữ dội, nhất thống toàn bộ hỗn độn thế giới. Loài người phát triển bách phế trở hưng, chung quanh đều cần tài nguyên. Tuy rằng chủ nhân trở thành thiên đạo chúa tể, có thể điều động hỗn độn thế giới tài nguyên, nhưng vẫn ăn lão bản, miệng ăn núi lở cũng không được à. Phải nghĩ biện pháp hướng ra phía ngoài mở rộng à. Trước hắn còn cân nhắc, nên làm sao đi mở rộng nghiệp vụ đây. Bây giờ cơ hội này không liền đến sao. Lần này, trực tiếp mang theo mới gia nhập thiên môn đạo môn tổ cùng Phật môn 2 vị đạo tôn đi sao. Là nhiệm vụ huấn luyện, để bọn họ hiểu được thiên môn sinh tồn chi đạo sao. Thật không tệ, lần này đi, hẳn là đi đối phó lần trước đến thiên môn tổng bộ cướp tạo hóa ngọc điệp đám kia cường giả đi. Thật thoải mái, đám người kia, chẳng qua là người tới thì có đại đạo cảnh 7 tầng, tổng bộ nói vậy gặp có đạo tôn cảnh. Nắm giữ tài nguyên, khẳng định không ít đi. Đúng, có nhiệm vụ, đi vô tận hồng mông, bình định lần trước đến cướp đoạt chúng ta đạo tôn cấp bậc thế lực hồn cung, Hạ Hâm hồi đáp. Muốn so với phúc bá lưu ý tài nguyên, Hạ Hâm càng để ý. Lần này trực tiếp đi nắm giữ đạo tôn cảnh thế lực đánh dấu, khen thưởng tu vi, có thể hay không trực tiếp để hắn đột phá đến đạo tôn cảnh bên trên, người tôn cảnh giới đây. Mà hỗn độn thế giới bên trong, ma cung 10 bộ người, hôm nay cũng giáng lâm, chung quanh tìm tra một phen, phát hiện hỗn độn thế giới, các tộc đại đạo cảnh cường giả số lượng tăng lên dữ dội. Trước vẫn là toàn bộ hỗn độn thế giới, liền 1000 đại đạo cảnh cường giả đều thu thập không đủ, hiện tại, dĩ nhiên chỉ là tiến vào hỗn độn thế giới biên giới, thì có hơn 1000 vị đại đạo cảnh. Đây là cái gì tình huống? Là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Hỗn độn thế giới là xảy ra biến cố gì sao? Bọn họ nhất thời chuẩn bị chào cái hỗn độn thế giới đại đạo cảnh, siêu hồn một phen, chuẩn bị tìm hiểu một phen tình huống. Mà bọn họ không biết là bây giờ Hạ Hâm trở thành hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể. Từ bọn họ bước vào hỗn độn thế giới trong nháy mắt, Hạ Hâm cũng đã cảm nhận được, trực tiếp mang theo đã điểm thật người cùng với thiên môn thân hữu đoàn hướng về hồn cung người đến địa phương xuất phát. Thân hữu đoàn thập phần hưng phấn, lại có nhiệm vụ làm. Lần này, xem như là đại gia lần thứ nhất đặt chân vô tận hồng mông đi, tương lai, càng nhiều nghiệp vụ, liền muốn ở vô tận hồng mông bên trong, triển khai. Hồn cung cao thủ, giáng lâm đến hỗn độn thế giới một cái yêu tộc bộ tộc bên trong. Cái này yêu tộc bên trong, có một vị mới vừa đột phá đến đại đạo cảnh một tầng tộc trưởng tọa chấn. Có điều vị tộc trưởng kia bây giờ không có ở tộc trưởng, đi tới thiên môn môn trở về. Chỉ có một ít hỗn độn thần ma cảnh yêu tộc, bọn họ không chút do dự nào, trực tiếp đem một đầu hỗn độn thần ma cảnh đại yêu trực tiếp siêu hồn, muốn thông qua phương thức này nhanh chóng hiểu rõ bây giờ hỗn độn thế giới bên trong phát sinh sự. Bọn họ không chút nào thu lại khí tức trên người, đại đạo cảnh gợn sóng, kinh sợ đến dưới yêu tộc bộ tộc bên trong còn lại yêu tộc toàn bộ run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn không chung những người này. Bọn họ rốt cuộc là ai, làm sao mạnh như vậy, để trong lòng bọn họ không nhịn được hoảng sợ run rẩy, muốn quỳ xuống đất thần phục.
Không trung trôi nổi hồn cung cường giả đang tiến hành một làn sóng siêu hồn sau, nhất thời rõ ràng bây giờ hỗn độn thế giới tình huống. Thiên môn môn chủ, đạo tôn cảnh tầng 2, nhất thống hỗn độn thế giới, trở thành thiên đạo chúa tể sao. Còn có cái kia tạo hóa ngọc điệp, đã vậy còn quá mạnh, có thể lượng lớn bồi dưỡng được đại đạo cảnh. Không trách có thể giết chết bọn hắn hồn cung phái đến cướp đoạt tạo hóa ngọc điệp cao thủ. Không được, tin tức này nhất định phải mau chóng truyền về đi hồn cung. Từ mới vừa siêu hồn bên trong, đã rõ ràng, toàn bộ hỗn độn thế giới, loài người thế lực, hỗn độn thần đình, đạo môn tổ đình, Phật môn đã nhập vào thiên môn, đồng thời lại sinh ra ba vị đạo tôn cảnh. Đã không yếu, muốn từ trong tay bọn họ đoạt được tạo hóa ngọc điệp, nhất định phải để hồn cung mấy vị đạo tôn cảnh ra tay. Hơn nữa, Hạ Hâm thành tựu hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể, nói vậy đã biết rồi bọn họ đặt chân hỗn độn thế giới tin tức. Không mau nhanh trốn, chờ đợi bọn họ, chính là chết. Bởi vì thiên đạo chúa tể, đối với hỗn độn thế giới có tuyệt đối khống chế tầm nhìn, bọn họ xông vào sự là không thể giấu giếm được hắn. Đáng tiếc bọn họ không biết, muốn chạy trốn, đã trốn không thoát. Chư vị, đến ta hỗn độn thế giới như vậy diễu võ dương oai, đã nghĩ như thế đi rồi sao? Hạ Hâm âm thanh, vang dội đến. Ai? Ai nói nữa? Hồn cung đầu lĩnh nửa bước đạo tôn cảnh thái thượng trưởng lão hoảng sợ nói. Đồng thời, trên người hắn khí thế mạnh mẽ bạo phát, hồn khí đại đạo pháp tắc che đậy hắn sau lưng phía kia bầu trời, làm cho cả hư không khu vực bị hồn khí đại đạo pháp tắc bao phủ. Hạ Hâm âm thanh, để hắn tràn ngập hoảng sợ, đây chính là đối với thiên đạo pháp tắc khống chế năng lực, hỗn độn thế giới chúa tể muốn tới. Một vị do hồn phách ngưng tụ mà thành tà thần, lúc này hiện lên ở hắn sau lưng, đỉnh thiên lập địa, khí thế dọa người. Ha ha ha, vai hề, Hạ Hâm cười gằn âm thanh truyền đến, vang vọng trong hư không. Tiếp theo, Hạ Hâm mang theo thiên môn 5 vị đạo tôn, một đám đại đạo cảnh cùng với thân hữu đoàn, tự phương xa giữa bầu trời từng bước một bước ra. Bốn phía bàng bạc trung cực hàm nghĩa pháp tắc bắt đầu sôi trào, vô tận hàm nghĩa lực lượng pháp tắc hội tụ đến Hạ Hâm quanh thân. Đạo tôn cảnh tu vi trực tiếp bạo phát, nhìn mới vừa cái kia hồn cung đám người kia, cái kia phó cao cao tại thượng sắc mặt, trực tiếp đối với hắn hỗn độn thế giới chủng tộc siêu hồn, để hắn rất không thoải mái. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị trực tiếp bùng nổ ra đạo tôn cảnh tu vi, nghiền ép bọn họ. Nhà ngươi hồn cung cung chủ bản tôn đều không sợ, ngươi tính là thứ gì, cũng dám ở bản tôn hỗn độn thế giới làm càn. Bây giờ trở thành hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể, những này chủng tộc liền dường như con của hắn bình thường. Nhìn thấy hồn cung đám người kia trực tiếp vừa đến đã siêu hồn hạ sát thủ, hắn đương nhiên sẽ không để đám người kia tốt hơn. Mà phía dưới mới vừa bị hồn cung đám người kia siêu hồn sợ đến run lẩy bẩy yêu tộc, nhìn thấy Hạ Hâm trực tiếp bùng nổ ra đạo tôn cảnh tu vi, chấn áp hướng về đám kia hồn cung đại đạo cảnh, trong nháy mắt cảm giác lệ nóng doanh tròng, bị người bảo vệ cảm giác, có người ra mặt cảm giác, thật tốt a. Bái kiến thiên đạo chúa tể, vô số yêu tộc ở phía dưới hướng về Hạ Hâm quỳ lại. Hạ Hâm gật gù, tiếp theo khí thế trực tiếp áp bức hướng về phía trước hồn cung người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lên, vô tận pháp tắc hướng về Hạ Hâm hội tụ mà đi, bốn phía thanh thế nhỏ đi, trở nên bình tĩnh. Thế gian này phảng phất tất cả mọi thứ đều mất đi sắc thái, chỉ còn dư lại Hạ Hâm một người sân khấu. Hắn sừng sững ở hư không dưới, một người liền đại biểu hỗn độn thế giới thiên đạo pháp tắc, sở hữu đạo tôn cảnh trở xuống người tu hành, lúc này ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Hồn cung nửa bước đạo tôn cảnh, trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng. Đạo tôn cảnh trung giai, đây là cái gì tình huống? Sao có thể có chuyện đó? Đạo tôn cảnh trung giai a, vậy cũng là ở vô tận hồng mông khu vực phụ cận, sở hữu nắm giữ đạo tôn cảnh thế lực, đều là vô cùng nhân vật khủng bố. Có thể một người mở ra một phương hoàng cấp hỗn độn thế giới, bồi dưỡng một phương số mệnh bộ tộc, tiêu giao vô tận hồng mông. Mới vừa hắn thông qua siêu hồn, không phải phát hiện, này hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể, có điều đạo tôn cảnh tầng 2 sao? Làm sao đột nhiên liền biến đạo tôn cảnh trung giai? Hắn không nghĩ ra, không chỉ là hắn sau lưng một đám đại đạo cảnh, cũng không nghĩ ra. Đạo tôn cảnh trung giai đã là vượt qua bọn họ hồn cung bên trong cao nhất tồn tại. Hơn nữa, Hạ Hâm hiện nay bộc lộ ra khí thế, tựa hồ còn chưa tới nơi cực hạn, so với bọn họ hồn cung bên trong vị kia mạnh nhất đạo tôn còn mạnh hơn. Phải biết, bọn họ hồn cung tuy rằng nắm giữ vài vị đạo tôn tọa chấn, có điều đều là đạo tôn thấp kém, mạnh nhất có điều đạo tôn cảnh tầng 3 mà thôi. Bởi vì bộ tộc số mệnh không tốt bồi dưỡng, muốn bồi dưỡng được một vị đại đạo cảnh hồn cung cường giả phi thường khó khăn, sở hữu hồn cung mạnh nhất vị kia đạo tôn muốn đột phá cũng phi thường khó khăn. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp nghĩ trăm phương ngàn kế phải tìm có thể nhanh chóng lượng lớn làm ra đại đạo cảnh bảo vật. Không nghĩ đến, hỗn độn thế giới vị này thiên đạo chúa tể đã mạnh tới bậc nây, xong đời, bọn họ hồn cung. Đây là chọc tới nhân vật dạng gì,
đạo tôn cảnh trung giai tồn tại. Chuyện này quả thật đều là hóa thạch sống cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy, vì sao lại xuất hiện ở hỗn độn thế giới? Đúng rồi, tạo hóa ngọc điệp, bọn họ đột nhiên nhớ tới, tạo hóa ngọc điệp tác dụng là Hạ Hâm lợi dụng tạo hóa ngọc điệp, lượng lớn làm ra đại đạo cảnh, khiến loài người thực lực tổng hợp tăng lên, số mệnh phản bù đến trên người hắn. Xong xuôi, BBQ, hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể bây giờ mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Quả nhiên, Hạ Hâm lúc này nhìn về phía bọn họ, lạnh nhạt nói đi, muốn chết như thế nào? Các ngươi, ta ngăn cản hắn, các ngươi đi. Hồn cung vị kia đầu lĩnh thái thượng trưởng lão vị kia quát lên, Hạ Hâm thực lực quá mạnh mẽ, nếu là hắn không ngăn cản, người khác không có cách nào chạy trốn. Chuyện đến nước này, chỉ có thể là có thể trốn mấy người toán mấy người. Trên người hắn khí thế mạnh mẽ bạo phát, khủng bố hồn khí bạo phát, đạo binh lấy ra là một cây vạn hồn phàm, muốn chống lại Hạ Hâm. Hạ Hâm cười gằn, bốn phía bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt nội liễm lên, hướng về Hạ Hâm chu tiên kiếm hội tụ mà đi. Vạn quỷ rít gào, nhìn thấy Hạ Hâm bắt đầu cầm trong tay kiếm hội tụ vô số kiếm khí, hồn cung thái thượng trưởng lão đem bốn phía hội tụ yêu khí hóa thành vô số oán quỷ, mỗi một cái đều có hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao tu vi, hơn vạn cái lệ quỷ hướng về Hạ Hâm cắn xé đánh tới. Hừ, Hạ Hâm hừ lạnh một tiếng, chu tiên kiếm một kiếm chém ra, một đạo hàm nghĩa ánh kiếm mang theo đầy trời đại đạo kiếm khí giết hướng về thái thượng trưởng lão ngưng tụ tới được hơn vạn oan hồn. Những người oan hồn ở đụng tới này một kiếm trong nháy mắt liền bị trực tiếp chém thành hư vô. Này một kiếm tiếp tục một đường thông suốt không trở ngại, chém tới hồn cung thái thượng trưởng lão. Không, hồn cung thái thượng trưởng lão kinh hãi nhìn này chém tới ánh kiếm, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hơn nữa hắn rõ ràng hắn đã bị này ánh kiếm kiếm thế khóa chặt, chỉ có thể chống lại, không có cách nào tránh né, cũng không có thời gian thoát đi. Hồn cung thái thượng trưởng lão vội vàng lấy ra đạo binh hồn phàm giết hướng về ánh kiếm. Đáng tiếc, ánh kiếm chém qua cái kia hồn phàm không có một chút nào ngăn cản hiệu quả, bị ánh kiếm ung dung một kiếm chém thành hai nửa, kể cả mặt sau hồn cung thái thượng trưởng lão cũng bị cùng chém giết. Một đời hồn cung nửa bước đạo tôn cảnh thái thượng trưởng lão liền như vậy ngã xuống. Đồng thời, hầu như là trong phút chốc, một bóng người soạt một hồi từ Hạ Hâm bên người bay ra, tay mắt lanh lẹ bay đến cái kia sắp muốn rơi đi phía dưới hồn cung thái thượng trưởng lão hai nửa thi thể trước mặt, đem tiếp được, sau đó phi thường điếm thúi đem thái thượng trưởng lão trên người mang theo nhẫn không gian hái xuống. Sau đó cái bóng người này nhanh chóng trở về bay đến Hạ Hâm trước mặt, nịnh nọt nói, chủ nhân, cái tên này trên người nhẫn không gian lão nô cho mang tới. Nhìn về phía trước, tay mắt lanh lẹ trong chớp mắt liền bay qua đem thái thượng trưởng lão trên tay nhẫn không gian trích lại đây, để cho mình phúc bá. Hạ Hâm gật gù, không sai, muốn ở đạo môn đạo tôn cùng hỗn độn thần đình chi chủ những này mới vừa gia nhập thiên môn người trước mặt làm tốt đi đầu tác dụng, để bọn họ hiểu được thiên môn mỗi một phân tài nguyên đều đến không dễ. Hạ Hâm đem phúc bá hao tới được thái thượng trưởng lão nhẫn không gian bình tĩnh đeo trên tay, toàn bộ quá trình không có một chút nào không thích ứng, tất cả có vẻ phi thường hài hòa. Nhìn thấy hỗn độn thần đình chi chủ cùng đạo môn đạo tôn trợn mắt ngoác mồm, liền phảng phất chuyện này Hạ Hâm cùng phúc bá hai người đã hợp tác quá rất nhiều lần bình thường, dị thường hiểu ngầm. Hạ Hâm đem nhẫn không gian mang được, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về còn lại hồn cung người, mở miệng nói, các ngươi cái kế tiếp đến ai? Mới vừa bọn họ vị kia thái thượng trưởng lão nói hắn ngăn trở Hạ Hâm, người còn lại cảm chạy mau chạy, nhưng hắn vừa mới lên đi liền bị một kiếm diệt, trông đôi cái cô quạnh, đại gia còn không phản ứng lại hắn liền treo, một chút thời gian cũng không tranh thủ đến. Không chung còn lại hồn cung đại đạo cảnh cường giả từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hiện tại mạnh nhất thái thượng trưởng lão đều chết rồi, bọn họ hôm nay xem như là cắm ở này hỗn độn thế giới sao? Không được, bọn họ muốn chạy trốn, không thể liền như vậy ngồi chờ chết. Nhiều người như vậy, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Còn lại hồn cung đại đạo cảnh cường giả mấy chục người, nhất thời trong nháy mắt bùng nổ ra từng người khí thế, hơn 10 vị đại đạo cảnh cường giả tu vi cảnh giới toàn bộ mở ra, dồn dập lấy ra tự thân mạnh nhất thảo phạt đạo binh hướng về Hạ Hâm giết đi. Bọn họ rất rõ ràng, đến bây giờ mức độ này, vị này hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Bọn họ mạnh nhất đại đạo cảnh 9 tầng cao thủ đều chết rồi, bọn họ không đánh cược một lần liền không có một chút hy vọng sống. Cho dù Hạ Hâm rất mạnh, nhưng bọn họ mấy chục người đồng loạt ra tay, hơn 10 vị đại đạo cảnh cường giả từ khác nhau địa phương công kích, ngăn cản Hạ Hâm chốc lát, bọn họ liền tứ tán né ra. Hạ Hâm cho dù mạnh, nhưng thì lại làm sao có thể cũng trong lúc đó đi truy sát bọn họ mấy chục người đây. Bọn họ cùng bạo phát công kích, sau đó tứ tán chạy trốn, chính là hôm nay một chút hy vọng sống. Cho tới cuối cùng Hạ Hâm lựa chọn đi truy sát ai, cái kia liền coi như là hắn tự mình xui xẻo.
hồn cung hơn 10 vị đại đạo cảnh cao thủ, toàn lực lấy ra tự thân sát phạt đạo binh trong nháy mắt, bảo quang trùng thiên, khí thế dọa người. Nhưng mà, phía trước Hạ Hâm khóe miệng nhưng là lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Chỉ có thể nói, những người này, đối với sức mạnh không biết gì cả. Hạ Hâm thiên đạo chúa tể khống chế lực lượng toàn mở, khủng bố thiên đạo khống chế lực lượng, chấn động ra đến. Nhất thời, bốn phía hư không, phảng phất bị cầm cố bình thường, hết thảy tất cả, đều đình chỉ vận chuyển. Ở hỗn độn thế giới, hắn chính là thiên đạo chúa tể, có thể cầm cố bất kỳ địa phương nào cùng không gian, một đám đại đạo cảnh, còn muốn ở trước mặt hắn, chơi chiêu này. Hạ Hâm tay cầm Chu Tiên kiếm, một kiếm chém ra. Trong thiên địa vô tận đại đạo kiếm khí hội tụ đến hắn này một kiếm trên, hóa thành một đạo cực hạn nội liễm ánh kiếm chém ra. Hạ Hâm một kiếm quét ngang chém ra, hồn cung hơn 10 vị đại đạo cảnh cường giả bạo phát công kích. Toàn bộ bị đạo này quét ngang đi ra ngoài khủng bố ánh kiếm chém chúng, đạo binh bị hết thảy chia ra làm hai. Ánh kiếm chém ra đạo binh, chém ở mấy chục người trên người, để những này ngoại giới đại đạo cảnh cường giả, toàn bộ thi thể chia lìa, kể cả thần hồn cũng bị này một kiếm bên trong quy tắc chảm diệt. Một kiếm, chém hơn 10 vị đại đạo cảnh. Những này đại đạo cảnh cường giả thi thể hướng về phía dưới rơi đi. Phúc Bá tiếp tục xông lên trước, xông tới tiến lên, điếm thúi đi vào hao những này đại đạo cảnh cường giả trên tay nhẫn không gian. Còn lại thị thần cùng thần nô, tiểu lý tử, tiểu thuận tử mọi người thấy thế, cũng nhất thời ngay lập tức quay về một bộ thi thể xông ra ngoài, hao thi thể nhẫn không gian. Lâu như vậy, Phúc Bá cuốn vào trong lên địa vị, đã không thể lay động, tên của bọn họ đều sắp bị quên lãng. Nhưng bọn họ không thể nằm phẳng, nhất định phải tiếp tục quyền, có thể để chủ nhân nhớ kỹ bọn họ một chút cũng tốt. Không có cách nào, cùng với Phúc Bá, đã bị cuốn chết rồi, còn phải tại mọi thời khắc nỗ lực. Không phải vậy liền bị Phúc Bá triệt để không tưởng. E sợ sau đó, bọn họ sở hữu thị thần thần nô cũng phải nghe Phúc Bá dặn dò. Trong chốc lát, bị chém giết hơn 10 vị đại đạo cảnh, trên người nhẫn không gian liền bị một đám thị thần thần nô toàn bộ sơ soạn lại đây, đưa cho Hạ Hâm, chủ nhân, nhẫn không gian. Hạ Hâm gật đầu, đem mọi người trong tay nhẫn không gian nhận lấy, tiếp theo đem một đám đại đạo cảnh bản nguyên thu hồi đến. Cái này cũng là thứ tốt, có thể nhanh chóng tăng lên thiên môn thực lực tổng hợp. Hiện tại, ở đây, liền còn lại một ít hồn cung hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao, nửa bước đại đạo cảnh. Nhìn thấy hồn cung đại đạo cảnh đã toàn bộ chết hết, Phúc Bá cũng bắt đầu chi lăng lên. Không cần Hạ Hâm tiếp tục động thủ, đem bọn ngươi trên người tài nguyên toàn bộ giao ra đây, sau đó tự sát đi, tỉnh cho chúng ta động thủ, Phúc Bá nói. Hôm nay chúng ta quá mức vừa chết, ngươi thiên môn nắm giữ tạo hóa ngọc điệp loại bảo vật này khống chế không được bao lâu, nếu bị vô tận hồng mông thế lực lớn nhìn chằm chằm, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Một vị hồn cung nửa bước đại đạo cảnh hừ lạnh nói. Chuyện đến nước này, hắn cũng rõ ràng thiên môn người sẽ không bỏ qua bọn họ, nếu đều phải chết còn không bằng trước khi chết buồn nôn thiên môn một hồi. Lời của hắn nói không sai, loại này có thể lượng lớn làm ra đại đạo cảnh thậm chí đạo tôn cảnh bảo vật, bị vô tận hồng mông bên trong những người nắm giữ người tôn tọa chấn thế lực biết, nhất định sẽ liều mạng cướp giật. Dù sao bộ tộc cường giả càng nhiều, phản bù liền càng mạnh, những cường giả kia làm sao có khả năng từ bỏ. Nghe vậy, Phúc Bá lắc người một cái, trên người khủng bố đại đạo cảnh tu vi khí thế khuếch tán, hồng mông đạo đem quyết vận chuyển, vượt xa thực lực của tự thân bạo phát, một quyền liền đánh giết ở vị kia mới vừa nói chuyện nửa bước đại đạo cảnh cường giả trên người, đem thân thể nổ đến chia năm xẻ bảy, tại chỗ ngã xuống. Phúc Bá đem hắn đứt tay trên nhẫn không gian với tay cầm, mở miệng nói, muốn chết cũng chỉ có thể tác thành ngươi. Nhìn thấy những này hồn cung người ngu xuẩn mất khôn, Hạ Hâm cũng lười phí lời, tay hút một cái, nhất thời đem một vị nửa bước đại đạo cảnh cường giả hấp lại đây, trưởng không lấy đầu của hắn, bỗng nhiên phát động siêu hồn. Hạ Hâm chuẩn bị nhìn, hồn cung bây giờ, đối phó thiên môn, đã chuẩn bị đến bước đi kia, có hay không đem thiên môn nắm giữ tạo hóa ngọc điệp sự, truyền bá ra ngoài. Siêu hồn sau khi kết thúc, Hạ Hâm trực tiếp phất tay, đem hồn cung còn lại cường giả, toàn bộ đánh giết, để thiên môn tay cướp đoạt thật tài nguyên. Sau đó, mang theo một các cường giả, đi đến vô tận hồng mông, hồn cung, chuẩn bị đem vô tận hồng mông hồn cung, toàn bộ một lưới bắt hết, đồng thời phòng ngừa bọn họ, đem tạo hóa ngọc điệp tin tức tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, Hạ Hâm cũng rõ ràng, bây giờ hỗn độn thế giới, rất nhiều thế lực cũng đã biết có tạo hóa ngọc điệp tồn tại. Hỗn độn thế giới bên trong, cũng có một chút vô tận hồng mông thám tử. Nói không chắc, đã có tin tức tiết lộ ra ngoài, nhưng có thể phòng thủ, vẫn là tận lực phòng thủ. Chí ít ở hắn không có đem thực lực tăng lên tới người tôn trước, tận lực bảo vệ bí mật này. Rất nhanh, Hạ Hâm mang theo một các cường giả ra hỗn độn thế giới, đến vô tận hồng mông bên trong. Vô tận hồng mông đã không có giới hạn giới câu chuyện, vô cùng vô tận hồng mông bên trên
là vô tận vũ trụ tinh không. Cũng không biết vũ trụ trên hư không có hay không một ít hành tinh chính là nhân loại ở lại trái đất. Đây là Hạ Hâm ý nghĩ. Có điều tai mắt trước, hắn mục đích chủ yếu hay là đi hồn cung. Trước đem hồn cung giải quyết lại nói, về trái đất sự còn gánh nặng đường xa. Hạ Hâm thông qua trước hai lần siêu hồn ký ức, đã rõ ràng vô tận hồng mông bên trong hồn cung vị trí, khoảng cách hỗn độn thế giới lối ra, mở miệng khu vực không xa, lấy tốc độ của hắn bây giờ, nửa ngày lẽ ra có thể nói. Lần này đi, lẽ ra có thể đem thực lực tăng lên tới người tôn đi. Hạ Hâm nghĩ, nửa ngày sau, vô tận hồng mông, hồn cung bên trong, hồn cung cung chủ, đạo tôn cảnh tầng 3 tà hồn đạo tôn, sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì ngay ở nửa ngày trước, trông coi hồn cung linh hồn ngọc triện điện trưởng lão đến đây báo cáo, hồn cung bên trong, phái đi đến hỗn độn thế giới nửa bước đạo tôn cảnh thái thượng trưởng lão cùng đại đạo cảnh trưởng lão linh hồn ngọc triện, toàn bộ phá nát, linh hồn ngọc triện phá nát, nói cách khác, bọn họ hồn cung phái đi đến hỗn độn thế giới tất cả cao thủ, toàn bộ ngã xuống, vậy cũng là hơn 10 vị đại đạo cảnh, mấy trăm vị nửa bước đại đạo cảnh A, bên trong còn bao gồm một vị đại đạo cảnh 9 tầng thái thượng trưởng lão A, lập tức toàn bộ tổn thất. Đối với hồn cung tới nói là lớn lao đả kích, phải biết hồn cung cũng là mấy vị đạo tôn cảnh, còn lại nửa bước đạo tôn cũng không có bao nhiêu, hắn làm sao không đau lòng. Nếu là lại tổn thất hơn 10 vị đại đạo cảnh, cái kia hồn cung số mệnh nhất định giảm nhiều, khu vực phụ cận đạo tôn cảnh thế lực đại đạo cảnh cường giả số lượng liền phải đuổi tới bọn họ. Tà hồn đạo tôn lúc này ngồi ở hồn cung trên cung điện, ngột ngạt lửa giận, phía dưới là hắn triệu tập đến hồn cung sở hữu đại đạo cảnh cường giả cùng hai vị khác đạo tôn cảnh. Chuyện này không tầm thường, hắn chuẩn bị mang theo hai vị đạo tôn cùng một đám đại đạo cảnh tự mình đi một chuyến hỗn độn thế giới, điều tra một phen trước phái đi hỗn độn thế giới bị giết đám kia hồn cung cường giả nguyên nhân cái chết, tìm ra hung thủ đến cùng là cái gì, thế lực cố ý nhằm vào hắn hồn cung, vẫn là ở hỗn độn thế giới bị hỗn độn thế giới địa phương thế lực âm dám đối với hắn hồn cung cường giả ra tay, ai đều phải chết. Mà lúc này Hạ Hâm mang theo thiên môn các cường giả một đường lao nhanh, lúc này cũng đi đến hồn cung ở ngoài. Nhìn to lớn hồn cung khu vực, Hạ Hâm cùng Phúc Bá còn có một đám thân hữu đoàn, tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Này hồn cung khu vực xem ra như vậy phồn hoa, tựa hồ rất có tiền a, tài nguyên nhất định không ít, phát tài lần này. Vô tận hồng mông bên trong thế lực quả nhiên không phải hỗn độn thế giới có thể so với, nhiều như vậy tài nguyên chính bọn hắn khẳng định dùng không hết đi, nếu bọn họ đến rồi cũng chỉ có thể mượn dùng một chút. Ngươi hồn cung phái cường giả đi đến hỗn độn thế giới muốn cướp giật chúng ta tạo hóa ngọc điệp, đối với tâm linh của chúng ta tạo thành tổn thương, bây giờ bị chúng ta ngược lại cướp giật, rất hợp lý a. Hạ Hâm cùng người khác thân hữu đoàn trên không trung nghĩ, mà đạo môn đạo tôn cùng hỗn độn thần đình chi chủ còn có người còn lại tộc mới vừa gia nhập thiên môn đại đạo cảnh đều có chút lúng túng nhìn hai mắt tỏa ánh sáng Hạ Hâm cùng một đám thiên môn thân hữu đoàn. Bọn họ đang nghĩ sau này mình cùng bọn họ chờ lâu có thể hay không cũng sẽ trở thành dáng dấp của bọn họ. Cùng mọi người trôi nổi hồn cung bầu trời, Hạ Hâm không bị tài nguyên choáng váng đầu óc, ngay lập tức phóng đi cướp đồ vật, mà là mở ra hệ thống cướp tài nguyên không vội vã. Ngược lại bọn họ hiện tại người đã đến nơi này, hồn cung là chạy không thoát, vì lẽ đó trước tiên đánh dấu lại nói. Hệ thống ở hồn cung đánh dấu, Hạ Hâm đối với hệ thống đọc thầm nói, keng, chúc mừng ký chủ ở vô tận hồng mông hồn cung đánh dấu thành công, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 1.000.000 tinh khiết tu vi khen thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàn chỉnh hỏa chi đại đạo cảm ngộ. Tiếng nhắc nhở kết thúc trong nháy mắt, khen thưởng 1.000.000 tu vi liền trong nháy mắt truyền vào Hạ Hâm trong cơ thể, để cảnh giới của hắn bắt đầu cấp tốc kéo lên. Bên người trung cực hàm nghĩa rít gào, đạo tôn cảnh 7 tầng, đạo tôn cảnh 8 tầng, đạo tôn cảnh 9 tầng, nhân tôn cảnh 1 tầng. Này 1.000.000 tu vi khen thưởng để Hạ Hâm cảnh giới trực tiếp tăng lên tới nhân tôn cảnh 1 tầng mới đình chỉ. Lần trước ở Vu tộc lúc đánh dấu khen thưởng chính là 500 triệu năm tu vi, lần này đến vô tận hồng mông bên trong hồn cung khen thưởng chính là 1.000.000, nhiều gấp đôi. Có điều cũng bình thường, đối chiến Vu tộc mạnh nhất chính là đại đạo cảnh 9 tầng, tuy rằng có thể sử dụng 12 tổ vu huyết thống dung hợp tạo hóa đạo tôn cảnh sáng thế thần, nhưng cũng không phải hàng thật đúng giá đạo tôn cảnh. Mà này hồn cung không chỉ có đạo tôn cảnh, vẫn là vài tôn, mạnh nhất thậm chí là đạo tôn cảnh tầng 3, tự nhiên có thể để hắn tăng lên càng nhiều. Đại đạo cảnh, 100 triệu năm tu vi tăng lên 1 tầng, đạo tôn cảnh, 200 triệu năm tăng lên 1 tầng. Hiện tại hắn thu được 1.000.000, trực tiếp tăng lên tới nhân tôn cảnh 1 tầng. Xem ra, nhân tôn cảnh, muốn tăng lên tu vi là 400 triệu năm tăng lên 1 tầng. Lần này,
bảo lưu dĩ vãng quy tắc cũ, có một cái đại đạo khen thưởng, đưa hắn một cái hoàn chỉnh hỏa chi đại đạo cảm ngộ. Hỏa chi đại đạo tương tự thuộc về ngũ hành bên trong một cái, có kim chi đại đạo cùng mộc chi đại đạo, nước chi đại đạo, hiện tại lại đạt được hỏa chi đại đạo. Chỉ kém một điều cuối cùng, thổ chi đại đạo, kim mộc thủy hỏa thổ năm cái đại đạo, hắn đều có thể thu được đầy đủ hết. Vậy thì rất nice, nếu là thu được tất cả, thêm vào nguyên bản nắm giữ năm cái đại đạo, vậy thì là 10 cái đại đạo. Thêm vào hiện tại tu vi tăng lên tới nhân tôn cảnh 5 tầng trở xuống, hắn gặp phải ai, còn chưa là cạc cạc giết lung tung. Hay là hiện tại, hắn nên có đối phó lôi tộc thực lực đi, không đến nỗi giống như trước như thế, lo lắng đề phòng. Lúc này, hồn cung bên trong, cao thủ đã toàn bộ hội tụ xong xuôi. Tà hồn đạo tôn gật gù, liền chuẩn bị trực tiếp mang theo bọn họ, cùng đi đến hỗn độn thế giới, điều tra trước thái thượng trưởng lão mọi người nguyên nhân cái chết đi tới. Nhất định phải đem hung thủ điều tra ra được, giết chết không cần luận tội. Để hỗn độn thế giới người biết, đắc tội bọn họ hồn cung hạ tràng. Mà đang lúc này, một thanh âm xuất hiện ở hồn cung ở ngoài giữa bầu trời, vang vọng phía chân trời, tràn ngập vô tận uy thế. Hồn cung bằng hữu, hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể đưa ấm áp đến rồi. Ra nghênh tiếp, Hạ Hâm âm thanh xuất hiện, kinh điển đối thoại tái hiện, đồng thời, khủng bố uy thế, toàn bộ bạo phát, bao trùm hướng về toàn bộ hồn cung khu vực. Hồn cung bên trong, cảm nhận được Hạ Hâm cái kia cỗ khủng bố uy thế, cùng với nghe Hạ Hâm lời nói, sở hữu hồn cung bên trong cường giả, toàn bộ biến sắc. Tình huống thế nào? Có cường giả tập kích hồn cung đến rồi. Hơn nữa hắn phóng thích uy thế, tựa hồ là đạo tôn cảnh bên trên. Hơn nữa còn không phải nửa bước nhân tôn cảnh, mà là nhân tôn cảnh một tầng tồn tại. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ cung chủ đều chỉ là đạo tôn cảnh tầng 3 cao thủ, làm sao gặp đắc tội nhân vật như vậy? Xảy ra chuyện gì? Làm sao có khả năng có đạo tôn cảnh bên trên cường giả đến xâm lấn hồn cung đây? Hơn nữa, đối phương dĩ nhiên tự xưng phải đến từ hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể. Đây là cái gì tình huống? Hỗn độn thế giới đều nắm giữ nhân tôn cảnh một tầng cường giả vô địch. Hồn cung cao tầng, từng cái từ bên trong bay ra, trôi nổi ở hồn cung bầu trời, nhìn về phía Hạ Hâm mọi người. Hạ Hâm trên người uy thế khủng bố, để bọn họ xác định Hạ Hâm chính là nhân tôn cảnh một tầng cường giả. Dĩ nhiên giết đến tận cửa. Chẳng lẽ nói, bọn họ phái đi hỗn độn thế giới đám người kia, chính là bị Hạ Hâm đám người kia giết ngược lại, sau đó Hạ Hâm trực tiếp truy sát đến bọn họ hồn cung đến rồi. Chẳng lẽ nói, bọn họ hồn cung lần này đi xâm lấn hỗn độn thế giới, đá đến tấm thép. Hồn cung cao tầng, từng cái thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Bọn họ đại đa số đều là đại đạo cảnh, ở đạo tôn cảnh cường giả uy thế trước mặt, đều chống lại không được. Huống hồ là trong truyền thuyết nhân tôn cảnh, người tôn đã là bộ tộc số mệnh ngưng tụ lại đến chí tôn, để bọn họ cái đám này đại đạo cảnh, thậm chí hỗn độn thần ma cảnh, muốn duy trì không rung động, thật sự quá khó khăn. Chủ yếu nhất chính là, không ngừng có người tôn, còn có Cơ Nguyệt Nhi, đạo môn đạo tôn, đạo môn thái thượng đạo tổ, hỗn độn thần đình chi chủ, hỗn độn chi chủ bốn vị đạo tôn cảnh. Đối mặt đạo tôn cảnh cường giả uy thế, còn có mạnh hơn so với bọn họ nhân tôn cảnh cường giả uy thế. Bọn họ có thể duy trì huyền không, không rơi xuống đất cho Hạ Hâm mọi người quỳ xuống, cũng đã rất tốt. Dù sao nhân tôn cảnh, chính là bọn họ phụ cận vô tận hồng mông khu vực nhỏ, mạnh nhất tồn tại. Bọn họ không nghĩ đến, bây giờ hồn cung gặp nghênh đón nhân tôn cảnh một tầng tồn tại. Hồn cung bên trong chỉ có cái kia hơn 10 vị đại đạo cảnh 9 tầng cùng mấy vị đạo tôn có thể chống đỡ được Hạ Hâm uy thế, không để cho mình run lẩy bẩy. Có điều cũng có thể nhìn ra được, làm đến một bước này, bọn họ cũng là phi thường miễn cưỡng. Đại nhân, không biết ta hồn cung có hay không làm cái gì chọc giận chuyện của người lớn, dẫn tới đại nhân trực tiếp giáng lâm ta hồn cung, lấy uy thế trấn áp ta chờ, ta hồn đạo tôn mở miệng hỏi. Tuy nhiên đã đối với thân phận của Hạ Hâm có suy đoán, nhưng hắn vẫn là muốn lại dò hỏi xác nhận một hồi, miễn cho có hiểu lầm gì đó. Ở trong lòng, hắn vẫn là không muốn thừa nhận Hạ Hâm là hỗn độn thế giới đến nhân tôn cảnh cường giả, bởi vì hắn đánh trong lòng liền cảm thấy, hỗn độn thế giới loại địa phương nhỏ này, trước có thể có một cái vu tộc thông qua huyết thống dung hợp, đến đạo tôn cảnh một tầng sức chiến đấu là tốt lắm rồi. Căn bản không thể xuất hiện nhân tôn cảnh cường giả. Nghe vậy, Hạ Hâm lạnh nhạt nói, bản chúa tể đã vừa mới nói rồi, bản chúa tể đến từ hỗn độn thế giới, đạp diệt ngươi hồn cung đến rồi. Một bên Phúc Bá cười lạnh nói, không sai, ta cùng chủ nhân, cho các ngươi đưa ấm áp đến rồi, nhanh đem bọn ngươi hồn cung bên trong sở hữu tài nguyên toàn bộ giao ra đây. Còn có các ngươi trên người tài nguyên cũng là, sau đó, đem bọn ngươi nguyên thần bản nguyên, giao ra đây, cho chúng ta khống chế. Không phải vậy, hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Đây là Hạ Hâm lan truyền cho Phúc Bá ý tứ, để hắn nói như vậy. Hạ Hâm muốn thí nghiệm một phen. Nếu như hắn để hồn cung thần phục,
đem hồn cung những người này lực lượng linh hồn khống chế. Để bọn họ gia nhập loài người, có thể hay không khiến loài người số mệnh lực lượng tăng lên, tăng cường loài người thực lực tổng hợp. Nếu như có thể lời nói, vậy thì phát đạt. Tương lai hắn có thể vô hạn mở rộng vô tận hồng mông bên trong loài người thế lực, gia nhập hỗn độn thế giới nhân tộc, lấy phản bù hắn, để thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa phía trước hồn cung các cao thủ nghe vậy, trong lòng chính là mát lạnh, cũng thật là hỗn độn thế giới giết trở về cao thủ à. Cái kia lần này, bọn họ hồn cung e sợ muốn xong đời. Giao bỏ tài nguyên cùng nguyên thần bản nguyên đi, Phúc Bá tiếp tục nói. Đại nhân, nếu đại nhân là từ hỗn độn thế giới đến, nói vậy đại nhân cũng đã giết ta hồn cung phái đi hỗn độn thế giới cường giả. Bọn họ chuyện làm, cùng ta hồn cung tổng bộ không quan hệ, ta chờ hoàn toàn không biết chuyện A, hết thảy đều là bọn họ tự tiện chủ trương. Ta hồn đạo tôn mở miệng giải thích, kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha ta hồn cung A. Bây giờ thừa nhận là không thể thừa nhận những người kia là chịu hồn cung mệnh lệnh đi vào hỗn độn thế giới. Không phải vậy liền thành hồn cung làm chủ, chỉ có thể chết không thừa nhận, ngược lại những người kia đã chết rồi, hay là vị này hỗn độn thế giới đến thiên đạo chúa tể. Có thể mở ra một con đường buông tha bọn họ hồn cung cũng không nhất định. Nhưng mà, nghe hắn, Hạ Hâm trực tiếp hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn cùng bọn họ phí lời, nói, trong vòng một khắc đồng hồ. Ta muốn gặp được các ngươi trên người nhẫn không gian cùng hồn cung sở hữu tài nguyên, cùng với một tia nguyên thần, giao cho chúng ta trên tay. Không phải vậy, chết. Hạ Hâm lời nói như chặt đinh chém sắt, vô cùng băng lạnh, dường như mệnh lệnh bình thường không có chỗ thương lượng. Chẳng muốn cùng hắn tranh luận, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ ngụy biện đều là phí công, cuối cùng hạ chàng đều chỉ có chết. Các hạ, thật sự không chuẩn bị buông tha ta hồn cung sao? Ta hồn đạo tôn sắc mặt âm lạnh xuống, Hạ Hâm là mạnh, có thể để bọn họ giao ra một tia nguyên thần, chẳng phải là tương lai, đều phải bị Hạ Hâm đã khống chế. Bọn họ làm sao có khả năng giao ra? Bức sốt ruột, bọn họ đồng dạng dám không tiếc bất cứ giá nào đối phó Hạ Hâm. Bọn họ hồn cung phái đi hỗn độn thế giới hơn 10 vị đại đạo cảnh cường giả cùng mấy trăm vị nửa bước đại đạo cảnh. Đều chết rồi, này hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể còn muốn thế nào? Nếu thật sự muốn bọn họ giao ra một tia nguyên thần, bọn họ còn không bằng không tiếc đánh đổi một trận chiến. Các hạ, chúng ta vô ý cùng các hạ là địch, giao ra hồn cung sở hữu tài nguyên cũng không thành vấn đề. Nhưng các hạ muốn chúng ta giao ra hồn cung tất cả mọi người nguyên thần cho các hạ khống chế là không thể. Nếu là các hạ cố ý như vậy, vậy chúng ta liền chỉ có liều mạng chống lại, ta hồn đạo tôn nói. Vậy ngươi liền đi chết đi, Hạ Hâm nhàn nhạt hồi đáp. Hạ Hâm rút ra Chu Tiên kiếm, nhất thời bốn phía có cuồng bạo trung cực hàm nghĩa kiếm khí lưu chuyển, trong nháy mắt hồn cung bên trong tu kiếm giả kiếm trong tay bắt đầu run rẩy lên, phảng phất cảm nhận được có phi thường khủng bố một kiếm sắp chém xuống đến, kiếm này còn chưa thành hình liền làm nổi lên thiên địa hàm nghĩa đại thế đi theo, như kiếm bên trong tôn sư, kiếm bên trong tri tổ, sở hữu tu kiếm giả nhất định phải hoảng sợ, nhất định phải quỳ xuống đất thần phục. Hạ Hâm trong tay Chu Tiên kiếm giơ lên, khủng bố kiếm khí hình thành bão táp, từng sợi trung cực hàm nghĩa cùng kiếm khí đan dệt, lấy hắn làm trung tâm, xoay tròn lên, toàn bộ hồn cung khu vực bị kiếm đạo đại thế vờn quanh. Lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, không phải vậy này một kiếm, các ngươi sở hữu người đều phải chết. Hạ Hâm nhàn nhạt mở miệng, như trung cực chúa tể thẩm phán. Mà khoảng cách hồn cung cùng hỗn độn thế giới vị trí mảnh này vô tận hồng mông khu vực, một đám quần áo hoa lệ, có đạo tôn cảnh khí tức cường giả đã đến. Bên trong một vị nữ tử mở miệng nói, bây giờ khóa này, đi tới nơi này mảnh man hoang khu vực chiêu sinh, hy vọng có thể chiêu đến mấy mầm mống tốt đi. Chúng ta thiên hoang khu vực, 10 khối siêu cấp đại lục, 10.000 cái khu, chúng ta mấy cái đâm tới này Thương Vân Đại La. Đệ 991 khu, là tối lạc hậu 100 khu, đều là một ít man hoang không thể tả giáo hóa bản địa thế lực bộ tộc cùng tiểu hỗn độn thế giới. Có thể ra mấy cái ở 1.000 tuổi trước, đến tiên thiên thần ma cảnh yêu nghiệt, là tốt lắm rồi. Hắn, đừng nghĩ, chúng ta vạn tộc thánh viện, phụ trách chiêu thu toàn bộ thiên hoang khu vực thiên kiêu, nghe nói Lữ đạo sư đi đến trước 100 khu, nhưng là xuất hiện 100 tuổi không tới, liền đột phá đến đại đạo cảnh. Lĩnh ngộ hơn đại đạo thiên kiêu, chúng ta mấy cái, liền không vận may như thế này, chỉ có thể tại đây man hoang khu vực, chọn một ít miễn cưỡng đến học viện yêu cầu rác rưởi đi và góp đủ số. Đúng đấy, trước 100 khu vực, nhưng là chỉ có những minh tinh kia thánh đạo sư mới có thể có tư cách đi vào chiêu sinh. Chúng ta có thể không cái kia phúc phận, chỉ có thể chờ mong lần này, tại đây Thương Vân Đại La, đệ 991 khu, tìm tới mấy cái ưu tú mầm. Đúng đấy, đến đệ 991 khu trung ương, trực tiếp đem tin tức truyền bá ra ngoài, trăm năm một lần vạn tộc thánh viện chiêu sinh thí luyện, ở sau 3 tháng mở ra. Trước tới tham gia thí luyện các tộc thiên kiêu, cốt linh không được vượt qua 1.000 tuổi, cảnh giới không được thấp hơn hậu thiên thần ma cảnh. Đây chính là vạn tộc thánh viện tiêu chuẩn.
Nếu là 1.000 tuổi, vẫn chưa thể tu luyện đến hậu thiên thần ma cảnh, đã mất đi tiến vào vạn tộc thánh viện học tập tư cách. Dù sao, vô tận hồng mông bên trong, một ít mạnh mẽ địa cấp, thậm chí cực hỗn độn thế giới, nắm giữ địa tôn hoặc là thiên tôn cảnh tọa trấn chủng tộc. Một ít thiên kiêu, vừa sinh ra, có chính là hậu thiên thần ma, thậm chí tiên thiên thần ma. Càng mạnh hơn, thậm chí vừa sinh ra, chính là hỗn độn thần ma cảnh. Vì lẽ đó, vạn tộc thánh viện yêu cầu không một chút nào cao. Mà Hạ Hâm lúc này không biết, hắn vị trí khu đã có vạn tộc thánh viện chiêu sinh đoàn đội giáng lâm, thậm chí cũng không biết hắn vị trí khu vực gọi nơi nào, chỉ biết trước tiên cần phải đem trước mắt hồn cung mọi người quyết định. Mà hồn cung cung chủ Tà Hồn Đạo Tôn nghe vậy, trong mắt lấp lóe kiên quyết vẻ, nói: "Cái kia liền đánh đi, ngông cuồng." Tà Hồn Đạo thể mở, Tà Hồn Đạo Tôn hét lớn, mở ra hắn đại đạo thể chất, Tà Hồn Đạo thể. Tà Hồn Đạo thể, đại đạo thể chất cùng đạo phù hợp, thuộc về một cái hoàn chỉnh đại đạo, đang chiến đấu lúc mở ra có thể để sức chiến đấu tăng mạnh. Cung chủ lựa chọn liều mạng chống lại sao? Hồn cung bên trong có tu sĩ mở miệng nói. Bất quá bọn hắn thực là không coi trọng Tà Hồn Đạo Tôn, dù sao chênh lệch cảnh giới ở nơi đó, một mình ngươi đạo tôn cảnh, cho dù lại liều mạng phản kháng cũng không thể thắng. Ngược lại, bọn họ thực càng nghiêng về đầu hàng. Giao ra một tia nguyên thần cho Hạ Hâm khống chế liền giao đi, ngược lại đều là loài người, thần phục ở ai, kẻ thống trị dưới không phải thần phục. Trái lại Hạ Hâm càng mạnh hơn, để bọn họ có thể thu được số mệnh phản bù lực lượng còn càng nhiều. Không muốn, e sợ chỉ có cung chủ bọn họ loại này kẻ thống trị thôi. Nhờ ngươi từ một cái hoàng đế biến thành một cái đầu lĩnh, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Diệt hồn sau phá, Tà Hồn Đạo Tôn hét lớn, triển khai toàn lực của hắn một quyền. Lấy Tà Hồn Đạo thể mở ra trạng thái, triển khai Tà Hồn quyền, thiên địa hàm nghĩa đại thế đi theo, hướng về Hạ Hâm đánh giết mà đi. Cú đấm này, ủng có vô tận Tà Hồn đại đạo lực lượng vờn quanh, trung cực hàm nghĩa đi theo, nơi đi qua nơi, không gian đều trực tiếp nổ tung, toàn bộ không trung không gian phảng phất đều đang run rẩy lên. Hạ Hâm hừ lạnh, trung cực hàm nghĩa lực lượng tự trong cơ thể hắn tiết lộ mà ra, cầm cố lại bốn phía hư không, để bốn phía trong không gian tất cả toàn bộ đình chỉ lưu chuyển. Hàm nghĩa kiếm đạo lực lượng quấn quanh đến hắn Chu Tiên kiếm bên trên. Chết! Hạ Hâm đồng dạng hét lớn. Hạ Hâm Chu Tiên kiếm bên trên ngưng tụ hàm nghĩa kiếm đạo lực lượng, bỗng nhiên trong nháy mắt này đánh giết mà xuống, sức mạnh kinh khủng đi theo. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Tà Hồn Bão Táp cùng trung cực hàm nghĩa kiếm đạo lực lượng nhất thời bao phủ hướng bốn phía, không gian vào đúng lúc này dồn dập bị cắt rời, phá nát, toàn bộ mảnh khu không gian lảo đảo. Dư âm khuếch tán ra đến, đem toàn bộ hồn cung khu vực vật thể, bất luận cung điện vẫn là phụ cận sơn mạch, núi đá cây cỏ, đều là bị trong nháy mắt chấn động đến mức nát tan. Tà Hồn Đạo Tôn công kích, bị một kiếm chém ra, Hạ Hâm một kiếm, tiếp tục mang theo hủy diệt tất cả người tôn oai chém xuống. Chém về phía Tà Hồn Đạo Tôn, trực tiếp từ trên người hắn chém qua, đem thân thể hắn chia ra làm hai, sau đó tiếp theo rơi xuống hắn phía sau hồn cung bên trên. Từ hồn cung bắt đầu, trực tiếp chém về phía toàn bộ vô tận hồng mông, kéo dài mấy trăm tỷ bên trong, hồn cung vị trí một khối đại địa. Trực tiếp chém đến từ bên trong phân liệt ra, xuất hiện một đạo vực sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy. Này chính là bây giờ Hạ Hâm đến nhân tôn cảnh một tầng sau phổ thông một đòn. Nói không khuếch đại, nếu như Hạ Hâm toàn lực phá hoại, hắn có thể đem toàn bộ khu vực, mấy kiếm chém hỏng. Đến đạo tôn cảnh trở lên nhân tôn cảnh, đã là vận dụng bộ tộc thiên đạo chúa tể sức mạnh, hắn một kiếm chém ra, chúa tể tất cả, hàm nghĩa bất diệt, căn bản sẽ không biến mất. Tà Hồn Đạo Tôn tại chỗ ngã xuống, phúc bá ở hắn ngã xuống sau, ngay lập tức liền đi đem hắn thi thể khống chế lại, đem nhẫn không gian hào lại đây. Hạ Hâm nhìn về phía còn lại hồn cung, còn lại hai vị đạo tôn cùng một đám đại đạo cảnh cường giả, nói: "Các ngươi còn phải tiếp tục chống lại sao? Còn không muốn giao ra nguyên thần cho bản chúa tể khống chế sao?" Nghe vậy, cái kia hồn cung còn lại hai vị đạo tôn cảnh cùng từng cái đại đạo cảnh cường giả, toàn bộ sợ đến từng cái trực tiếp cho Hạ Hâm quỳ xuống. Nhưng mà đem tự thân nguyên thần cùng nhẫn không gian lấy ra, giao cho Hạ Hâm, không ngừng dập đầu, khẩn cầu Hạ Hâm buông tha bọn họ. Chống lại, đùa gì thế? Bọn họ đạo tôn cảnh tầng 3 cung chủ đều bị một kiếm dây, bọn họ còn chống lại, là muốn chết sao? Phúc bá từng cái hài lòng tiếp nhận trên người bọn họ nhẫn không gian, sau đó lại đi vào một chuyến hồn cung kho báu, đem hồn cung trong kho báu tài nguyên, toàn bộ cướp đoạt đi ra, sau đó bay ra ngoài, đem thu được tài nguyên, toàn bộ cho Hạ Hâm. Hạ Hâm qua loa kiểm tra một làn sóng những tư nguyên này, khá lắm, so với hỗn độn thế giới tài nguyên còn nhiều, này hồn cung, không thẹn là có tới mấy cái đạo tôn tọa trấn thế lực a. Những này, hỗn độn thế giới loài người phát triển tốc độ, muốn thêm sắp rồi, đem tài nguyên thu cẩn thận. Hạ Hâm nhìn hồn cung bên trong, hướng về hắn nộp lên lực lượng nguyên thần sau,
còn lại những người quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, run lẩy bẩy các cường giả. Hạ Hâm đem bọn họ lực lượng nguyên thần khống chế, in dấu xuống thiên đạo chúa tể dấu ấn, nhất thời, Hạ Hâm thì có một luồng. Toàn bộ đã khống chế bọn họ cảm thụ, đồng thời, trên đất những hồn cung đó cường giả, hai vị đạo tôn cảnh, một đám đại đạo cảnh. Còn có mấy ngàn hỗn độn thần ma, cũng có loại này cảm giác, bọn họ trước tuy rằng loài người, nhưng cũng không cảm ứng được Hạ Hâm. Bây giờ nguyên thần của bọn họ bị Hạ Hâm in dấu xuống thiên đạo chúa tể dấu ấn sau, nhất thời cảm giác mình cùng Hạ Hâm in dấu lên. Sau đó, khủng bố số mệnh lực lượng bao phủ đến trên người bọn họ, để bọn họ trực tiếp tăng lên một tầng cảnh giới. Bọn họ được hỗn độn thế giới loài người số mệnh phản bù, mà hỗn độn thế giới toàn thể loài người, nhân vì là sự gia nhập của bọn họ, toàn thể số mệnh tăng lên rất nhiều, cũng thu được phản bù, tu vi, toàn bộ tăng lên một tầng. Ở đây, thiên môn cường giả, cùng thân hữu đoàn, toàn bộ toàn thể đột phá. Hạ Hâm thành tựu toàn bộ hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể, tự nhiên cũng thu được nhiều nhất phản bù. Tu vi trực tiếp tăng lên một tầng, đến nhân tôn cảnh tầng 2. Điều này làm cho Hạ Hâm đại hỉ, cái phương pháp này có thể được. Hồn cung, ngoại trừ tổng bộ ở ngoài, còn có 10 cái bộ. Các ngươi tiếp đó, đem hồn cung còn lại 10 cái bộ tu sĩ. Toàn bộ tụ tập đến hỗn độn thế giới thiên môn đi, để bọn họ tập thể thần phục với thiên môn, gia nhập hỗn độn thế giới loài người. Hạ Hâm đối với đã thần phục với hắn hai vị hồn cung đạo tôn cảnh nói: "Vâng, chúa tể, hồn cung hai vị đạo tôn cảnh tuân lệnh." Bọn họ trước vốn là đều là đạo tôn cảnh một tầng, kết quả lại gia nhập thêm thiên môn, thần phục với Hạ Hâm trong nháy mắt, tự thân bị Hạ Hâm lạc giới dấu ấn sau, dĩ nhiên trực tiếp đột phá một tầng, đến đạo tôn cảnh tầng 2. Bây giờ chính là thời điểm hưng phấn, nếu là lấy bọn họ trước tốc độ, không biết năm nào tháng nào mới có thể tăng lên tới đạo tôn cảnh tầng 2. Bọn họ đều có chút hối hận, không có vừa bắt đầu liền lựa chọn gia nhập thiên môn, thần phục với Hạ Hâm. Quả nhiên, vẫn là theo cường đại nhân tộc bộ tộc, lấy khí vận lực lượng phản bù tu hành, tăng lên đến nhanh. Không chỉ là hắn, hiện tại vì lẽ đó hồn cung trước, nằm ở bị ép gia nhập thiên môn những tu sĩ kia, bây giờ đều thập phần hưng phấn. Mới vừa gia nhập liền đột phá một cái cảnh giới nhỏ, này hoàn toàn là thỏa thỏa ôm bắp đùi. Tương lai tốc độ tu luyện, chẳng phải là muốn cất cánh. Thoải mái, quá thoải mái. Bọn họ hiện tại đều có chút thế mới vừa bị Hạ Hâm một kiếm chém hồn cung cung chủ cảm động bi ai. Nếu như hắn không như vậy u mê không tỉnh, lựa chọn cùng Hạ Hâm chống lại, mà là trực tiếp thần phục với Hạ Hâm, e sợ hiện tại hắn cũng tăng lên một tầng tu vi, đến đạo tôn cảnh tầng 4. Đáng tiếc không có nhiều như vậy thuốc hối hận. Hơn nữa, bọn họ cảm giác tiếp đó bọn họ còn có thể tăng lên, bởi vì hồn cung ngoại trừ tổng bộ ở ngoài còn có mặt khác 10 cái bộ. Tổng bộ đại đạo cảnh mặc dù nhiều, nhưng cũng thì tương đương với bình thường cái kia 10 cái bộ 4 lần khoảng chừng. Trái phải, nếu là toàn bộ hồn cung ở bên ngoài 10 cái bộ tất cả mọi người tộc cường giả gia nhập thiên môn, lớn mạnh hỗn độn thế giới nhân tộc, cái kia hỗn độn thế giới nhân tộc số mệnh còn có thể tăng lên, đến thời điểm bọn họ lại có thể thu được tài nguyên phản bù, nói không chắc có thể để bọn họ trực tiếp tăng lên 2 tầng cảnh giới cũng không nhất định. Đương nhiên, bọn họ không lo lắng hồn cung 10 cái bộ không lựa chọn thần phục. Dù sao thiên môn vũ lực bãi ở đây, một vị người tôn tọa chấn, ngươi không thần phục đó là muốn chết. Huống chi còn có một thần phục liền có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ mê hoặc, đối với những thứ này đại đạo cảnh tới nói quả thực chính là chí mạng. Bọn họ làm sao có thể chống lại loại này mê hoặc? Chỉ cần chờ bọn họ đều gia nhập, bọn họ có thể cất cánh. Hừng, hôm nay sở hữu gia nhập hỗn độn thế giới loài người hồn cung người toàn bộ cùng bản chúa tể đồng thời về thiên môn đi, sau đó các ngươi liền ở tại hỗn độn thế giới. Hạ Hâm nói: "Vâng, chúa tể." Hai vị hồn cung gia nhập đạo tôn tuân lệnh. Hồn cung tổng bộ trước có 3 vị đạo tôn cảnh, 7 vị nửa bước đạo tôn cảnh, bây giờ cái kia 9 vị nửa bước đạo tôn bởi vì gia nhập thiên môn cũng tăng lên tới đạo tôn cảnh, cho nên nói lần này thiên môn trực tiếp liền gia tăng rồi 12 vị đạo tôn. Thêm vào trước hỗn độn thế giới loài người bên trong thì có 9 vị đại đạo cảnh 9 tầng, nhờ vào lần này số mệnh phản bù tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ, trực tiếp tăng lên tới đạo tôn cảnh một tầng. Cho nên nói lần này hồn cung tổng bộ loài người cao thủ gia nhập trực tiếp để thiên môn gia tăng rồi 21 vị đạo tôn cảnh, này tăng lên tốc độ quả thực khủng bố như vậy. Tiếp tục như thế, e sợ rất nhanh trực tiếp liền có thể vượt qua Lôi tộc. Hạ Hâm phỏng chừng Lôi tộc nhiều nhất khả năng cũng chính là nắm giữ người tôn nhân vật như vậy tọa chấn, mà thiên môn bên này còn có hồn cung còn lại 10 cái bộ không có gia nhập, nếu gia nhập lại có thể thu được nổ tung tăng trưởng. Hơn nữa hồn cung những người mới gia nhập nửa bước đại đạo cảnh có thể mượn dùng thiên môn tạo hóa ngọc điệp để bọn họ đột phá đại đạo cảnh, có thể tăng lên một làn sóng thiên môn đại đạo cảnh số lượng.
hoàn hoàn liên kết, quả thực không muốn quá tuyệt. Hạ Hâm nghĩ, hưng phấn trực tiếp dẫn người trở về thiên môn. Trở lại thiên môn, Hạ Hâm liền đem lần này thu được tài nguyên tập trung lên bồi dưỡng hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao trở xuống cường giả. Chỉ cần đem những cường giả này bồi dưỡng đến hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao, mượn tạo hóa ngọc điệp liền có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất đại đạo cảnh. Chuyện này quả thật chính là một cái khủng bố dây chuyền sản xuất. Có thể nói, có tạo hóa ngọc điệp món chí bảo này ở toàn bộ vô tận hồng mông, tăng lên chủng tộc thực lực có hắn nhanh nên không hơn nhiều. Hắn sẽ là giết vào vô tận hồng mông một con ngựa ô, mang theo toàn bộ hỗn độn thế giới nhân tộc quật khởi. 3 ngày, thiên môn tổng bộ liền hội tụ vô số hồn cung 10 cái bộ lục tục tới rồi thần phục cường giả. Đại đạo cảnh số lượng so với thiên môn tổng bộ muốn nhiều gấp 3 khoảng chừng, trái phải. Hiện tại, thêm vào hỗn độn thế giới tất cả mọi người tộc gia nhập thiên môn tu sĩ, những hỗn độn thần ma đó cảnh 8 tầng, bởi vì hồn cung tổng bộ gia nhập, tăng lên 1 tầng tu vi, đến 9 tầng người. Bây giờ toàn bộ thiên môn hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao, đầy đủ hơn 34,000 tôn. Tân tới rồi hồn cung người, lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn trung thành thủ hộ thiên môn. Mà Hạ Hâm cũng quyết định lợi dụng tạo hóa ngọc điệp, trợ giúp bọn họ ngộ đạo, đột phá đại đạo cảnh. Những này người đến sau, Hạ Hâm sẽ không có để bọn họ giao ra lực lượng nguyên thần, ngược lại lập thiên đạo lời thề cũng như thế. Không chế quá nhiều người lực lượng nguyên thần, hắn cũng khá là phiền. Mặt sau những này hồn cung cường giả, bất luận hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao, vẫn là đại đạo cảnh, Hạ Hâm đều để bọn họ toàn bộ ngồi xếp bằng ở thiên môn bên trong cung điện. Sau đó Hạ Hâm đem tạo hóa ngọc điệp lấy ra, trôi nổi ở đại điện trên đại sảnh không, bao phủ sở hữu cường giả đỉnh đầu, nhất thời vô tận tạo hóa lực lượng khoách tán ra đến, bao phủ lại bọn họ. Ở huyền ảo tạo hóa lực lượng, sinh sôi lực lượng dưới sự giúp đỡ, bọn họ ngộ đạo ngàn vạn năm không được lý giải đồ vật, thời khắc này bắt đầu chậm rãi hiểu rõ. Cái kia không thể buông lỏng cảnh giới, cũng vào đúng lúc này, tùng chuyển động, mà Hạ Hâm, hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể, cũng bắt đầu vì mọi người giảng đạo, phụ trợ đại gia mở ra thuộc về mình trong cơ thể hỗn độn thế giới, trở thành một tôn đại đạo cảnh. Đồng thời, cũng làm cho những người đã trở thành đại đạo cảnh cường giả, có thể cấp độ càng sâu ngộ đạo, tăng lên tu vi. Thiên môn nguyên bản nhân tộc đạo tôn cảnh cùng đại đạo cảnh cao thủ, cũng đang nghe Hạ Hâm giảng đạo. Đạo tôn cảnh bên dưới, có tạo hóa ngọc điệp ở, bọn họ đều là không có bình cảnh, có thể mượn lần này lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp cơ hội đột phá. Đợt này giảng đạo kết thúc, Hạ Hâm phỏng chừng thực lực tổng hợp thiên môn nhất định tăng trưởng cực mạnh. Hắn thành tựu thiên đạo chúa tể, e sợ có thể chí ít thu được 2 cái cảnh giới nhỏ phản bù, trực tiếp tăng lên tới nhân tôn cảnh tầng 4. Bởi vì mấy ngày nay hồn cung 10 cái bộ đại đạo cảnh cường giả cùng hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao số lượng thật sự quá nhiều rồi, có tới hơn 600 vị đại đạo cảnh, hơn 3 vạn hỗn độn thần ma cảnh đỉnh cao. Cái kia hơn 600 vị đại đạo cảnh bên trong lại có hơn 40 vị nửa bước đạo tôn cảnh. Nói cách khác, hoàn thành đợt này giảng đạo, thiên môn có thể tăng cường chí ít 40 vị đạo tôn cảnh. Loại này số lượng số mệnh phản bù, hắn nhất định có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Quả nhiên, vẫn là bồi dưỡng một chủng tộc, tu vi tăng lên tới cũng nhanh à. Không đúng, là trấn áp người khác tộc thế lực để bọn họ gia nhập thiên môn. Tựa hồ không đi cướp đoạt phá dỡ, thông qua phương thức khác cũng là có thể tăng lên thế lực thiên môn. Giỏi quá, như vậy là có thể lên bờ. 7 ngày trôi qua, nay 7 ngày, không ngừng có cường giả đột phá đến đại đạo cảnh, đạo tôn cảnh, tạo hóa ánh sáng trùng thiên, chung quanh dị tượng hiện ra, vô cùng huyễn lệ. Cái kia 30.000 nhiều tới nghe Hạ Hâm giảng đạo, lục tục đột phá đến đại đạo cảnh, đạo tôn cảnh. Hỗn độn thế giới này 7 ngày, có thể nói, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một là diện tích, mở rộng gấp mấy trăm lần không thôi, bởi vì hỗn độn thế giới chúa tể chủng tộc, loài người cường giả tăng cường. Số mệnh được phản bù dẫn đến bình quân thiên môn tu sĩ, cảnh giới đều tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ trở lên, sinh ra một nhóm lại một nhóm cường giả. Bây giờ, hỗn độn thế giới hồng mông kim bảng, xếp hạng lại lần nữa thay đổi. Vị thứ nhất, Hạ Hâm, loài người chúa tể, nhân tôn cảnh tầng 4. Người thứ hai, Cơ Nguyệt Nhi, đạo tôn cảnh 6 tầng. Người thứ ba, Đạo Môn đạo tôn cảnh 5 tầng. Người thứ bốn, Hỗn độn thần chủ, đạo tôn cảnh 5 tầng. Người thứ năm, Phật Tổ, đạo tôn cảnh 5 tầng. Người thứ sáu, Nhị Hồn Tôn, đạo tôn cảnh tầng 4. Người thứ bảy, Tam Hồn Tôn, đạo tôn cảnh tầng 4. Người thứ tám, Đạo Môn Thái Thượng Đạo Tổ, đạo tôn cảnh tầng 4. Người thứ chín, Hỗn độn đạo tổ, đạo tôn cảnh tầng 4. Người thứ 10, Vạn Phật Chi Tổ, đạo tôn cảnh tầng 4. Xếp hạng thứ 8, thứ 9, thứ 10, Đạo Môn Thái Thượng Đạo Tổ, Hỗn Độn Thần Đình Hỗn Độn Đạo Tổ, Phật Môn Vạn Phật Chi Tổ 3 vị đều là đạo tôn cảnh tầng 4 tồn tại.
Có thể nói, bây giờ thiên môn, đạo tôn cảnh đã đột phá 100 vị. Bởi vì mấy ngày qua, trước đại đạo cảnh 7 tầng thiên môn tu giả cũng đột phá đến đạo tôn cảnh. Hạ Hâm thân hữu đoàn, nương tử Cơ Nguyệt Nhi thành công đột phá đến đạo tôn cảnh 6 tầng. Đại ca Hạ Chân, đại tẩu Mộ Dung Thanh đột phá đến đại đạo cảnh 6 tầng. Lôi Điểu đột phá đến đại đạo cảnh 7 tầng. Phúc Bá chờ cửu đại thị thần cùng 40 vị thần nô. Hỗn Nguyên Ma Quân chờ 9 đại ma đầu cùng với 12 vị ma nô. Nguyên Thần Châu Thế Giới Đạo Tông 7 vị lão đạo. Thiên Ma Giáo 5 vị lão ma. Toàn bộ tăng lên tới đại đạo cảnh 6 tầng. Hạ Hạo, Hạ Hy, Lâm Hỏa Nhi, Hạ Tiểu Tiểu, Cơ Đan tăng lên tới đại đạo cảnh tầng 4. Bọn họ 5 người trước là có thể đột phá đến đại đạo cảnh, chỉ bất quá bọn hắn tu vi bị Hạ Hâm áp chế một cách cưỡng ép, để bọn họ lĩnh ngộ trong cơ thể đại đạo, cảm ngộ thật nhiều trùng đại đạo, lại đột phá. Bây giờ 5 người đều lĩnh ngộ ra hơn đại đạo, đồng thời có rồi khống chế hơn đại đạo năng lực chiến đấu, Hạ Hâm mới để bọn họ đột phá. Lấy bọn họ cái tuổi này, nắm giữ cái này tu vi, phóng tới vô tận hồng mông bên trong, khẳng định đều là không kém. 5 người, Hạ Hạo nắm giữ kiếm chi đại đạo, tiên thiên đại đạo, chí tôn đại đạo, vị lai đại đạo, bá thể đại đạo, 5 cái đại đạo cảnh. Đại đạo cảnh tầng 4 hắn, dựa vào 5 cái đại đạo, chính là đại đạo cảnh 8 tầng, hắn cũng dám một trận chiến. Hạ Hy cũng như thế, nắm giữ kiếm chi đại đạo, tiên thiên đại đạo, chí tôn đại đạo, vị lai đại đạo, bá thể đại đạo cảnh 8 tầng dám một trận chiến. Hạ Tiểu Tiểu so với 2 người thiếu một cái, chỉ nắm giữ kiếm chi đại đạo, tiên thiên đại đạo, vị lai đại đạo, 10 cực đại đạo, 4 cái, đối chiến đại đạo cảnh 7 tầng không thành vấn đề. Cơ Đan cùng nàng gần như nắm giữ kiếm chi đại đạo, tiên thiên đại đạo, hỗn độn đại đạo, huyền thiên đại đạo 4 cái, đối chiến đại đạo cảnh 7 tầng không thành vấn đề. Lâm Hỏa Nhi ít nhất nắm giữ 3 cái, kiếm chi đại đạo, tiên thiên đại đạo, hỏa chi đại đạo, đối chiến đại đạo cảnh 9 tầng không thành vấn đề. 5 người đều là phi thường lợi hại, 5 người trưởng thành nhất định có thể ở vô tận hồng mông bên trong đánh ra tên tuổi. Gần nhất có tin tức truyền ra, vô tận hồng mông bên trong có một cái siêu cấp học viện thế lực chuẩn bị ở mảnh này khu chiêu sinh. Hạ Hạo sinh ra liền không làm sao đi ra ngoài rèn luyện quá, đi thẳng dã man con đường. Hạ Hâm cân nhắc hay là có thể để cho bọn họ đi thử xem, đương nhiên đến sớm cho bọn họ làm tốt tư tưởng công tác, đừng đi đến trong học viện liền cho hắn mất mặt, làm một ít bắt nạt bạn học, câu cá chấp pháp sự đến. Hiện tại toàn bộ thiên môn cũng đã lên bờ, không còn làm lão bổn hành. Nếu lên bờ, liền không nên nhắc lại hải lý chuyện. Mà Cổ Hùng, Tiểu Vũ Nhi, Thanh Cửu, Phượng Manh 4 cái người theo đuổi, cùng với Cơ Đan bán đấu giá trở về Bỉ Mông Cự Thú, tăng lên tới đại đạo cảnh tầng 2. 4 cái người theo đuổi cũng có thể theo Hạ Hạo, cùng đi học. Hạ Hâm để bọn họ đi ra ngoài là nhận thức một phen vô tận hồng mông bên trong, hỗn độn thế giới ở ngoài khu vực phụ cận tình huống. Nếu như có thể dò thăm một ít lôi tộc tình báo, vậy thì càng tốt. Bây giờ thiên môn thực lực tăng lên, lôi tộc, hắn đã không như thế sợ hãi. Thiên môn bên trong, trước đột phá đến đại đạo cảnh tầng 3 11 vị ma tổ, tăng lên tới đại đạo cảnh 7 tầng. Đạo môn đạo tôn, hỗn độn thần chủ, Phật môn Phật tổ 3 người, đột phá đến đạo tôn cảnh 5 tầng. Đạo môn thái thượng đạo tổ, hỗn độn thần đình hỗn độn đạo tổ, Phật môn vạn Phật chi tổ 3 vị nhân vật số 2, đột phá đến đạo tôn cảnh tầng 4. Hồn cung 2 vị kia gia nhập thiên môn đạo tôn, cũng tăng lên tới đạo tôn cảnh tầng 4. Bây giờ, hỗn độn thế giới thiên môn bên trong, đại đạo cảnh đã có tiếp cận 45.000. Đạo tôn cảnh cũng có vượt qua 100 vị. Hỗn độn thế giới loài người thực lực tổng hợp tăng lên, Hạ Hâm thành tựu thiên đạo chúa tể, loài người là số mệnh chủng tộc, cũng theo thu được phản bù. Loài người thực lực tổng hợp tăng lên, để Hạ Hâm cảnh giới trực tiếp tăng lên dữ dội 2 tầng, đến nhân tôn cảnh tầng 4. Bây giờ, cái này hỗn độn thế giới, bởi vì hồn cung gia nhập, loài người đại đạo cảnh đã vượt qua hắn sở hữu chủng tộc chi cùng, là hoàn toàn xứng đáng hỗn độn thế giới số mệnh chủng tộc. Trong tương lai, còn có thể đem còn lại các tộc ném đến càng ngày càng xa. Dù sao loài người bây giờ khủng bố số mệnh, để tu sĩ nhân tộc rất dễ dàng liền có thể ngộ đạo đột phá bình cảnh. Thêm vào Hạ Hâm có tạo hóa ngọc điệp cùng hồng mông đạo binh quyết cùng hồng mông đạo đem quyết, đại đạo pháp tắc linh dịch những này phần mềm hách, có thể lượng lớn làm ra đạo tôn cảnh bên dưới cảnh giới cường giả. Chờ càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả sinh ra, có thể phản bù đến hắn Hạ Hâm trên người, đến lúc đó chính là đột phá người tôn, địa tôn, thiên tôn cũng có khả năng. Thiên môn chân chính trở nên mạnh mẽ, không cần đi chung quanh mượn đồ vật. Hạ Hâm ánh mắt sắc bén, lại nghĩ tới lôi tộc. Tuy rằng không đi chủ động trêu chọc người khác mượn đồ vật, nhưng lôi tộc là nhất định phải tiêu diệt. Lôi tộc đồ hắn con dâu Cơ Đan huyền nữ tộc, còn chung quanh lùng bắt Cơ Đan. Nếu là biết Cơ Đan chuyển thế, ở hỗn độn thế giới,
cái kia lôi tộc cùng thiên môn, tất có một trận chiến. Đã như vậy, hắn còn không bằng chủ động tấn công. Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận hắn là trông mà thèm lôi trong tộc tài nguyên, tuyệt đối không phải. Mà ngày hôm nay, hồn cung trước thánh tử đi đến thiên môn cung điện khu vực, tìm tới Hạ Hạo. Sau khi hồn cung nhập vào thiên môn, từng là thánh tử hồn cung, bây giờ cũng đã trở thành tiểu đệ của Hạ Hạo. Hồn cung thánh tử, tu vi không cao, trước ở tiên thiên thần ma cảnh 7 tầng, miễn cưỡng xem như là tiên thiên thần ma cảnh cấp cao. Là gia nhập thiên môn sau thu được phản bù, mới đột phá đến hỗn độn thần ma cảnh 1 tầng. Thành tựu hồn cung thánh tử, đối với vô tận hồng mông bên trong sự tình, so với Hạ Hạo hiểu rõ nhiều lắm. Biết ở bốn phía vô tận hồng mông khu vực, tên là thiên hoang khu vực, có 10 khối siêu cấp đại lục, 10.000 cái khu. Hỗn độn thế giới cùng hồn cung vị trí là 10 khối trong đại lục tối lạc hậu cần cỗi Thương Vân đại lục, đồng thời cũng là Thương Vân đại lục tối man hoang đệ 991 khu, là tối lạc hậu 100 khu. Nắm giữ đều là một ít man hoang không thể tả giáo hóa bản địa thế lực bộ tộc cùng tiểu hỗn độn thế giới. Có thể ra mấy cái ở 1000 tuổi trước, đến tiên thiên thần ma cảnh yêu nghiệt, liền không sai địa phương. Bây giờ vạn tộc thánh viện phải ở chỗ này chiêu sinh, lấy Hạ Hạo thiên phú, nhất định có thể được coi trọng. Nếu như có thể tiến vào vạn tộc thánh viện, thu được một phen thành tựu, tương lai nhất định một bước lên mây. Hắn hiện tại đã trở thành tiểu đệ Hạ Hạo, phát hiện có loại này cơ hội tốt, tự nhiên chiếm được báo cáo đại ca, để đại ca đi báo danh. Đồng thời, theo Hạ Hạo tiến vào vạn tộc thánh viện, cũng có thể chiếu hắn. Vạn tộc thánh viện, Hạ Hạo khoảng thời gian này cũng nghe được tiếng gió. Đồn đại bên trong, nhưng là có mấy vị thiên tôn cảnh tọa trấn tồn tại, chính là toàn bộ thiên hoang khu vực Định Hải Thần Châm. Những ngày gần đây, hỗn độn thần ma cùng vô tận hồng mông tiếp xúc, đã hiểu rõ đến hỗn độn thế giới ở ngoài vô tận hồng mông cái này địa phương nhỏ phân bố. Bây giờ nơi này được gọi là thiên hoang khu vực. Thiên hoang khu vực có 10 khối siêu cấp đại lục, 10.000 cái khu. Thiên môn vị trí hỗn độn thế giới chính là thập đại lục một trong Thương Vân đại lục đệ 991 khu. Xưng là toàn bộ thiên hoang khu vực 10.000 cái khu bên trong tối lạc hậu 100 khu, đều là một ít man hoang không thể tả giáo hóa bản địa thế lực bộ tộc cùng tiểu hỗn độn thế giới. Mỗi giới vạn tộc thánh viện, tại đây cái khu, có thể chiêu đến ra mấy cái ở 1000 tuổi trước, đến tiên thiên thần ma cảnh yêu nghiệt, chính là rất tốt. Hạ Hạo cảm thấy thôi, lần này bọn họ trước đi tham gia chiêu sinh, nhất định có thể để vạn tộc thánh viện người, giật nảy cả mình. Lần này, vạn tộc thánh viện chiêu sinh, ở đệ 991 khu phía đông, vạn thánh thành cử hành. Lần này đi ra ngoài, vừa vặn có thể tìm hiểu một phen ngoại giới tình huống, cùng với lôi tộc thực lực. Hạ Hạo cân nhắc, chính mình vị hôn thê cơ đan sự, hắn như là vẫn để ở trong lòng. Cuối cùng, Hạ Hâm phái hồn cung hai vị đạo tôn cảnh tầng 4 thành tựu hộ đạo giả, cùng 10 vị thiên môn đạo tôn cảnh 1 tầng vì là hộ pháp, trong bóng tối hộ tống bọn họ đi đến Vạn Thánh Thành, tham gia chiêu sinh. Vạn Thánh Thành là hồn cung dưới trướng vô số thành trì một trong. Hồn cung chính là đệ 991 khu thống trị thế lực một trong, khống chế thành trì không ít. Vạn Thánh Thành không phải đặc biệt phồn hoa, có điều ở phía đông cũng coi như hàng đầu, bởi vì vạn tộc thánh viện khóa này chiêu sinh ở Vạn Thánh Thành cử hành quan hệ, dẫn tới rất nhiều 991 khu rất nhiều thế lực, phái thiên kiêu trước tới tham gia, ngư long hỗn tạp, người đông như mắc gửi. Điều này cũng đưa tới rất nhiều thương gia, ở đây cử hành buổi đấu giá, hoặc là các loại nô lệ, đan dược, công pháp chờ buôn bán, chuẩn bị kiếm một món hời, bỏ ra 7 ngày. Hạ Hạo, Hạ Hy, Hạ Tiểu Tử, Cơ Đan, Lâm Hỏa Nhi, Tiểu Vũ Nhi, Cổ Hùng, Phượng Manh, Thanh Cửu, ở hồn cung thánh tử dẫn dắt đi đến Vạn Thánh Thành. Thiếu chủ, này vạn tộc thánh viện chiêu sinh thí luyện, ở 2 tháng sau, muốn đi tham gia chiêu sinh thí luyện, trước hết báo danh, tra nghiệm thiên phú cùng tuổi tác, tu vi, xác định có tư cách mới được. Hồn cung thánh tử quay về Hạ Hạo nói, mà báo danh thời gian là 3 ngày sau bắt đầu. Này Vạn Thánh Thành, thuộc về hồn cung trước khống chế thành trì, bây giờ chính là ở chúng ta thiên môn sự khống chế. Mấy ngày nay, chúng ta có thể trước tiên ở lại nơi này, đồng thời tìm hiểu một ít vạn tộc thánh viện thí luyện nội dung. Hạ Hạo gật gù, rất tốt. Thiên môn khống chế hồn cung sau, trực tiếp khống chế nguyên lai hồn cung khống chế thành trì. Cái này Vạn Pháp Thành thành chủ, trước thuộc về hồn cung 7 bộ một vị đại đạo cảnh 8 tầng, bây giờ lại gia nhập thêm thiên môn sau, đã đột phá đến đạo tôn cảnh. Bây giờ, bọn họ giáng lâm Vạn Pháp Thành tin tức đã truyền tới, không tốn thời gian dài, Vạn Pháp Thành thành chủ thì sẽ tới đón tiếp. Thiếu chủ, hiện tại này Vạn Pháp Thành có thật nhiều bán đấu giá cũng tiểu thương, có bán đấu giá nô lệ, nghe nói còn có một đầu hoàng kim bỉ mông bán đấu giá. Hồn cung thánh tử nói, hắn cũng không biết cơ đan huyền nữ tộc thân phận, cũng không biết cái gì lôi tộc, chỉ là nhìn thấy Hạ Hâm vị hôn thê bên người có chứa một đầu bỉ mông cự thú,
Vì lẽ đó hắn liền suy đoán, thiếu chủ có hay không đối với Bỉ Mông cảm thấy hứng thú. Là một cái xuất sắc chó săn, hắn hiện tại muốn làm đến, chính là toàn lực lấy lòng thiếu chủ. Hắn cất bước đã chậm, địa vị kém xa Tiểu Vũ Nhi, của Hùng Y, muốn sau đó ở tiểu trong đoàn đội, có một chút vị trí, nhất định phải muốn cho Hạ Hạo nhìn thấy giá trị của hắn. Này Hoàng Kim Bỉ Mông, là Bỉ Mông bộ tộc bên trong hoàng tộc, nếu như thiếu chủ yêu thích Bỉ Mông bộ tộc, nói vậy gặp đối với con này Hoàng Kim Bỉ Mông cảm thấy hứng thú, hắn chỉ là theo bản năng đề một câu, cũng không nói ra. Nếu như Hạ Hạo thật sự đối với Hoàng Kim Bỉ Mông cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ rõ ràng hắn dụng tâm lương khổ, tự nhiên sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu là hắn trực tiếp vạch trần, nói để Hạ Hạo đi mua Hoàng Kim Bỉ Mông, trái lại có vẻ quá trực tiếp, có chút quá có mục đích tính. Quả nhiên, hắn mơ hồ như vậy một kiến nghị. Hạ Hạo cùng Cơ Đan hai người, quả nhiên ánh mắt ngưng lại. Cơ Đan bên người Bỉ Mông cự thú, ánh mắt phức tạp. Hạ Hạo cùng Cơ Đan đối diện một ánh mắt, Cơ Đan gật gù, Hạ Hạo nhân tiện nói, vậy thì đi xem là đầu ra sao Hoàng Kim Bỉ Mông. Lập tức, đoàn người liền hướng về Vạn Pháp Thành nô lệ thị trường. Vạn Pháp Thành nô lệ thị trường vô cùng lớn lao, xa hoa nô bộc cửa hàng san sát, sàn đấu giá đều có mấy cái. Dám ở này Vạn Thánh Thành mở ra nô lệ cửa hàng, đều là ở Thương Vân Đại Lục có đại bối cảnh thế lực, sau lưng có nhân tôn cảnh tọa trấn đại tộc cái bóng. Có thể ở Thương Vân Đại Lục thành được với hàng đầu đại tộc, chí ít cũng là nắm giữ người tôn tọa trấn. Nô lệ thị trường bên trong, ngoại trừ xa hoa san sát cửa hàng ở ngoài, còn có thật nhiều độc lập buôn bán nô lệ cứ điểm. Những đầy tớ này buôn bán điểm, buôn bán đồ vật liền tương đối cao cấp, đồng thời là đặc biệt thời kỳ cung hàng. Nếu là không có buổi đấu giá thời điểm, khá là đặc thù nô lệ, liền do những này cứ điểm bán ra. Đi đến cái kia buôn bán Hoàng Kim Bỉ Mông cứ điểm ở ngoài, Cơ Đan cùng bên người nàng Bỉ Mông cự thú, trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được run sợ một hồi. Cơ Đan nhất thời căng thẳng cầm lấy Hạ Hạo tay, nàng thật sự hy vọng có thể nhìn thấy một đầu Hoàng Kim Bỉ Mông. Bỉ Mông tộc thành tựu năm đó huyền nữ tộc dưới trướng đệ nhất bảo vệ chủng tộc, Hoàng Kim Bỉ Mông chính là Bỉ Mông bộ tộc kẻ thống trị tồn tại, cực đoan với huyền nữ tộc. Nếu như có thể gặp phải một đầu Hoàng Kim Bỉ Mông, hay là liền có thể đem còn lại Bỉ Mông bộ tộc chậm rãi triệu tập lên. Không có chuyện gì, có ta ở, Hạ Hạo nói, bây giờ thiên môn đã rất mạnh, phụ thân đến trước đã nói với ta, gặp phải lôi tộc, không muốn túng, trực tiếp làm chính là. Ừ, Cơ Đan gật gù. Mà người còn lại của Hùng, Tiểu Vũ Nhi, Hồn Cung Thánh Tử những này, nhưng là không có cảm nhận được đặc biệt gì địa phương. Mọi người tiến vào bên trong, cứ điểm bên trong, có một cái to lớn đại đạo pháp tắc lao tù dùng trung cực hàm nghĩa bao trùm thần văn lồng, đạo tôn cảnh bên dưới, đừng nghĩ phá tan. Lúc này, cứ điểm bên trong, có không ít vạn tộc tu sĩ hội tụ, đều là đối với con này Hoàng Kim Bỉ Mông cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy tiến vào khách hàng đã không thiếu, tụ điểm chủ trì Bán Tiểu Thư bắt đầu giới thiệu, tin tưởng rất nhiều bằng hữu đã biết rồi, con này nô lệ bối cảnh, không sai, hắn là một vị mạnh mẽ Hoàng Kim Bỉ Mông, thuộc về Bỉ Mông bộ tộc hoàng tộc, Bỉ Mông bộ tộc, năm đó huyền nữ tộc dưới trướng đệ nhất bảo vệ chủng tộc, huyền nữ tộc bị lôi tộc đạp diệt, Bỉ Mông bộ tộc cũng theo sụp đổ. Con này Hoàng Kim Bỉ Mông bây giờ đã bị in dấu xuống nô lệ thần hồn dấu ấn, trở thành một tôn có thể giao dịch nô lệ, mua lại hắn liền có thể lập tức để hắn nhận chủ. Vị này Hoàng Kim Bỉ Mông đỉnh cao thời kỳ, nắm giữ đại đạo cảnh 9 tầng tu vi, bây giờ bởi vì bị thương, vì lẽ đó cảnh giới rơi xuống tới hỗn độn thần ma cảnh, có điều các vị đại nhân đập trở lại, hơn nữa thiên tài địa bảo phụ trợ khôi phục thương thế, là có cơ hội để hắn trở lại đại đạo cảnh thực lực. Tiếp đó liền xem vị đại nhân kia có bực này quyết đoán mua lại vị này Hoàng Kim Bỉ Mông. Bán Tiểu Thư nói vạn, nhốt lại Hoàng Kim Bỉ Mông trung cực hàm nghĩa lao tù, từ từ mở ra, lộ ra bên trong Hoàng Kim Bỉ Mông khuôn mặt. Hắn cùng Cơ Đan trước đập xuống đầu kia Bỉ Mông như thế, có to như một ngọn núi nhỏ thân thể, mang theo màu vàng giáp da, răng nanh dữ tợn lại khủng bố, thêm vào trên người nô lệ dấu ấn, để hắn xem ra hung ác dị thường. Chỉ có điều, nó cùng lúc trước Cơ Đan đập xuống Bỉ Mông như thế, tựa hồ đối với tương lai mất đi hy vọng, hai mắt vô thần, tuyệt vọng ngồi xổm ở lao tù một góc, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng thương thế bên trong cơ thể mang đến thống khổ. Lôi tộc tựa hồ ở trong cơ thể hắn lưu lại dần vặt hắn pháp tắc sức mạnh, để hắn tại mọi thời khắc đều ở bị trừng phạt. Đang nhìn đến Bỉ Mông cự thú trong nháy mắt, Cơ Đan trong mắt nước mắt nhất thời bắt đầu mơ hồ. Bỉ Mông bộ tộc kẻ thống trị Hoàng Kim Bỉ Mông đã từng huyền nữ tộc chung nhào, thề sống chết bảo vệ huyền nữ tộc, bây giờ Bỉ Mông bộ tộc đều là biến thành nô lệ bán đấu giá sao? Cơ Đan tâm rất chua, đồng thời đối với lôi tộc cừu hận cũng tới thăng tới cực điểm. Cảm nhận được tâm tình của nàng, Hạ Hạo nhẹ giọng nói,
chúng ta gặp để bọn họ trả giá thật lớn. Hiện nay, con này hoàng kim bỉ mông còn chưa ít giá. Hạ Hạo nhìn về phía Bán tiểu thư, nói, con này bỉ mông, bán thế nào? Đồng thời, bốn phía cũng nhớ tới tiếng hỏi thăm. Đúng đấy, làm sao mua? Bao nhiêu đá hỗn độn? Ngươi nói thẳng số lượng, để chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Hiển nhiên, có rất nhiều người đều đối với này hoàng kim bỉ mông cảm thấy rất hứng thú. Bán tiểu thư nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Quả nhiên tại đây loại vạn tộc thánh viện chiêu sinh báo danh trước, bán ra con này bỉ mông là lựa chọn tốt nhất. Con này bỉ mông, đỉnh cao thời kỳ chính là đại đạo cảnh 9 tầng. Nếu như có thể mua lại, để khôi phục, bên người liền có thể có thêm một đầu đại đạo cảnh mạnh mẽ nô bộc. Phi thường đáng giá, sớm tiết lộ một hồi, vị này hoàng kim bỉ mông là lôi tộc ký thác tới đây bán, giá cả có thể không rẻ. Bán tiểu thư nói lời này lúc, nàng khẽ mỉm cười, xem hướng bốn phía người, mà dám đến ngày nay tình huống, chúng ta bán chàng không lấy định giá hình thức bán, lấy bán đấu giá hình thức bán. Bây giờ, muốn này hoàng kim bỉ mông chủng tộc, tương đối nhiều, nếu là lấy định giá phương thức bán, căn bản không có cách nào tiến hành, bán cho ai cũng không tốt. Vì lẽ đó vẫn là lấy bán đấu giá hình thức, người trả giá cao được. Như vậy vừa có thể nhiều kiếm lời, cũng có thể bảo đảm hôm nay công bằng. Nghe được này hoàng kim bỉ mông, sau đó phải lấy bán đấu giá hình thức bán, các tộc cường giả cùng thiên kiêu cũng nóng lòng muốn thử lên. Như vậy một đầu hoàng kim bỉ mông, nếu không là bỉ mông tộc bị đạp diệt, căn bản sẽ không bị lôi tộc lưu vong đến nơi như thế này. Đối với đệ 991 khu loại này man hoang khu vực, nếu như có thể đập xuống con này hoàng kim bỉ mông, nhất định có thể tăng lên rất nhiều bộ tộc thực lực. Hôm nay, bọn họ tình thế bắt buộc. Nhìn thấy đại gia bị điều động lên, bán tiểu thư mở miệng nói, con này hoàng kim bỉ mông, giá khởi đầu, 1000000 đá hỗn độn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu đá hỗn độn. Đá hỗn độn chính là hỗn độn thế giới cùng vô tận hồng mông thông dụng tiền, do hỗn độn pháp tắc ngưng tụ mà thành, bất luận đối với cảnh giới gì tu sĩ, đều có trợ giúp, phi thường hy hữu. Lúc trước ở hỗn độn thế giới bán đấu giá đầu kia bỉ mông, giá khởi đầu chỉ là 1 vạn. Lần này hoàng kim bỉ mông, giá khởi đầu chính là 1000000 đá hỗn độn, có thể thấy được quý giá. Có điều, đối với cái giá này, Hạ Hạo vẫn là có thể tiếp thu. Khoảng thời gian này, thiên môn khống chế hỗn độn thế giới, lại tiếp quản hồn cung tài nguyên, đá hỗn độn, không nói nhiều, mấy vạn ức là có. Hạ Hạo chính mình khoảng thời gian này vơ vét thì có vài tỷ, vì lẽ đó bắt con này hoàng kim bỉ mông rất dễ dàng. Mà đối với Hạ Hạo định liệu trước, ở đây rất nhiều đối với này hoàng kim bỉ mông thú vị bộ tộc thế lực như là có chút chột dạ lên. Bọn họ không nghĩ đến, này hoàng kim bỉ mông, giá khởi đầu chính là 1000000 đá hỗn độn, này để bọn họ làm sao đập, bọn họ theo môn hạ thiên kiêu tới tham gia vạn tộc thánh viện chiêu sinh. Làm sao có khả năng mang nhiều như vậy đá hỗn độn ở trên người, bình thường trên người bọn họ cũng là mấy triệu đá hỗn độn mà thôi. Điệu bộ này, muốn đập xuống, khó khăn, mà lúc này, bên ngoài, một đám người thân đầu sói bộ tộc đi vào, nhìn thấy hoàng kim bỉ mông đầu tiên nhìn, liền hứng thú, không nghĩ tới, dĩ nhiên là năm đó huyền nữ bộ tộc dưới trướng bỉ mông tộc hoàng kim bỉ mông, vận khí không tệ. Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ lớn tiếng mở miệng nói, bọn họ Ngân Nguyệt Lang tộc cũng là đệ 991 khu thông báo thế lực một trong, cùng hồn cung cùng một cái khác nắm giữ đạo tôn cảnh tầng 3 thế lực, 3 điểm thiên hạ, trở thành đệ 991 khu kẻ thống trị. Hơn nữa bọn họ Ngân Nguyệt Lang tộc cùng lôi tộc còn có một chút quan hệ, bọn họ lệ thuộc với một cái thần phục cùng lôi tộc chủng tộc, Thiểm Điện Lang tộc. Thiểm Điện Lang tộc so với Ngân Nguyệt Lang tộc càng mạnh hơn, nắm giữ đạo tôn cảnh 9 tầng tồn tại, thuộc về lôi tộc dưới trướng bảo vệ chủng tộc một trong. Có tầng này quan hệ, bọn họ cũng không sợ đập xuống con này hoàng kim bỉ mông, đưa tới phiền phức. 2000000 đá hỗn độn, Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ mở miệng ra giá đạo, thành tựu có thể cùng hồn cung sánh ngang thế lực. Ngân Nguyệt Lang tộc, hàng trăm tỷ đá hỗn độn tài sản là có. Tự hắn thành tựu Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ, bây giờ tới tham gia vạn tộc thánh viện chiêu sinh, toàn tộc hy vọng, trên người đá hỗn độn, tự nhiên không ít. Vì lẽ đó cũng không sợ ra giá. Nghe vậy, bán tiểu thư kinh hỉ nhìn về phía Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ, nói, cao quý Ngân Nguyệt tộc thiếu chủ ra giá 2000000 đá hỗn độn, có hay không cao hơn hắn. Nàng không nghĩ đến, dĩ nhiên có thể đem vị này Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ đưa tới, hôm nay nếu là có người cùng hắn cạnh tranh. Lấy người như thế ngốc nhiều tiền phú nhị đại, nhất định có thể đem giá cả náo đến giá trên trời đi. Mà bốn phía đối với hoàng kim bỉ mông cự thú cảm thấy hứng thú bộ tộc thế lực, nhìn thấy Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ trực tiếp ra giá 2000000, trong lòng rõ ràng, được rồi, cường hào hai đời ra tay, mở miệng liền ra giá 2000000 đá hỗn độn. Hôm nay này hoàng kim bỉ mông xem ra là không có duyên với bọn họ, không biết ai có thể tranh quá này Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ. Hạ Hạo nghe vậy
chậm rãi giơ lên một ngón tay, nói: 100 triệu đá hỗn độn. Hắn chẳng muốn cùng Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ lần lượt tăng giá, trực tiếp phiên 5 lần đến 100 triệu, muốn hắn đập xuống này Hoàng Kim Bỉ Mông. Dù sao hôm nay, con này Bỉ Mông, bọn họ tình thế bắt buộc, không thể để cho người khác. Nghe được Hạ Hạo trực tiếp ra giá 100 triệu đá hỗn độn, Bán Tiểu Thư trực tiếp trong nháy mắt cả người run rẩy lên, nàng đây là hưng phấn. Hạ Hạo trực tiếp ra giá 100 triệu, nếu như có thể thành giao, nàng lấy ra một phần ngàn trích phần trăm, cũng là 100 triệu đá hỗn độn à. 100 triệu đá hỗn độn, lấy nàng bây giờ hậu thiên thần ma cảnh tu vi, đủ nàng mua lại rất nhiều tu hành tài nguyên. Vị đại nhân này ra giá 100 triệu đá hỗn độn, có người hay không cao hơn hắn? Bán Tiểu Thư xem hướng bốn phía, nhìn thấy Hạ Hạo ra 100 triệu, nhất thời đem ở đây sở hữu bộ tộc toàn bộ chấn động rồi. 100 triệu đá hỗn độn a, như thế phá sản sao? Nói lấy ra mua liền lấy ra mua. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Hạo, phi thường lạ mặt, cũng không quen biết. Lẽ nào là đệ 991 khu tân sinh gia phú nhị đại sao? Mà Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ, nhìn thấy Hạ Hạo trực tiếp ra giá 100 triệu đá hỗn độn, ánh mắt híp lại. 100 triệu đá hỗn độn, hắn không phải là không có, hắn chỉ là trong lòng phi thường không vui. Ở đệ 991 khu, lại dám có người cùng hắn cướp đồ vật, hơn nữa là dùng nện tiền phương thức này, trực tiếp sỉ nhục hắn. Ra giá cao hơn hắn nhiều như vậy, hiển nhiên là muốn nghiền ép hắn danh tiếng. Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ nhìn về phía Hạ Hạo, lạnh nhạt nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện, ngươi xác định muốn cùng ta tranh con này Hoàng Kim Bỉ Mông. Hắn nghe không ra hỉ nộ, có điều bốn phía bộ tộc toàn bộ sợ hãi lên, bởi vì dĩ vãng 991 khu dám cùng Ngân Nguyệt Lang tộc đối nghịch bộ tộc đều bị đạp diệt, Hạ Hạo lại dám cùng Ngân Nguyệt Lang tộc đối kháng, sợ là không chiếm được chỗ tốt rồi. Nhưng mà Hạ Hạo nhìn thấy Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ uy hiếp, dĩ nhiên không có một chút nào sợ hãi, trái lại mang tới một tia tiểu hưng phấn. Thật sự Hạ Hạo chờ trên thân thể người khí chất cùng đối đầu Ngân Nguyệt Lang tộc cái kia sợi bình tĩnh cùng thong dong là ngoại trừ đệ 991 khu tam đại hàng đầu thế lực bên ngoài bộ tộc không có. Vì lẽ đó để bọn họ sản sinh một tia hoài nghi, Hạ Hạo không phải người bình thường. Đặc biệt Hạ Hạo bên người Hạ Hy cùng Hạ Tiểu Tiểu, Lôi Điểu, Lâm Hỏa Nhi bốn người, thậm chí trong ánh mắt có chứa xâm lược tính. Rất kỳ quái, các nàng tựa hồ muốn cướp trước mắt Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ bình thường. Bởi vì vừa nãy, Hồn Cung Thánh Tử ở đem bọn họ mang tới đây sau đó, liền đi cùng Vạn Thánh Thành thành chủ liên hệ, chuẩn bị tiếp đón Hạ Hạo đi tới. Không ở đây, vì lẽ đó bốn phía chúng bộ tộc không rõ ràng Hạ Hạo cùng Hồn Cung Thánh Tử quan hệ. Không phải vậy khẳng định một ánh mắt liền có thể nhìn ra Hạ Hạo thân phận không đơn giản. Ta nói, con này Hoàng Kim Bỉ Mông, ta 100 triệu đá hỗn độn mua lại, ngươi có ý kiến gì không? Hạ Hạo nhìn về phía Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ nói. Đồng thời, Hạ Hạo bên người băng đảng nhỏ thành viên cũng là từng cái nhìn Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ ánh mắt không quen. Này Ngân Nguyệt Lang tộc, thực lực cùng với chiếc Hồn Cung tương đương, là đệ 991 khu tam đại thống trị thế lực một trong. Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ, thực lực tiên thiên thần ma cảnh 8 tầng, cũng không có đột phá trước Hồn Cung Thánh Tử như thế. Loại này tiểu thái kê, Hạ Hạo một cước có thể đạp mấy vạn mét xa, căn bản đều không mang theo sợ. Được, rất tốt, các ngươi có gan, này Hoàng Kim Bỉ Mông, chúng ta không muốn. Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ ánh mắt lạnh như băng nói, tiểu tử, ra bán điểm, ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, Ngân Nguyệt Lang tộc trực tiếp rời đi bán điểm, đến đi ra bên ngoài, chờ đợi lên Hạ Hạo đến. Đầy tớ này thị trường bối cảnh rất mạnh mẽ, có người tôn trở lên tọa chấn, chính là hắn sau lưng chủng tộc không dám chọc. Vì lẽ đó hắn không dám ở bán điểm bên trong ra tay. Nhưng ra bán điểm, vậy thì không giống nhau. Muốn làm sao đến, dám đắc tội hắn, hôm nay Hạ Hạo nhất định ra không được Vạn Thánh Thành. Nghe hắn lời hung ác, Hạ Hạo cùng Hạ Hy, Hạ Tiểu Tiểu cười gằn lên. Vốn là bọn họ cũng đã quyết định lên bờ, sau đó tiến vào Vạn Tộc Thánh Viện, liền cẩn thận học tập, làm tốt đứa trẻ tốt. Thế nhưng luôn có người muốn hướng về các nàng trên lưỡi thương va, các nàng cũng là rất buồn phiền à. Chỉ có thể dưng dưng cường chi. 100 triệu đá hỗn độn, có so với vị đại nhân này càng cao hơn sao? Ngân Nguyệt Lang tộc rút đi, Bán Tiểu Thư trực tiếp tiếp tục nói. Ngân Nguyệt Lang tộc cùng Hạ Hạo tranh đấu, nàng một tiểu nhân vật quản không được, nàng chỉ cần đem này Hoàng Kim Bỉ Mông đánh ra đi, bắt được nàng trích phần trăm là được. 100 triệu đá hỗn độn, một lần. 100 triệu đá hỗn độn, hai lần. 100 triệu đá hỗn độn, ba lần. Thành giao, chúc mừng vị này cao quý đại nhân, đập xuống con này tù binh, giải quyết dứt khoát. Hoàng Kim Bỉ Mông bị Hạ Hạo đập xuống, ở tiền trả sau. Bốn phía các tộc cường giả cùng thiên kiêu bắt đầu ra bán điểm, chờ ở bên ngoài Hạ Hạo đi ra. Bọn họ rõ ràng, hôm nay Hạ Hạo cùng Ngân Nguyệt Lang tộc nhất định phải có một hồi tranh đấu. Hạ Hạo dám cùng Ngân Nguyệt Lang tộc như thế đối nghịch,
nếu là không có một điểm thực lực, bọn họ là không tin tưởng. Hôm nay, liền xem hai bên phía kia có thể thắng lợi, mà Hạ Hạo cũng không có lập tức liền đem Hoàng Kim Bỉ Mông mang ra bán. Trước tiên ở trong này, đem thương thế của hắn xử lý một chút lại nói. Bên ngoài tập hợp Ngân Nguyệt Lang tộc Tiểu Thái Kê, một lúc nữa đi ra ngoài dẫm chết cũng như thế. Lúc này Cơ Đan, sự chú ý tất cả đều tại đây đầu Hoàng Kim Bỉ Mông trên người, mua lại Hoàng Kim Bỉ Mông, bán chàng người liền đem phong ấn trung cực hàm nghĩa lao tù mở ra, đem Bỉ Mông phóng ra. Nhìn thấy con này Hoàng Kim Bỉ Mông, vẫn như cũ ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, không có bất kỳ sức sống. Cơ Đan nhìn về phía Hoàng Kim Bỉ Mông, âm thanh có chút run rẩy nói, ngươi, còn nhớ ta không? Đang khi nói chuyện, nàng cửu thiên huyền nữ huyết thống mở ra, từng đạo huyền nữ thần quang, lưu chuyển ở thân thể nàng quanh thân. Nhìn thấy Cơ Đan trên người bạo phát huyền nữ pháp tắc, con này Hoàng Kim Bỉ Mông, rốt cục trong mắt có một tia thần thái, không thể tin tưởng nói, ngươi là thánh tộc thánh nữ, Bỉ Mông bộ tộc, lao thẳng đến huyền nữ tộc xưng là thánh tộc. Đúng, đại nhân, nàng là chúng ta thánh tộc thánh nữ, trước bị Cơ Đan mua lại lão Behemoth, lúc này cũng âm thanh run rẩy giải thích, có thể gặp lại Bỉ Mông bộ tộc kẻ thống trị, hắn tự nhiên không kìm nén được tâm tình của chính mình. Thánh tộc thánh nữ, trời cao chung quy cho ta chúng ta một chút hy vọng, Hoàng Kim Bỉ Mông lệ nóng doanh trọng. Đúng, Lôi tộc, ta sẽ để bọn họ trả giá thật lớn. Cơ Đan nhìn về phía Hoàng Kim Bỉ Mông, hỏi, huyền nữ tộc bị đạp diệt sau, các ngươi đều thế nào rồi? Bỉ Mông bộ tộc còn có tộc nhân có ở đây không? Chết rồi, rất nhiều đều chết rồi. Lôi tộc quá mạnh mẽ, căn bản không có cách nào chống đối. Huyền nữ tộc bị đạp diệt sau, rất nhiều còn lại huyền nữ tộc nhân đều bị chụp tới Lôi tộc. Chúng ta Bỉ Mông bộ tộc, ngoại trừ chết trận, còn lại, cùng hắn bảo vệ chủng tộc như thế, bị xem là nô lệ, đấu giá được thiên hoang khu vực 10 cái đại lục mỗi người góc. Lão Bỉ Mông ngữ khí rung động, tràn ngập tuyệt vọng đồng thời, lại mang có vô tận lửa giận. Bỉ Mông bộ tộc cùng hắn sở hữu chủng tộc, đều bị xem là nô lệ, bán đến thiên hoang khu vực mỗi cái địa phương sao. Cơ Đan nghe vậy, hàm răng khẩn yếu, trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên. Lôi tộc, nàng sớm chậm một ngày, muốn để bọn họ toàn bộ trả giá thật lớn. Đúng đấy, Hoàng Kim Bỉ Mông hồi đáp, thánh nữ, ngươi nhất định phải ẩn nấp thật hành tung của chính mình, đừng bị phát hiện. Nếu là Lôi tộc biết ngươi còn sống sót, nhất định sẽ không giảng hòa, nhất định nghĩ biện pháp đưa ngươi tóm lại. Nhắc lên Lôi tộc, Hoàng Kim Bỉ Mông trong mắt đầy rẫy hoảng sợ, không có trực diện quá Lôi tộc người, nắm giữ không biết bọn họ khủng bố. Hơn nữa Lôi tộc sở dĩ xâm lấn huyền nữ tộc, chính là muốn nắm lấy huyền nữ tộc thánh nữ, thu được nàng sức mạnh trong cơ thể. Cơ Đan liếc mắt nhìn Hạ Hạo, Hạ Hạo đối với nàng gật gật đầu, Cơ Đan nở nụ cười, nói, bây giờ, ta đã không e ngại Lôi tộc, tiếp đó, ta sẽ để bọn họ, nợ máu trả bằng máu. Đúng đấy, đại nhân, bây giờ thánh nữ vị trí thế lực, đã hoàn toàn không e ngại Lôi tộc, Cơ Đan trước đập xuống lão Bỉ Mông nói. Khoảng thời gian này, hắn xem như là toàn bộ hành trình mắt thấy thiên môn mạnh mẽ, chủ nhân công công, thiên môn môn chủ, càng là đáng sợ nhân tôn cảnh, hỗn độn thế giới thiên đạo chúa tể, thiên môn, càng là có hơn 100 vị đạo tôn, mấy vạn đại đạo cảnh. Chủ nhân vị hôn phu Hạ Hạo sau lưng, có nhân tôn cảnh tọa chấn, hoàn toàn có thể chống đỡ chịu đựng Lôi tộc, thậm chí, diệt bọn hắn. Nghe vậy, Hoàng Kim Bỉ Mông trong mắt lộ ra hy vọng ánh sáng, thánh nữ bây giờ đã phát triển đến không sợ Lôi tộc mức độ sao. Hoàng Kim Bỉ Mông nhìn về phía Hạ Hạo, thánh nữ chuyển thế không bao lâu, dựa vào bản thân nàng, nhất định không thể trưởng thành nhanh như vậy. Tôi có khả năng, chính là Hạ Hạo bên người nàng. Cảm tạ đại nhân cùng thánh nữ ban ta sống lại, Hoàng Kim Bỉ Mông R.A.K.E. đem thể chết theo đại nhân, thánh nữ. Hoàng Kim Bỉ Mông nhìn về phía Hạ Hạo cùng Cơ Đan nói, hắn vốn là cho rằng, bị xem là nô lệ bán, đón lấy năm tháng, đem không cách nào lại vươn mình, không nghĩ đến, hắn lần này, trực tiếp cá vượt Long Môn, đi tới nhân sinh đỉnh cao, bị thánh nữ cùng Hạ Hạo mua lại. Nếu là thánh nữ bên người lão Bỉ Mông nói chính là thật sự, cái kia Hạ Hạo sau lưng, chính là có thể chống lại nhân tôn cảnh cường giả tồn tại. Hoàng Kim Bỉ Mông hắn người này là khá là hàm hậu thành thật, nhưng không phải ngốc, theo Hạ Hạo cường giả như vậy, cho dù là một vị nô bộc, cũng là phi thường có tiền đồ. Vì lẽ đó hắn nhất thời cảm giác, hắn Hoàng Kim Bỉ Mông nhân sinh đỉnh cao muốn tới, không nghĩ tới bị bán, hắn nhưng có thể mặt khác thu được như vậy một cái cơ hội một bước lên trời. Hạ Hạo gật gù, lấy ra một viên đạo tôn chữa thương sử dụng đan dược, cho Hoàng Kim Bỉ Mông, ra hiệu để chính hắn ăn vào chữa thương. Trong cơ thể hắn có thiên phạt lực lượng, khá mạnh, đạo tôn cảnh cường giả, có thể hóa giải đi. Có điều hiện nay, hắn hộ đạo giả hai vị hồn cung đạo tôn tầng 4, trong bóng tối, không tiện ra tay. Vì lẽ đó hắn trực tiếp cho cái này đạo tôn đan dược chữa trị vết thương. Này đạo tôn đan dược chữa trị vết thương, chẳng những có thể chữa thương, còn có thể chữa trị đại đạo căn cơ, là vô giá bảo vật.
Có điều bây giờ thiên môn đạo tôn cảnh cường giả không ít, có thể chế tác loại đan dược này cũng có, vì lẽ đó không phải rất thiếu. Thế nhưng ở bên ngoài, sợ là muốn nhấc lên sóng lớn mênh mông. Quả không phải vậy, nhìn thấy Hạ Hạo lấy ra một viên đạo tôn đan cho Hoàng Kim Bỉ Mông chữa thương. Một bên, một vị không hề rời đi đại đạo cảnh ông lão mở miệng nói, viên thuốc này tựa hồ là trong truyền thuyết đạo tôn Thánh Nguyên Đan, dùng một viên. Cho dù là đại đạo cảnh cường giả bị đánh cho chỉ còn dư lại nửa cái mạng, vẫn như cũ có thể cứu lại đến, hơn nữa còn có thể không lưu lại di chứng về sau. Thân thể cùng thần hồn thương thế đều có thể cứu, hơn nữa còn có thể chữa trị căn cơ, để người bị thương khôi phục nguyên bản tu vi, giải trừ trong cơ thể tất cả đại đạo pháp tắc sức mạnh. Trời ạ, đạo tôn Thánh Nguyên Đan, liền như thế lấy ra, bốn phía người, khiếp sợ đồng thời, ước ao đến độ sắp khóc. Nếu là trước Hạ Hạo tùy ý bỏ ra 100 triệu đá hỗn độn, mua lại Hoàng Kim Bỉ Mông. Bốn phía người chẳng qua là cảm thấy Hoàng Kim Bỉ Mông chó ngáp phải rồi, có thể bị Hạ Hạo cái này cường hào mua lại. Mà hiện tại, bọn họ chính là thật sự cảm thấy thôi, thật Hoàng Kim Bỉ Mông, đúng là vận khí nghịch thiên rồi, leo lên Hạ Hạo như vậy một vị đại lão. Đạo tôn Thánh Nguyên Đan, giá này chị, liền hoàn toàn không phải đá hỗn độn có thể so với. Có thể chữa thật đại đạo cảnh cường giả bất luận thân thể cùng thần hồn thương thế đan dược, đồng thời còn có thể chữa trị đại đạo căn cơ, giải trừ trong cơ thể mặt trái pháp tắc sức mạnh, khôi phục nguyên bản tu vi. Đây tuyệt đối là mỗi một vị đại đạo cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ thứ tốt. Viên thuốc này thì tương đương với để bọn họ có bao nhiêu một cái mạng, để bọn họ hoa bao nhiêu đánh đổi đi mua bọn họ khẳng định đều đồng ý. Không nghĩ tới, Hạ Hạo liền như vậy cho Hoàng Kim Bỉ Mông. Đan dược này nếu là Hoàng Kim Bỉ Mông ăn vào, phỏng chừng không tốn thời gian dài, hắn liền có thể khôi phục như cũ tu vi, thậm chí tiến thêm một bước. Hoàng Kim Bỉ Mông tự nhiên cũng nhìn ra rồi viên thuốc này quý giá tính, lập tức muốn chối từ. Đạo tôn Thánh Nguyên Đan chính là năm đó huyền nữ tộc, cũng không có bao nhiêu. Ở tại bọn hắn Bỉ Mông bộ tộc, chính là chấn tộc thánh dược tồn tại. Hắn thành tựu Bỉ Mông bộ tộc nguyên lão một trong, tự nhiên biết quý giá tính, vì lẽ đó không dám thu. Đồng thời nội tâm cũng lại lần nữa bị Hạ Hạo khủng bố tài lực chấn động đến. Mà một bên lão Bỉ Mông nhưng là nói, đại nhân đưa đồ vật, cầm là tốt rồi, không cần chậm lại. Khoảng thời gian này, theo Hạ Hạo làm không ít đại sự, biết thiên môn tình huống, vì lẽ đó lão Bỉ Mông rõ ràng, đan dược này, đối với Hạ Hạo tới nói, không tính là gì. Có thể để Hoàng Kim Bỉ Mông khôi phục nửa bước đạo tôn cảnh thực lực, tuyệt đối là chuyện tốt. Nói không chắc, còn có thể mang theo hắn đem Bỉ Mông bộ tộc còn lại sống sót tộc nhân, toàn bộ mua về, một lần nữa mang đến Bỉ Mông bộ tộc, theo thánh nữ, đi về phía huy hoàng. Ăn vào đi, không cần chậm lại, Cơ Đan cũng nói. Được lão Bỉ Mông nhắc nhở, cùng với Cơ Đan lời nói, Hoàng Kim Bỉ Mông chỉ có thể đem đan dược tiếp nhận, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Trong lòng hắn hạ quyết định, sau đó hắn rồi AKE cái mạng này, chính là đại nhân cùng thánh nữ. Hắn đồng ý vì là hai người chịu chết. Hoàng Kim Bỉ Mông dùng đan dược sau, thương thế khôi phục nhanh chóng, tựa hồ đang trong lòng thần phục với Hạ Hạo. Để hắn cũng thu được một phần nhỏ hỗn độn thế giới thiên môn số mệnh lực lượng phản bù, để hắn cảnh giới tăng lên một tầng, đến đạo tôn cảnh một tầng. Đồng thời trong cơ thể bị lôi tộc thiên phạt tạo thành ám thương cũng được chữa trị. Hoàng Kim Bỉ Mông đối với Hạ Hạo vô cùng cảm kích lên, ở trong lòng âm thầm thề, nên vì Hạ Hạo quên mình phục vụ. Bốn phía các tộc vô cùng ước ao nhìn Hoàng Kim Bỉ Mông biến hóa, sau đó nhìn về phía Hạ Hạo, ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Bọn họ phảng phất đang nói, đại lão, ngươi còn thiếu hướng về tiểu đệ không? Không, ngươi còn thiếu người hầu không? Bọn họ có thể. Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng, Hạ Hạo bối cảnh không đơn giản, rồi ạ có thể lấy ra đạo tôn Thánh Nguyên Đan người, sau lưng bối cảnh, có thể đơn giản, khẳng định là có cường đại đạo tôn tọa chấn. Hơn nữa hiện tại, Hạ Hạo bên người còn nhiều một đầu sức chiến đấu cực cường đạo tôn cảnh Hoàng Kim Bỉ Mông. Bên ngoài chờ đợi tìm Hạ Hạo phiền phức Ngân Nguyệt Lang tộc, sợ là phải có phiền toái lớn. Mà Hạ Hạo nhìn thấy Hoàng Kim Bỉ Mông dĩ nhiên đột phá đến đạo tôn cảnh, cũng là có một tia kinh hỉ. Nhiều một đầu đạo tôn cảnh Hoàng Kim Bỉ Mông ở bên người làm tay chân, nhưng là không sai. Mà lúc này, ngoại giới, bán điểm ở ngoài, Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ mang theo khí thế hùng hổ, tập hợp ở nơi này. Hôm nay, ai cũng không có thể ngăn cản hắn diệt Hạ Hạo ở 991 khu giám cùng bọn họ Ngân Nguyệt Lang tộc làm người thích hợp, nhất định phải chết. Mà lúc này, Hạ Hạo mang theo thu nhỏ lại đến thành nhân thân cao Hoàng Kim Bỉ Mông, vừa vặn từ bán điểm ra đến. Vừa ra tới, liền bị Ngân Nguyệt Lang tộc các cao thủ bao vây lên. Dám ở đệ 991 khu cùng ta Ngân Nguyệt Lang tộc đối nghịch là các ngươi quyết định sai lầm nhất. Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ mở miệng nói, hôm nay ai tới cũng cứu không được các ngươi, còn có các ngươi thế lực sau lưng cũng đem bị ta Ngân Nguyệt Lang tộc đạp diệt. Phía trước Hạ Hạo ánh mắt híp lại, còn chưa hành động, một bên Hạ Hy liền nhẫn không được
nhìn về phía một bên cổ hùng, nói, ngươi đi đi, thực sự không chịu được đàn sói này trang bức dạng, giải quyết hắn. Vâng, thiếu chủ, cổ hùng tuân lệnh, nắm đại lưỡi búa to, ánh mắt lạnh lùng đạp bước đi ra. Muốn chết, Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ quay về bên cạnh hắn một vị nửa bước đại đạo cảnh Ngân Nguyệt Lang tộc cường giả nói, ngươi đi, diệt bọn hắn. Vâng, thiếu chủ, vị kia nửa bước đại đạo cảnh tuân lệnh, khí thế bạo phát, nhìn về phía cổ hùng. Cổ hùng hư lạnh, mà bốn phía, theo Hạ Hạo sau khi từ bán điểm ra đến bộ tộc, nhìn thấy Hạ Hạo ban tặng hoàng kim bỉ mông đan dược, để hắn đột phá đạo tôn cảnh, theo cười gằn lên. Này Ngân Nguyệt Lang tộc nửa bước đại đạo cảnh cường giả, là không biết bây giờ Hạ Hạo bên người hoàng kim bỉ mông thực lực, nếu là biết, nhất định không dám làm như vậy rồi. Ngày hôm nay, có trò hay nhìn, Ngân Nguyệt Lang tộc ngang ngược quen rồi, hôm nay có thể nhìn thấy bọn họ đá đến tấm sắt, cũng là rất thoải mái sự. Vì lẽ đó, rất nhiều bộ tộc đều không có cố ý đi nói cho Ngân Nguyệt Lang tộc chân tướng. Chỉ có một cái bình thường cùng Ngân Nguyệt Lang tộc tốt hơn bộ tộc, đi đến ám chỉ một hồi Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ. Ra hiệu để hắn trước hết để cho người lui ra đến, đừng đi cùng Hạ Hạo ngạnh cương, bọn họ không phải Hạ Hạo đám người kia đối thủ. Hắn biết, Ngân Nguyệt Lang tộc ở đệ 991 khu là uy vọng rất cao tồn tại, rất coi trọng mặt mũi. Vì lẽ đó dưới con mắt, hắn cũng không thể liền như thế ở trước mặt đem hắn bọn họ không phải Hạ Hạo đối thủ sự nói ra nhắc nhở hắn. Chỉ có thể ám chỉ hắn, hy vọng hắn có thể hiểu. Đáng tiếc, Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ hiển nhiên không có lý giải ý của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn vị này nhắc nhở hắn bộ tộc cường giả một ánh mắt, không nhịn được nói, không cần khuyên ta, ngày hôm nay ai cũng ngăn cản không được bộ tộc ta diệt bọn hắn. Hắn nói, nhìn về phía vị kia Ngân Nguyệt Lang tộc nửa bước đại đạo cảnh, trực tiếp động thủ. Tuân mệnh, vị kia nửa bước đại đạo cảnh tuân lệnh, lập tức liền trực tiếp bạo phát tu vi, uy thế khí thế hùng hổ hướng về cổ hùng trấn áp tới. Ai? Sau mới biết Hạ Hạo thế lực, muốn khuyên bảo Ngân Nguyệt Lang tộc vị cường giả kia thở dài, hảo ngôn, quả nhiên không khuyên nổi muốn chết quỷ a. Nhìn thấy bốn phía người vẻ khinh bỉ cùng với chờ chế giễu ánh mắt, Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ trong lòng hừ lạnh một tiếng, thật sự coi hắn là kẻ ngu si. Bán điểm bên trong, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đầu kia hoàng kim bỉ mông trực tiếp khôi phục đạo tôn cảnh một tầng tu vi, hắn làm sao có khả năng không biết. Ngược lại, hắn biết đến chi tiết nhỏ, so với người khác càng nhiều. Vậy thì là, hắn cảm nhận được chiếc cơ đan vì hướng về hoàng kim bỉ mông chứng minh thân phận, tỏa ra cái kia một đạo huyền nữ khí tức. Đây là huyền nữ tộc Dư Nguyệt. Hắn vị trí Ngân Nguyệt Lang tộc, thân phục với Thiểm Điện Lang tộc. Thiểm Điện Lang tộc là lôi tộc dưới trướng mạnh mẽ bảo vệ bộ tộc một trong. Bọn họ bản thân thì có lôi tộc truyền đạt lùng bắt huyền nữ tộc chuyển thế thánh nữ tam tích. Bây giờ cơ đan bùng nổ ra khí tức, trực tiếp để hắn hoài nghi. Có điều hắn không có biểu hiện ra, mà là trong bóng tối thông báo Thiểm Điện Lang tộc người. Vừa vặn, Thiểm Điện Lang tộc cũng có một phần thiên kiêu bị phái tới Vạn Thánh Thành chuẩn bị tham gia Vạn Tộc Thánh Viện chiêu sinh. Bên cạnh bọn họ, nhưng là theo đạo tôn cảnh hộ đạo giả. Hiện tại hắn trước tiên giả vờ không biết Hạ Hạo thân phận, phái bên người một vị nửa bước đại đạo cảnh đi làm con cờ thí, để Hạ Hạo giết. Kéo dài một chút thời gian, chờ một lát, Thiểm Điện Lang tộc người đến rồi, chính là Hạ Hạo mọi người giờ chết. Hạ Hạo tuyệt đối chống lại không được Thiểm Điện Lang tộc. Dù sao, Thiểm Điện Lang tộc nhưng là có nửa bước nhân tôn cảnh, hơn 10 vị đạo tôn cảnh tọa trấn bộ tộc. Hôm nay, các ngươi sẽ hiểu, cùng ta Ngân Nguyệt Lang tộc đối nghịch đánh đổi là cái gì. Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ tiếp tục cố ý nói rằng, mà phía trước, vị kia bị hắn phái ra đi Ngân Nguyệt Lang tộc nửa bước đại đạo cảnh, bỗng nhiên vung lên móng vuốt sói, hướng về cổ hùng xé rách mà đi. Không biết trời cao đất rộng, xem phủ, cổ hùng đại đạo cảnh tầng 2 khí thế bạo phát, khủng bố đại đạo pháp tắc cùng tạo hóa lực lượng vờn quanh, bỗng nhiên một búa bổ ra, nhất thời. Nô lệ thị trường bên trong, tất cả mọi người đều chỉ kịp nhìn thấy một đạo chói mắt đến mức tận cùng đại đạo pháp tắc ánh búa, tự cổ hùng trong tay bổ ra. Vệt ánh búa kia vẫn như cũ chỉ là tùy ý một búa, thế nhưng bốn phía các tộc cường giả cảm thấy thôi, chính là đại đạo cảnh tầng 2 đỉnh cao. Cũng đến bị một búa trực tiếp đánh chết, ầm, móng vuốt sói cùng rìu va chạm, đại đạo pháp tắc đan dệt. Cái kia móng vuốt sói trong nháy mắt bị chém đứt, Ngân Nguyệt Lang tộc nửa bước đại đạo cảnh, thậm chí đều còn đến không kịp thu chảo phản ứng, liền bị này một búa trực tiếp phách đến bay ngược ra ngoài. Ở bay ngược trong quá trình, hắn thân thể cũng trực tiếp bị ánh búa trực tiếp đánh giết đánh nứt trở thành mảnh vỡ, rải rác đến đường phố các nơi, tại chỗ tử vong. Cổ hùng, tay cầm búa lớn, đứng ở Hạ Hạo bên người, trong mắt sát ý bắn mạnh hướng về phía trước Ngân Nguyệt Lang tộc đội ngũ, thô bạo khí thế, so sánh tàn bạo gọi Ngân Nguyệt Lang tộc, mạnh hơn mấy phần. Thời khắc này hắn phảng phất hóa thân thành một đầu hình người thái cổ hung thú. Thời khắc này, ở đây các tộc mới lại một lần biết rồi Hạ Hạo thực lực. Chính là bên người một cái người theo đuổi,
đều có đại đạo cảnh tầng 2, cái kia Hạ Hạo chẳng phải là càng mạnh hơn. Còn có hắn sau lưng hộ đạo giả, chẳng phải là đạo tôn cảnh cất bước. Mấy cái chi chuẩn bị trước đi khuyên can Ngân Nguyệt Lang tộc bộ tộc kinh hãi, đồng thời vừa bất đắc dĩ, tâm nói để cho các ngươi không đi không phải không nghe, hiện đang tinh tướng thất bại đi. Mà Ngân Nguyệt Lang tộc đội ngũ như là vô cùng khiếp sợ, bọn họ không nghĩ đến Hạ Hạo dĩ nhiên thật sự dám đối với bọn họ Ngân Nguyệt Lang tộc ra tay. Bọn họ không sợ chết sao? Cùng Ngân Nguyệt Lang tộc đối nghịch vẫn là ở 991 khu, thật sự càn rỡ đến không giới hạn a. Sau đó hiện tại cũng chỉ có Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ bình tĩnh nhất. Hạ Hạo thực lực xác thực ra ngoài dự liệu của hắn, bất quá vấn đề không lớn, bởi vì phòng trừng hiện tại lập tức Thiểm Điện Lang tộc cường giả liền muốn đến. Đến lúc đó phát hiện Hạ Hạo bên người theo là chuyển thế huyền nữ tộc thánh nữ, chỉ sợ cũng là Hạ Hạo giờ chết đi. Hiện trường bầu không khí nghiêm nghị lên, bốn phía các tộc cũng không nghĩ đến Hạ Hạo dám để cho cổ hùng trực tiếp hạ sát thủ. Vậy cũng là Ngân Nguyệt Lang tộc, sau lưng đứng Thiểm Điện Lang tộc, có thể nói bối cảnh so với Hồn Cung hàng ngũ đều cường đại hơn. Bọn họ cho rằng chính là Hạ Hạo sẽ chỉ làm cổ hùng giáo huấn bọn họ một hồi, không nghĩ đến nhưng là trực tiếp hạ sát thủ. Mà lúc này, trong đường phố, Thiểm Điện Lang tộc thiên kiêu đội ngũ bước nhanh đạp bước tiến lên. Đầu lĩnh chính là Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ. Chịu đến Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ thông báo, bọn họ liền chạy tới đầu tiên. Như đúng là huyền nữ tộc thánh nữ chuyển thế bị bọn họ phát hiện, đồng thời nắm lấy, vậy thì lập đại công, tiến vào nô lệ thị trường. Nhìn thấy ở đây một chỗ Ngân Nguyệt Lang tộc thi thể cho cặn, Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ ánh mắt híp lại, nhìn phía một bên Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ, huyền nữ tộc chuyển thế ở nơi nào. Về thiếu chủ, chính là Hoàng Kim Bỉ Mông bên người thiếu nữ. Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ nhất thời ánh mắt băng lạnh nhìn về phía cơ đan. Tiếp đó, đem hắn mới vừa cảm nhận được huyền nữ khí tức, cùng với cơ đan mạnh mẽ hơn mua lại Hoàng Kim Bỉ Mông sự tình đạo đi ra. Nếu không là huyền nữ tộc thánh nữ, gặp dùng lớn như vậy giá tiền, vượt qua giá thị trường 5 lần đi mua con này chớt nhanh Hoàng Kim Bỉ Mông, còn dùng to lớn đánh đổi chữa khỏi hắn, quỷ đều không tin. Hiện tại Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ đến, hắn cũng không uổng. Đồng thời, hắn đem một tấm lệnh bài bóp nát, trong bóng tối thông báo bọn họ Ngân Nguyệt Lang tộc lão tổ đến đây. Lão tổ chính là đạo tôn cảnh cường giả, nếu như có thể trợ giúp Thiểm Điện Lang tộc bắt được huyền nữ tộc thánh nữ, lôi tộc ban thưởng xuống đến cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Nghe xong Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ giảng giải sau, Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ nhìn phía Hạ Hạo đoàn người, ánh mắt rơi vào cơ đan trên người. Rất tốt, chỉ cần có cái này suy đoán, hôm nay bất kể là không phải huyền nữ tộc thánh nữ, cơ đan bọn họ khẳng định là muốn dẫn đi rồi. Cho tới Hạ Hạo trực tiếp giết, dám che chở huyền nữ tộc thánh nữ, nhất định phải chết. Trong lúc nhất thời, trong không khí sát khí tức phảng phất đều muốn ngưng tụ trở thành thực chất đến, như trước bão táp yên tĩnh bình thường, một hồi giao chiến sắp đến. Ngươi cũng biết, bên cạnh ngươi chính là huyền nữ tộc thánh nữ, Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ nhìn về phía Hạ Hạo nói. Hả? Sau đó thì sao? Hạ Hạo hoàn toàn không thèm để ý hồi đáp. Sau đó, ha ha, Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ nở nụ cười, cười đến rất tàn nhẫn. Hắn bị Hạ Hạo này thái độ thờ ơ, triệt để chọc cười vui vẻ. Càn rỡ người hắn từng thấy, có thể cái kia đều là một ít mạnh mẽ bộ tộc mới có tư cách. So với như nhân tộc bên trong nắm giữ nhân tôn cảnh tọa chấn, dám cùng lôi tộc đối kháng đám nhân tộc này thế lực người, mới dám như thế càn rỡ. Mà Hạ Hạo loại này, hắn lần thứ nhất thấy, thu nhận giúp đỡ huyền nữ tộc thánh nữ, vẫn như thế không đáng kể. Xem ra hắn là không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Đã như vậy, hôm nay liền để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo huấn đi. Ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng cùng vô tri trả giá thật lớn, có chút bộ tộc là ngươi cả đời cũng không trêu chọc nổi. Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ nhìn về phía Hạ Hạo. Há, vậy ngươi đến thử xem. Hạ Hạo hừ lạnh, trực tiếp đứng dậy, phất tay để cổ hùng lui về phía sau, đạp bước chậm rãi tới. Thật sự quá phiền, hắn thật sự đều muốn lên bờ, nhưng những này người làm sao chính là muốn tới khiêu khích hắn đây. Hắn thật sự không nghĩ tới có thể đi tới một cái Ngân Nguyệt Lang tộc, hiện tại lại tới nữa rồi một cái Thiểm Điện Lang tộc. Hôm nay nhất định lại muốn thu hoạch tràn đầy. Ai, nghiệp vụ nhiều buồn phiền nha, không biết mùi vị, chớt đến nơi rồi vẫn như thế cản rỡ. Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ lại lần nữa bị tức nở nụ cười. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như thế ngông cuồng người, lại muốn trực tiếp ra tay với hắn. Nhất thời khí thế của hắn bạo phát, hỗn độn thần ma oai tràn ngập. Hắn Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ, hỗn độn thần ma cảnh tu vi, hôm nay liền muốn diệt Hạ Hạo đoàn người, sau đó mang đi cơ đan. Mà Hạ Hạo sau lưng Hạ Hy cùng Hạ Tiểu Tiểu, Lâm Hỏa Nhi ánh mắt lại xuất hiện, loại kia mới vừa xem Ngân Nguyệt Lang tộc loại kia xâm lược tính ánh mắt. Bốn phía các tộc cường giả nhất thời dùng mình một cái. Hạ Hạo cũng không phải là muốn xem đối phó Ngân Nguyệt Lang tộc như thế, đối phó Thiểm Điện Lang tộc đi.
có khả năng a, bởi vì Hạ Hạo lúc này cũng là một loại xem ánh mắt của con mồi, khá lắm, ngông cuồng, động thủ, diệt bọn hắn. Thiểm điện lang tộc thiếu chủ quay về phía sau một đám thiểm điện lang tộc cường giả nói, mà hắn vừa ra tay, chính là đại đạo lực lượng khuếch tán, hỗn độn lực lượng pháp tắc trải rộng, cả người tràn ngập sát khí, hướng về Hạ Hạo đánh tới. Dưới cái nhìn của hắn, cổ hung chờ người theo đuổi, hẳn là tương tự với hộ đạo giả một loại, vì lẽ đó thực lực mạnh, nhưng Hạ Hạo thành tựu thiên kiêu, hẳn là không hắn cường. Sau đó, phía trước Hạ Hạo, như là cười gằn, ta một ngón tay, liền có thể bóp chết ngươi. Thiểm điện lang tộc thiếu chủ nghe vậy, hoàn toàn bị làm tức giận lửa giận, đạp bước mà ra, gầm hét lên. Các ngươi đi ngăn trở người khác, đồng thời vây quanh người này, phòng ngừa hắn chạy trốn, ta muốn đích thân giết hắn. Hắn nhìn về phía Hạ Hạo, khí thế toàn mở, tia chớp thể mở ra, vô tận tia chớp hạ xuống, ngoại giới giữa bầu trời, từng cái sấm sét ánh sáng, bao phủ ở thân thể hắn bốn phía. Tia chớp thể, thiểm điện lang tộc thiếu chủ nhất định phải có thể chất. Đây là trở thành thiểm điện lang tộc đời kế tiếp người thừa kế then chốt, tia chớp thể mở ra trạng thái, có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ. Hắn vốn là có hỗn độn thần ma cảnh tu vi, tia chớp thể mở ra dưới, càng là không bình thường. Tia chớp thể mở ra, tuy rằng có thể có mạnh mẽ chém giết năng lực, thế nhưng chung quy đến không được đại đạo cảnh cấp độ, thiểm điện lang tộc thiếu chủ thua chắc rồi. Đúng đấy, hắn hầu như không thể thắng, thế nhưng này không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là thiểm điện lang tộc đội ngũ đến. Nhất định ẩn giấu đến có đạo tôn cảnh hộ đạo giả tùy tùng, nếu là thiểm điện lang tộc thiếu chủ thua, không làm được bọn họ hộ đạo giả gặp âm thầm ra tay, đến thời điểm liền phiền phức. Đúng đấy, hy vọng đừng nghịch quá to lớn mới là, không phải vậy hôm nay không dễ kết thúc. Nô lệ trong thị trường, rất nhiều đệ 991 khu chủng tộc cường giả nghị luận. Bọn họ cảm thấy thôi, cổ hùng đều mạnh như vậy, Hạ Hạo khẳng định không yếu, chí ít sẽ không so với thiểm điện lang tộc thiếu chủ nhược. Thiểm điện lang tộc thiếu chủ thua rất bình thường. Nhưng bọn họ hy vọng Hạ Hạo vẫn là đừng hạ sát thủ cho thỏa đáng. Dù sao thiểm điện lang tộc thiếu chủ cùng vừa nãy vị kia ngân nguyệt lang tộc thiếu chủ thân phận không giống, giết ngân nguyệt lang tộc thiếu chủ không có gì. Bởi vì ngân nguyệt lang tộc mạnh nhất lão tổ cũng là đạo tôn cảnh tầng 3. Nhưng thiểm điện lang tộc có thể không giống nhau, nắm giữ nhân tôn cảnh tọa chấn, sau lưng còn có lôi tộc. Nếu là Hạ Hạo giết chết bọn hắn thiểm điện lang tộc ít, thiểm điện lang tộc những đạo tôn đó nhất định phải diệt Hạ Hạo cùng với Hạ Hạo thế lực sau lưng. Vì là thiểm điện lang tộc thiếu chủ báo thù, mà thiểm điện lang tộc thiếu chủ nhưng là cảm thấy thôi, Hạ Hạo không phải đối thủ của hắn, coi như Hạ Hạo mạnh hơn hắn, hắn cảm thấy thôi, Hạ Hạo khẳng định cũng không dám đối với hắn hạ sát thủ. Dù sao hắn sau lưng có thiểm điện lang tộc chỗ dựa, đáng tiếc, hắn hôm nay muốn sai rồi. Hắn gặp phải Hạ Hạo ở bây giờ hạ hâm thả khẩu, để bọn họ gặp phải lôi tộc đừng khách khí lúc. Nay thiểm điện lang tộc, bọn họ trực tiếp là muốn búa liền nện a. Dù sao bọn họ vốn là vừa sinh ra, liền bị Hạ Hâm vợ chồng cùng Phúc Bá nâng niu. Không sợ trời không sợ đất chủ, ở Hạ Hạo trong tiềm thức, sẽ không có túng hai chữ này, hiện tại cha đều là tôn nhân. Còn không dám giết một mình ngươi nho nhỏ thiểm điện lang tộc thiếu chủ sao. Phải biết, Hạ Hạo lúc này, như là mang đến hai vị hồn cung đạo tôn cảnh tầng 4 hộ đạo giả. Có hai vị này ở, hôm nay an toàn khẳng định không thành vấn đề. Có thể chống đối đến già cha đến cứu bọn họ. Đến thời điểm, đem cha hắn chọc điên, có thể trực tiếp dẫn bọn họ giết đi thiểm điện lang tộc cũng có khả năng. Thiểm điện lang tộc thiếu chủ không biết, hôm nay chính là bọn họ thiểm điện lang tộc ác mộng bắt đầu. Hạ Hạo đạp bước mà ra, tự thân tu vi bạo phát, đại đạo cảnh trung giai, hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Nhìn Hạ Hạo thân thể bạo phát đại đạo cảnh trung giai tu vi, bốn phía các tộc cường giả cùng thiên kiêu, trực tiếp bị chấn động đến. Quả nhiên, Hạ Hạo quả nhiên cũng là đại đạo cảnh. Hơn nữa còn là đại đạo cảnh trung giai. Này cỗ khí thế kinh khủng, hiển nhiên so với bình thường đại đạo cảnh trung giai còn muốn cường. Mà phía trước thiểm điện lang tộc thiếu chủ, nhìn thấy Hạ Hạo bùng nổ ra đại đạo cảnh trung giai tu vi, tràn ngập không thể tin tưởng. Trong lòng hắn có chút hoảng rồi. Làm sao có khả năng, Hạ Hạo làm sao có khả năng là đại đạo cảnh trung giai? Ngoại trừ loài người những người nắm giữ người tôn đỉnh cao, thậm chí địa tôn trở lên thế lực. Ở 991 khu loại này man hoang cằn cỗi khu vực, làm sao có khả năng có thế lực có thể nuôi dưỡng được đến đại đạo cảnh trung giai thiên kiêu? Hắn không tin, đây là giả. Hắn tiếp tục ấp ủ lên tia chớp thể tia chớp pháp tắc, hướng về Hạ Hạo hư không đạp bước mà đi. Mà Hạ Hạo, ở bùng nổ ra khí thế sau, thiên đế thể mở ra, nhất thời khí thế của nàng lại lần nữa khủng bố tăng lên lên. Đồng thời, thiên đế bóng mờ xuất hiện ở Hạ Hạo sau lưng. Hạ Hạo chỉ tay dò ra, không có bất kỳ hoa hòe hoa sói đồ vật triển khai, chỉ là chỉ cần chỉ tay. Chỉ một thoáng, bốn phía bàng bạc đại đạo pháp tắc trong nháy mắt nội liễm lên, hướng về Hạ Hạo chỉ tay hội tụ mà đi.
là một ngón tay nghiền ép hắn, liền một ngón tay. Tia chớp liệt thiên chảo, chấn, nhìn thấy Hạ Hạo trên ngón tay truyền đến khủng bố đại đạo lực lượng pháp tắc, Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ hét lớn một tiếng, đem bốn phía hội tụ tia chớp lực lượng hóa thành một đạo liệt thiên chảo, hướng về Hạ Hạo xé rách mà đi. Tia chớp liệt thiên chảo, Thiểm Điện Lang tộc bên trong mang theo tia chớp đại đạo lực lượng thần thông, là một vị đạo tôn cảnh đỉnh cao lão tổ sáng chế, có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Trong nháy mắt, nô lệ thị trường bên trong, một đạo do tia chớp pháp tắc ngưng tụ mà thành to lớn móng vuốt sói, mang theo đại đạo oai cùng tiêu diệt đi lực, hướng về Hạ Hạo giết đi. Mà Hạ Hạo chỉ là nhẹ nhàng chỉ tay dò ra, một đạo mang theo khủng bố hủy diệt đại đạo pháp tắc chỉ quang, trong nháy mắt giết hướng về Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ. Cái kia khổng lồ tia chớp móng vuốt sói, ở đụng tới này chỉ tay trong nháy mắt, liền bị trực tiếp phá tan, hủy diệt. Này chỉ tay, quanh quẩn tịch diệt lực lượng pháp tắc, trực tiếp giết hướng về Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ. Không tốt, Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ kinh hãi, nhìn này chỉ tay, hắn nhất thời cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ vội vàng đem tia chớp thể vận chuyển tới cực hạn, điều động trong cơ thể đại đạo lực lượng, hướng về sau lùi lại lùi. Đồng thời, hắn sợ hãi hô lớn, kính xin Lang Tôn ra tay. Hắn đã hiểu được, Hạ Hạo đúng là đại đạo cảnh trung giai, không phải hắn có thể chống lại. Đáng tiếc, hắn lui về phía sau tốc độ, không có Hạ Hạo chỉ tay tốc độ nhanh, nhìn từ từ tới gần chỉ tay, Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ tràn ngập sợ hãi vô ngần. Nếu là hộ đạo Lang Tôn còn chưa kịp lúc ra tay, hắn sẽ chết tại đây chỉ tay dưới. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Theo Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ đạo tôn cảnh hộ đạo Lang Tôn ra tay rồi. Vị kia đạo tôn cảnh phất tay, một tia chớp móng vuốt sói liệt không, trực tiếp phá tan hiểu rõ Hạ Hạo chỉ tay. Mà phía sau, đến đạo tôn cảnh Hoàng Kim Bỉ Mông quay về cơ đan cùng Hạ Hạo nói, thánh nữ, đại nhân, để Rake ra tay đi, Rake muốn báo thủ. Nay Thiểm Điện Lang tộc hộ đạo giả đạo tôn chỉ là đạo tôn cảnh một tầng, cùng hắn tương đương, hắn thành tựu Bỉ Mông bộ tộc, lục chiến chi vương, hơn nữa còn là Bỉ Mông bộ tộc bên trong Hoàng Kim Bỉ Mông, cho tới nay chịu đến hãm hại, hôm nay hắn muốn thông qua một trận chiến đến rửa sạch nhục nhã. Được, Hạ Hạo gật gù. Ngược lại trong bóng tối còn có hồn cung hai vị đạo tôn cảnh trung giai trong bóng tối bảo vệ, để Rake đi vào, chính mình trước tiên báo thù một hồi cũng tốt. Mà lúc này, phía trước mới vừa cứu Thiểm Điện Lang tộc hộ đạo giả, lúc này ánh mắt lạnh lạnh nhìn Hạ Hạo, tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi, ta thừa nhận các ngươi bối cảnh không đơn giản, nhưng muốn đối phó ta Thiểm Điện Lang tộc còn chưa đủ. Thiểm Điện Lang tộc hộ đạo giả hừ lạnh nói, dám đối với ta Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ động sát tâm, hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Hắn lời nói đến mức tàn nhẫn, nhưng không có lập tức ra tay với Hạ Hạo. Hắn không phải người ngu, Hạ Hạo vừa nãy cái kia một kiếm đã bộc lộ ra Hạ Hạo gốc gác tuyệt không đơn giản. Hắn không dám khẳng định Hạ Hạo sau lưng có hay không mạnh mẽ hộ đạo giả theo tới, nếu là tùy tiện dưới làm quyết định, không phải cử chỉ sáng suốt. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị trước tiên ngôn ngữ thăm dò một phen, xem ở đạo tôn trước mặt, Hạ Hạo liệu sẽ có sợ hãi. Nếu như không úy kỵ, hắn liền sẽ thông báo cho Thiểm Điện Lang tộc đạo tôn cảnh trung giai đến đây. Nếu là sợ hãi, liền giải thích Hạ Hạo hiện nay bên người không có mạnh mẽ hộ đạo giả, hắn không cần thiết lưu thủ. Nghe lời này, Hạ Hạo cười không nói, nhìn về phía Hoàng Kim Bỉ Mông, ra hiệu hắn trực tiếp ra tay đi, chẳng muốn cùng này Thiểm Điện Lang tộc đạo tôn phí lời. Hoàng Kim Bỉ Mông tuân lệnh, đạp bước đi đến phía trước, hừ lạnh nói, hôm nay là giờ chết của các ngươi mới đúng. Thấy thế, Thiểm Điện Lang tộc hộ đạo giả hơi nheo mắt lại, chỉ phái Hoàng Kim Bỉ Mông ra tay sao? Lẽ nào Hạ Hạo sau lưng không có còn lại đạo tôn cảnh hộ đạo giả theo tới? Vì lẽ đó để này mới vừa đột phá Hoàng Kim Bỉ Mông tới đối phó hắn. Nghĩ đến bên trong, niềm tin của hắn nhất thời đến rồi. Phía sau Thiểm Điện Lang tộc thiếu chủ trong mắt sát ý lấp lóe, sau lưng không có đạo tôn cảnh theo đến chỗ dựa, cũng dám đối với hắn động sát tâm. Nghĩ đến hắn mới vừa bị Hạ Hạo chỉ tay nổ đến bay ngược dáng dấp, hắn liền sát ý sôi trào. Hắn lập tức lấy ra một khối ngọc bài bóp nát. Đây là hắn Thiểm Điện Lang tộc một vị đạo tôn cảnh trung giai lão tổ ngọc bài, bóp nát có thể mang hắn triệu hoán vượt qua không gian lại đây, thế hắn đối phó kẻ địch. Bọn họ hiện tại mang đến vị này hộ đạo Lang Tôn, phỏng chừng trong thời gian ngắn đối phó không được Hoàng Kim Bỉ Mông. Nếu là bị Hoàng Kim Bỉ Mông kiềm chế lại, bọn họ khả năng không phải Hạ Hạo đối thủ. Hôm nay hắn nhất định phải lưu lại huyền nữ tộc thánh nữ, đồng thời muốn Hạ Hạo chết không có chỗ chôn, cũng phải Hạ Hạo thế lực sau lưng toàn bộ diệt. Vì lẽ đó nhất định phải xin mời Thiểm Điện Lang tộc bên trong đạo tôn cảnh trung giai ra tay rồi. Cùng Thiểm Điện Lang tộc đối nghịch là các ngươi quyết định ngu xuẩn nhất. Nói, Thiểm Điện Lang tộc hộ đạo giả đạo tôn cảnh khí thế trực tiếp bộc phát ra, hướng về Hoàng Kim Bỉ Mông cùng Hạ Hạo trấn áp tới.
thấy thiểm điện lang tộc hộ đạo giả uy thế hướng về bọn họ đè xuống, hoàng kim bỉ mông gào thét, trên người hắn khí thế khủng bố bạo phát, từng đạo màu vàng lực chi đại đạo pháp tắc, bắt đầu quấn quanh ở hoàng kim bỉ mông quanh thân, hắn thân thể bốn phía, xuất hiện từng đạo hoa văn, tràn ngập bạo lực cảm cơ bắp xuất hiện, trời sinh lục chiến chi vương bỉ mông. Thời khắc này, phải đem hắn chịu đến khuất nhục, toàn bộ còn trở về, nô lệ thị trường ngoại giới, vạn pháp thành bốn phía quát lên pháp tắc bão táp, bầu trời tối lại, lôi đình ở tầng mây gào thét, hoàng kim bỉ mông khí thế, đứng sững ở vùng thế giới này bên dưới, trên người sát ý, ở liên tục tăng lên, nhất thời, nô lệ thị trường bên trong sở hữu ở đây các tộc, toàn bộ biến sắc, bỉ mông bộ tộc vương giả, khí thế không khỏi cũng quá khủng bố đi, hoàng kim bỉ mông trên người khủng bố đại đạo pháp tắc quanh quẩn, pháp tắc cuốn lấy phía sau Hạ Hạo thuấn di mà lên, rời đi nô lệ thị trường, đi đến vạn pháp thành trên không trung. Nô lệ thị trường quá nhỏ, không có cách nào chiến đấu, đi ra bên ngoài, chính là cái đám này tia chớp lang giờ chết. Hôm nay, hắn hoàng kim bỉ mông R.A.K.E. muốn ở đại nhân cùng thánh nữ chứng kiến dưới, giết chết kẻ địch. Thiểm điện lang tộc hộ đạo giả cũng cuốn lấy thiểm điện lang tộc thiên kiêu, ra nô lệ thị trường. Hoàng kim bỉ mông cuồng bạo, ra ngoài dự liệu của hắn. Hôm nay tình huống sợ là có thay đổi, có điều cũng còn tốt, thiếu chủ đã bóp nát ngọc bài, bọn họ thiểm điện lang tộc đạo tôn cảnh trung giai nên rất nhanh sẽ có thể đến rồi. Đến thời điểm đạo tôn cảnh một tầng hoàng kim bỉ mông không phải là đối thủ, hôm nay Hạ Hạo còn phải chết. Đi đến vạn pháp thành trong hư không, hoàng kim bỉ mông chậm rãi mở miệng nói, để mạng lại. Càn rỡ, thiểm điện lang tộc hộ đạo giả mở miệng nói, ngươi ta đều là đạo tôn cảnh một tầng, thật cho là ta sợ ngươi. Đồng thời trên người hắn khí thế mạnh mẽ bạo phát, tia chớp đại đạo pháp tắc xuất hiện, vô tận tia chớp che đậy hắn sau lưng phía kia bầu trời, làm cho cả bầu trời điện quang vạn trượng. Khí thế của hắn toàn mở, một vị tia chớp lang thần bóng mờ ở hắn sau lưng xuất hiện, trung quy hàm nghĩa tỏa ra, khí thế dọa người. Mà hoàng kim bỉ mông thì lại rất bình tĩnh, bốn phía bàng bạc lực chi thần văn hướng về hoàng kim bỉ mông trên nắm tay hội tụ mà đi, lấy lực chứng đạo, lực phá vạn pháp, vô tận lực chi thần văn sức mạnh quấn quanh đến hoàng kim bỉ mông trên nắm tay, khí thế kinh khủng khuếch tán hướng bốn phía, nhất thời bốn phía thanh thế nhỏ đi, trở nên bình tĩnh lại. Lúc này, từ nô lệ thị trường bên trong đi ra người, nhìn thấy hoàng kim bỉ mông ngưng tụ cú đấm này, từng cái bị dọa đến toàn bộ ngừng thở. Cú đấm này giống như là muốn đem thiên đều oanh một cái lỗ thủng như thế. Hồng mông lục chiến chi vương bỉ mông tộc quả nhiên khủng bố. Thiểm điện lang tộc hộ đạo giả thấy thế, khuôn mặt nghiêm nghị, không dám có chút bất cẩn, đem bốn phía hội tụ tia chớp ánh sáng hóa thành một con đại tia chớp lang thần bóng mờ, xé rách không gian hướng về hoàng kim bỉ mông vồ giết mà đi. Tia chớp lang thần bốn phía tràn ngập cực điện lực lượng, rất có lực sát thương. Hừ, hoàng kim bỉ mông hừ lạnh một tiếng, hoàng kim bỉ mông huyết thống vận chuyển, vô tận kim cương chi khí ra chỉ hội tụ đến hoàng kim bỉ mông trên nắm đấm, trong cơ thể hắn lại một cái đại đạo mở ra. Đúng, hoàng kim bỉ mông bộ tộc giai tầng thống trị, bọn họ tu luyện có hai cái đại đạo, lực chi đại đạo cùng kim cương đại đạo, nắm giữ có 102 kim cương thân thể cùng sức mạnh. Song đại đạo mở ra, trong nháy mắt hoàng kim bỉ mông khí thế cất cao tới cực điểm, mơ hồ đến đạo tôn cảnh tầng 2, khủng bố đến mức tận cùng kim cương lực lượng hội tụ đến hắn trên nắm tay. Thế gian này phảng phất chỉ còn dư lại hắn một đầu bỉ mông bình thường, đỉnh thiên lập địa, cái thế tuyệt luân. Chớt đi, hoàng kim bỉ mông tiếp theo quát to một tiếng, một quyền đánh giết mà ra, như sao băng bình thường, trong nháy mắt đánh giết hướng về phía trước tia chớp lang thần bóng mờ. Ầm, cú đấm này cùng tia chớp lang thần bóng mờ va chạm, một quyền kinh khủng bên dưới, phía trước hết thảy đều trong nháy mắt bị hủy diệt, hóa là hư vô. Sau đó thông suốt không trở ngại, tiếp theo đánh giết hướng về thiểm điện lang tộc hộ đạo lang tôn. Không thể, không thể, thiểm điện lang tộc hộ đạo lang tôn giả bị chấn động đến, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng.